chương 2661 chớp mắt cuộc thi ngày đó đã kết thúc. Đoàn đoàn đoàn, tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên. Trong học viện yên tĩnh, ngay lập tức chuyển đến tiếng ồn ào. Trong các phòng học khác biệt, từng nhóm học viên đi tới, tụ tập với nhau rồi đi về phía cổng chính. Giống như từng dòng suối nhỏ không ngừng tụ tập lại, cuối cùng thành dòng sông cuồn cuộn, chảy xuôi trở thành hồ nước. Buổi trưa, thành tích môn thú loại đã được công bố, tần chủ tế không ngạc nhiên chút nào lại là 100 điểm. Nói thật, hiện tại Lâm Bắc Thần cũng có chút chân kinh. Tần tỷ tỷ nói cho cùng cũng là giữa đường xuất gia, chân chính tiến vào con đường tu luyện Bác Sĩ Đạo, tính toán đầu ra đấy, thời gian cũng chỉ hơn nửa năm mà thôi. Làm sao trong thời gian ngắn, ngay lập tức trưởng thành đáng sợ, có thể nghiền ép nhiều thư sinh thiên tài cùng thời đại đã tích lũy lâu như vậy? Cái này không khoa học lắm. Lẽ nào Tần chủ tế thật sự đã định sẵn là vì Bác Sĩ Đạo mà sinh ra sao? Theo với cuộc thi môn lịch sử kết thúc, trên tấm bia đá phía ngoài rất nhanh sau đó, thành tích cũng theo đó mà công bố ra. Vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm đã có được lời giải đáp. Không sai. Lại là 100. 100 điểm thứ 6. Thành tích cấp bậc nghiền ép tuyệt đối. Mà ở phía dưới của tần chủ tế, kiều thực thực với số điểm tối cao cũng chỉ 95 điểm mà thôi. Lý Quang Ngu 94, Sở Thanh từ 93, Mộ Dung Thiên Giác 90. Những người còn lại, không có một người nào trên 90. Tổng hợp lại, tất cả mọi người đều có thể đưa ra một kết luận. Tần Liên Thần là đẳng cấp độc nhất, còn những người khác đều là thư sinh thấp hơn một cấp bậc, giữa hai bên không thể nào so sánh. Cái này, ngay cả nhóm đặt cược cũng đều không quá vui mừng, bởi vì Tần Liên Thần cường thế như vậy, đã khiến cho bàn cược cùng bàn khẩu mất đi tính dao động. Suy đoán hạng nhất không có chút ý nghĩa nào cả. Cái này làm sao mà thăng tiến chứ? Xem hết thành tích, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. "Đi, quay về chúc mừng Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, vỗ tay cất cao giọng nói: vẫn còn lại một ngày cuối cùng vào ngày mai, tranh thủ đạt được 800 điểm, đánh một trận vào mặt đám gà này, để bọn hắn biết ngoài người có người, ngoài trời có trời lời này của hắn nói rất lớn tiếng, có thể nói là ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Hoàn toàn không biết, bản thân trong suy nghĩ của rất nhiều người, đã là nhân vật phản diện ghê tởm nhất. Các thư sinh của tất cả các đại thế lực xem bảng xung quanh, lần lượt từng khuôn mặt tức giận đến mức trắng bệch như thoa phấn. Cáp cáp, người nhỏ giọng một chút. Kiều Bích Dịch đã thỏa mà nói, mặc dù là sự thật, nhưng người cũng phải quan tâm đến tâm trạng của những người khác một chút ba. Lâm Bắc Thần một bạt tay đập vào trên gáy của nàng, nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói vậy, người nhìn thành tích của người xem được chứ. Trải qua 6 môn thi, kiều bích dịch điểm cao nhất là 78, thấp nhất là 60 điểm, về cơ bản chính là điên cuồng thăm dò ở vùng ven một cách hợp cách, thành tích mặc dù xếp sau người không nói, nhưng so với việc nàng xuất thân từ Thư Sơn mà nói, có thể nói là đại học rốt. Người ta gần đây tâm tư rất loạn kiểu Bích Dịch cắn môi, vô cùng oát ức nói: "Mấy ngày nay, nàng Triệt để xen lẫn cùng với mấy người Lâm Bắc Thần, tin đồn ở bên ngoài, nàng một chữ cũng không nghe lọt." Nghe thấy chỉ trích, cũng với vẻ mặt khinh thường, trước tiên quay về bồi bổ cho người một chút. Lâm Bắc Thần cũng lười nói nhảm, Kiều Bích Dịch bên trái, Tần chủ tế bên phải, phía sau mông còn có Vương Phong lưu đi theo, đi về phía nhà khách của cựu thư lâu. Chờ đã đột nhiên có người ngăn cản đường đi. Đây là một người trẻ tuổi trông chỉ 18-19 tuổi, áo choàng thư sinh trên người không nhìn ra được là của học viện nào, trên mặt mang theo vẻ căng thẳng, lại có chút kiên quyết, giang hai cánh tay ra, ngăn đám người lâm bắc thần lại, nói, các ngươi không được phép đi, ta. Ta có lời muốn hỏi trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người của bọn hắn. Lâm bắc thần nhìn người trẻ tuổi này, biểu cảm của đối phương, bên trong lo lắng mang theo một chút kiên quyết khẳng khái chịu chết, trong ánh mắt mang theo vẻ hoang mang. Ngươi tên là gì? lâm bắc thần thờ ơ hỏi người trẻ tuổi khẽ cắn môi nói tại hạ chỉ là một thư sinh vô danh ngươi không cần biết ta tên gì ta chỉ là ta sẽ không nói chuyện với một tên hèn nhát ngay cả tên cũng không dám báo lâm bắc thần trực tiếp ngắt lời nói ta hiện tại cho người cơ hội nói chuyện nhưng điều kiện tiên quyết là báo tên của người lên người trẻ tuổi hơi do dự giống như đã quyết định một loại quyết tâm nào đó nói ta tên là lý thịnh giai được rồi bây giờ có thể nói lời mà người muốn nói lâm bắc thần rất tuân thủ lời hứa nói Lý Thịnh Giai song quyền nắm chặt, cắn răng, toàn thân bởi vì căng thẳng mà có chút run rẩy, nói, ta muốn biết, các ngươi rốt cuộc là gian lận thế nào. Hả? Bên trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên một tia hàn mang. Bên trong, đám người chung quanh cũng truyền ra một mảnh âm thanh xôn xao. Gian lận? Từ này trói tai đến cỡ nào chứ? Người nói lại lần nữa Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài, trông có vẻ bình tĩnh nói. Lý Thịnh Giai với biểu cảm không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói, ta muốn biết, tần liên thần rốt cuộc gian lận thế nào, có thể thi ra thành tích 6 môn mắc điểm 600 như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Con mẹ ngươi, vương phong lưu bước lên liền muốn mở miệng mắng chửi. Lâm bắc thần trở tay túm hắn trở lại. Ai bảo ngươi tới nói loại lời này. Lâm bắc thần nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi bứt rứt bất an trước mắt, gần từng câu từng chữ hỏi. Là bản thân ta muốn nói người trẻ tuổi cứng cổ nói. Ha ha, thứ cho ta nói thẳng, Ngươi dường như không có đủ dũng khí này Lâm Bắc Thần có chút giễu cợt nói. Người trẻ tuổi như thể không nghe thấy, giống như học thuộc lòng, lớn tiếng nói, từ khi học viện cầu chi thành lập tới nay, trải qua 37,82 một lần mở sơn môn triệu tập dự thi, mỗi lần triệu tập dự thi đều là 8 môn, mỗi lần số người dự thi từ 3.000 đến 10 vạn, mà trong đó số lần thi ra thành tích điểm toàn phần, tổng cộng là 1 vạn 1 một lần, xác suất còn chưa đến 1%, trong đó người làm được 2 môn trở lên có thành tích mắc điểm tổng cộng có 176 người, người làm được thành tích 3 môn mắc điểm, tổng cộng có 73 người, 4 môn thành tích mắc điểm 21 người, người 4 môn trở lên có thành tích mắc điểm, chỉ có một người, chính là thư đế hiện tại không sơn ánh nguyệt miệng hạ. Lý Thịnh Giai đầu tiên là nói ra số lượng liên tiếp. Sau đó, hắn vừa lớn tiếng dùng âm thanh gần như đang gào thét, la lên, nhưng mà tần liên thần lại một hơi liên tục đạt được 6 môn đầu mắc điểm. Theo xác suất học mà nói, đó căn bản là chuyện không thể nào huống hồ tần liên thần còn không phải xuất thân từ lệ trí tinh hệ dựa vào tin tức mà đại thế lực điều tra ra được có thể thấy nữ nhân này thực sự tu tập bác sĩ đạo chẳng qua cũng chỉ mới nửa năm lẻ hai mười một ngày mà thôi cho dù nàng có là kỳ tài ngút trời cũng không thể nào có được thành tích như vậy cho nên kết luận chỉ có một nàng đang gian lận lâm bắc thần hơi trầm mặc một chút nguyên nhân mà hắn trầm mặc không phải đang suy nghĩ làm sao phản bác mà là đang do dự có nên trực tiếp xử lý cái tên thư sinh trẻ tuổi lấy dũng khí dội nước bẩn này hay không còn kiều bích dịch ở bên cạnh lại trực tiếp đứng ra nổi giận nói vị lý thư hữu này ngươi có biết mình đang nói cái gì không lý thịnh giai ngẩng đầu vênh cổ lên nói ta biết ta chỉ là đang nghi ngờ bình thường thôi ngươi đây là đang nóng mắt là đang tung tin đồn nhảm là đang vu khống kiều bích dịch tức giận không kiềm chế được quát lớn chỉ là cầm một số cái gọi là số liệu cầm một số cái gọi là xác suất cầm một số cái gọi là lịch sử quá khứ ở chỗ này khoe khoang, thông qua suy đoán đến định tội cho người khác, chưa thẩm đã phán trước. Người rốt cuộc có biết ngươi đang làm cái gì không? Lý Thịnh Giai ngẩng đầu, trầm mặc, không nói lời nào, về thần thái lại không có chút nhượng bộ thỏa hiệp nào. Kiều Bích Dịch lại nói, rốt cuộc là ai, bảo ngươi tới nói những lời này. Chỗ sâu trong đôi mắt của Lý Thịnh Giai, hiện lên một chút vẻ bối rối, sau đó lại cực kỳ kiên định, cắn răng nói, chính là ta suy đoán, là kết quả suy nghĩ độc lập của bản thân ta, là một thư sinh, ta có tư cách cũng có nghĩa vụ, phát ra âm thanh của mình vào thời điểm như vậy Kiều Bích Dịch cười lạnh, nói, "Ta nhận ra ngươi, ngươi là thư sinh xuất thân từ Tiểu thư viện thần tỉnh, một tên hèn nhát. Tới đi, có dám hay lấy vinh quang của thư viện thần tỉnh, lấy danh nghĩa tiến sĩ tri tâm của ngươi ra mà thề, đây đều là lời của bản thân ngươi, mà không phải bị người ta sai khiến lý thịnh giai trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ta?" Hắn do dự nói, "Ta không cần phải thề, ta." Vô Sỉ Kiều Bích Dịch trợn mắt nhìn, cút xuống đi thật là mất hết mặt mũi người đọc sách bác sĩ đạo lệ trí tinh hệ ta tiếng lật sách như có như không vang lên thân hình của lý thịnh giai oanh một tiếng bị lực lượng vô hình đánh trúng cả người liền bay ra ngoài hung hãng bay ra ngoài trăm thước một màn này dẫn tới đám người ẩm vang hỗn loạn tiếng hò hét không dứt dám động thủ đánh người tiểu nha đầu người đây là chấp mê bất ngộ vì một người ngoài vậy mà làm tổn thương chính người của lệ trí tinh hệ ta đây chính là đệ tử do thư sơn người dạy dỗ nên sao ngày thường yên thị mị hành thì cũng thôi đi bây giờ vì nam sắc lại không phân rõ thị phi trực tiếp động thủ đả thương đồng bào thư sơn lão sư ở đâu còn không ra thanh lý môn hộ bên trong nữ quần từng đạo âm thanh nhảy nhót không ngừng xuất hiện cái này rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió trong mắt của lâm bắc thần lóe lên một hơi khí lạnh hắn ghét nhất chính là loại người trốn ở trong tối giờ trò xấu này quay đầu nhìn thoáng qua tần chủ tế ánh mắt của lâm bắc thần lộ ra vẻ dò hỏi tần chủ tế khẽ lắc đầu nàng biết tiểu nam nhân đã động sát tâm nhưng như vậy sẽ chỉ nằm trong tính toán của đối phương lâm bắc thần thở dài một hơi chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn hắn có thể không kiêng kỵ nhưng con đường tu luyện bác sĩ đạo mà tần chủ tế đi sau này tất nhiên sẽ ở lại lệ sắc giới tinh nếu như giết chóc quá nhiều những thứ nhân quả này tất nhiên là sẽ do tần chủ tế đến gánh chịu lâm bắc thần nhất định phải bận tâm về tình cảnh tương lai của tần chủ tế đi thôi trở về hắn thu liễm sát ít nhưng cũng chính vào lúc này, a à, tiếp tục bốn năm tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người núp trong bóng tối châm ngòi thổi gió kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, từng thân thể run rẩy ngã xuống, không có khí tức, tất cả 13 ba người một người cũng không thiếu, là trong nháy mắt toàn bộ đều tử vong, đám người vốn dĩ ồn ào náo động ngay lập tức im bặt, rất nhiều người vẻ mặt hoang mang lộ ra một tia sợ hãi, lâm bắc thần cũng với vẻ mặt ngạc nhiên, lúc này giọng nói của lão nhân hắc y chậm rãi truyền đến, uống ba ngày rượu của ngươi, giúp ngươi giải quyết hết mấy tiểu côn trùng, không cần cảm ơn lão phu. Ha ha, nhân tình của ngươi, cứ như vậy mà sử dụng xong rồi kẻ giết người, lại có thể là vị lão nhân hắc y này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Lời nói của lão nhân hắc y, ngay lập tức thu hút vô số thù hận. Ngươi là người phương nào? Dám ra tay giết người là đồng đảng của tần liên thần bắt hắn lại tận mắt nhìn thấy các đồng bào ngã xuống các thư sinh lập tức phẫn nộ thiếu niên nhiệt huyết dễ dàng khuấy động nhất lúc đầu mọi người đã bị kẻ hung ác tuyệt thế trần bắc lâm này nghiền ép tới mức không thở nổi đã rất mất mặt rồi hiện tại một lão già không biết từ chỗ nào nhảy ra lại ngang nhiên động thủ giết người có thể nhẫn nhị nhưng không thể nhẫn nhục rầm rầm vô số âm thanh lật sách vang lên dừng tay chịu trói đi tiếng hò hét của các thư sinh trẻ tuổi vang lên hơn trăm đạo năng lượng chân khí cường độ không giống nhau, hóa thành pháp tắc vô hình, tuôn trào và tụ tập về phía của lão nhân Hắc Y. Các thư sinh đồng thời xuất thủ, muốn liên hợp lại, chế ngự lão nhân mấy ngày nay vẫn luôn dây dưa không rõ với Trần Bắc Lâm này lại. Suy nghĩ rất đơn thuần, không đối phó được với Lâm Bắc Thần, còn không đối phó được một lão đầu tử vô danh như ngươi sao? Sau đó, lực lượng của châm ngôn bí thuật trong phạm vi 3m đã tiếp cận lão nhân Hắc Y, ngay lập tức giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt đã biến mất không còn tâm tích căn bản là không có cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho ông ta. Thật sự giống như mưa đá mãnh liệt cuồng bạo, cũng không cách nào tới gần mặt trời. Hừ ánh mắt của lão nhân Hắc Y quét qua, vốn dĩ cũng không tính là thân hình cao lớn, bỗng nhiên trở nên uy nghiêm, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Gần trăm tên thư sinh xuất thủ trước đó, ngay lập tức giống như bị sét đánh, từng gương mặt giống như giấy trắng, môi như kim mỏng, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó há mồm phun ra từng đạo huyết tiễn, thân hình trở nên mềm nhũn uể oải đám người kinh hãi. Không tự lượng sức vẻ uy nghiêm trong ánh mắt của lão nhân hắc y lóe lên một cái, rồi biến mất, lần này chỉ là trừng trị sơ lược. Lần sau các ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Ngữ khí lạnh lùng, ẩn chứa áp lực to lớn. Bên ngoài học viện cầu chi, hoàn toàn yên tĩnh. Các hạ rốt cuộc là ai? Một tên đại đạo sư của học viện Đông Lâm tức giận ra khỏi hàng. Người này tên là Chu Trường Lâm, tu sĩ bác sĩ đạo cấp tinh quân tầng 53, thực lực có chút cường đại, vô cùng nổi tiếng ở trong học viện Đông Lâm, cũng nổi danh là bá đạo bao che khuyết điểm. Hắn đi đến trước mặt các học viên, nhìn chăm chăm vào lão nhân hắc y, nói, ngươi và tần liên thần kia là quan hệ như thế nào? Vì nàng mà giết người, chẳng lẽ là chó săn dưới váy của nàng? Lời còn chưa dứt. Hô! Trong miệng mũi của tên đại đạo sư học viện Đông Lâm này, đột nhiên phun ra từng đám hòa diễm hắc sắc. a, à, hắn kêu gào thảm lên. Bất luận thi triển châm ngôn bí thuật bất kỳ, bất luận thủ đoạn cùng lực lượng khai thác như thế nào, ngọn lửa màu đen này vẫn không thể nào ngăn chặn. Trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đại đạo sư của Đông Lâm này bị hỏa diễm hắc sắc hoàn toàn nuốt chửng từ trong ra ngoài, thi thể bị đốt cháy, cũng không hoàn toàn hóa thành cho bụi, mà giống như than cốc, duy trì một loại hình dạng vặn vẹo khiến người ta tâm can rét lạnh, bộ mặt biểu cảm dữ tợn, không có sinh khí, biến thành một pho tượng quái thạch đen như mực. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì vậy? hắc hỏa tự đốt, hóa thành pho tượng hắc thạch. Lão sư, chu sư thúc các thư sinh của học viện Đông Lâm ngay lập tức đều gào khóc lên. Nhất là rất nhiều thư sinh xuất thân từ môn hạ của chu trường Lâm, quên mình sông lên, có người ở dưới pho tượng hắc, thạch, gia trì châm ngôn của bác sĩ đạo, có người điên cuồng phóng tới lão nhân hắc y, hoàn toàn đánh mất lý trí, một dáng về đồng quy vu tận. Hài, trong mắt của lão nhân hắc y hiện lên một tia sát cơ, lão phu vốn không muốn giết người ông ta đưa tay lên, mấy chục đạo lưu quang hắc sắc tựa như hắc tiễn bắn về phía những thư sinh này hưu tiếng kiếm ngâm vang lên thân hình của lâm bắc thần giống như quỷ mị xuất hiện ở khu vực trung gian kiếm quang lưu lại một bức tường phong màu bạc ngay tại chỗ hô 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 tiếng gió rít gào bức tường kiếm phong không thu được tất cả hắc tiễn lão gia tử được rồi hắn cười ha hả nói đều là một đám hậu bối chấp nhặt với bọn hắn làm gì nói xong chân khí chấn động đem các thư sinh đông lâm xông tới ở sau lưng Trực tiếp chấn động bay ngược trở lại. Lão nhân Hắc Y nhìn bức phong tường màu bạc trước mặt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, con mắt khẽ híp lại, nói: "Tiểu tử, ngươi dám ra tay ngăn cản ta?" Chỉ là muốn để lão gia tử bớt tạo sát nghiệp mà thôi Lâm Bắc Thần, biểu cảm bình tĩnh, trong lòng mơ hồ mang theo một tia cảnh giác, bởi vì từ trong đôi mắt nheo lại của lão nhân Hắc Y, hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, loại cảm giác này giống như con thú nhỏ trong khu rừng màu mỡ bị thú vương cao cao tại thượng bụng đói kêu vang để mắt tới vậy người biết cái gọi là tạo sát nghiệp là gì trong đôi mắt hít của lão nhân hắc y có hàn quang lóe lên khiến cho người ta sợ hãi thân hình thoát một cái nữ ảnh trượt động nháy mắt sau đó lâm bắc thần ý thức được không ổn hai tay đặt ở trước ngực tức thời chính là thức phòng thủ thác thiên đả trong hạt cơ bát đả bày ra oanh nắm đấm màu đen khủng khiếp liền đánh vào trên tư thế thân hình của lâm bắc thần tựa như bao tải rách vải bị công thành chùy đập chúng trong nháy mắt tư thế bị nổ tung bay rớt ra ngoài, lảo đảo ngã xuống đất, bạch bạch lui lại 12 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn toàn thân run rẩy, hai tay giống như gãy xương, dường như sắp không nhấc lên nổi. Cơ bắp cánh tay bị nện ra một đạo vết lõm rõ ràng. Đó chính là vết quyền của lão nhân Hắc Y, vẻ chấn kinh trên mặt của Lâm Bắc Thần khó mà che giấu. Thật mạnh. Hắn phân biệt ra được, một quyền này của lão nhân Hắc Y hoàn toàn là dùng lực nhục thân thuần túy bộc phát, cũng không ẩn chứa huyết mạch chân khí. Lực lượng ẩn chứa trong đó, tuyệt đối là cường độ đáng sợ nhất mà hắn từng thấy qua từ trước tới nay chưa hề có ai có thể với tới ngay cả đám người cổ hà châu tiết phong thanh cũng kém kém xa tít tắp có thể nói là kém xa vạn dặm ông lão mặc hắc y này lại là một đế giả của thánh thể đạo tiểu tử đừng tưởng rằng lão phu uống mấy thùng rượu của ngươi thì có dũng khí mà khoa tay múa chân dạy lão phu làm việc lão nhân hắc y đứng tại chỗ khẽ lắc lắc nắm đấm một kích vừa rồi đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một kích tiện tay hững hờ mà thôi một quyền này là giáo huấn ngươi không biết trời cao đất rộng giữ lại cái mạng này của ngươi xem như tiền rượu uống ngày thứ hai lâm bắc thần chậm rãi hít một hơi khí huyết vận chuyển nói tiền bối thật sự chính là trở mặt vô tình trong chốc lát vết thương trên cánh tay đã phục hồi như cũ đây là chắc hẳn là lần đầu tiên giao thủ với cường giả đế cấp cảm giác giống như một con kiến đại lực sĩ đang đối mặt với bức tượng khổng lồ cao cao tại thượng không thể địch lại cũng không cách nào dùng mưu trí. Để ngươi hiểu, đây chính là cái gọi giang hồ hiểm ác khí tức nguy hiểm trên người, của lão nhân hắc y vốn không kết thúc như vậy. Ông ta nhìn các thư sinh đang trợn tròn mắt ở xung quanh, trong cơ thể giống như có con dã thú khủng khiếp nào đó sắp thức tỉnh, khí tức bạo ngược giống như hồng thủy tràn ngập ra ngoài, mỗi người đều cảm thấy khí tức tử vong giáng lâm. Một đám sâu mọt ngu xuẩn mà lại hạn hẹp từ trong tập sách bò ra, chính là đám tiểu nhân hèn hạ này, chiếm cứ quyền lên tiếng của lệ trí tinh hệ, đã dẫn đến vô số vận mệnh bi kịch sinh ra, chi bằng giết sạch hết, giết sạch, giết sạch ha ha hỏng bét. Lâm Bắc Thần ý thức được không ổn. Ông lão mặc hắc y này đột nhiên giống như sắp phát điên. Anh chàng này, đầu óc có bệnh. Chẳng biết tại sao đột nhiên liền mất kiểm soát rồi. Hắn lập tức lui lại, đi tới bên cạnh tần chủ tế, túm lấy tay của tần chủ tế và kiều bích dịch, không ngừng mở rộng khoảng cách. Mà lúc này, hư ảnh cự đao nham thạch màu đen tựa như đại dương mênh mông, hiển hiện ra trong hư không, giống như đồ đao của tử thần, dơ lên cao cao, muốn chặt chém thư sinh lít nha lít nhít giống như sâu kiến ở phía dưới. Người nào? Thần thánh phương nào? Không biết là vị đế giả nào giáng lâm? Mấy tiếng hét lớn vang lên. Những đạo sư trưởng bối của các đại thế lực như Thư viện Thái Bình, Thư Sơn, Thư Hải, Huyền đang bị kinh động, lần lượt hiện thân. Khí tức đáng sợ mà lão nhân Hắc Y phát ra, hiển nhiên là kinh động đến cường giả khắp nơi nhìn thấy từng trang sách một màu sắc khác biệt, giống như quang phù, phiêu phù ở trên người của những người đọc sách thế hệ cũ này. Bọn hắn phiêu phù ở trong tầng trời thấp, toàn thân bành trướng ra khí tức cường đại. Các tu sĩ của bác sĩ đạo đến cảnh giới nhất định, mặc dù nhục thân kém hơn võ giả của đại đa số huyết mạch khác, nhưng sức chiến đấu lại không thua kém chút nào rất nhiều khi, đối thủ cùng cảnh giới thậm chí cao hơn một hai tiểu cảnh giới, căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của người đọc sách bác sĩ đạo. Ha ha, lão nhân hắc y tóc dài cùng vũ ngửa mặt lên trời cười to đột nhiên phóng lên dáng vẻ triệt để phát cuồng nói hôm nay ta ba đao diệt tận những thứ đọc sách vong ân phụ nghĩa các người đưa tay nắm chặt cự đao hắc sắc dài ngàn mét phất tay chém xuống oanh trời đất chấn động khí lưu như sóng biển lúc này lâm bắc thần mới phân biệt ra cự đao màu đen dài ngàn mét kia vốn không phải là thực thể mà là khí huyết cường đại của lão nhân hắc y lan tràn ra ngoài ngưng tụ mà thành một đao kia chém xuống trời đất biến sắc không hay liên thủ tất cả các cường giả của bác sĩ đạo dường như đồng thời tế ra mệnh hồn chi thư trang sách đủ mọi màu sắc bay múa lợn lờ ở bên trong hư không giống như xiềng xích đan ra một mảnh vòng bảo hộ khổng lồ thần quang sáng rực đối kháng chính diện với một kích này mười mấy cường giả bác sĩ đạo cấp tinh quân đồng thời lấy mệnh hồn chi thư xuất thủ ở trong lệ trí tinh hệ đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua loại rầm rộ này tựa như pháo hoa trói loại đầy trời khiến cho người ta tinh thần mê muội nhưng nháy mắt sau đó rầm rầm. Bên trong tiếng nổ năng lượng cuồng loạn, từng trang sách đủ mọi màu sắc vỡ nát. Các tinh quân bác sĩ đạo từng người một giống như con diều đứt dây, từ trong không trung rơi xuống, máu tươi điên cuồng bắn tung tóe giữa không trung. Khoảng chừng mười mấy người trong đó, trong nháy mắt liền bị nổ tung thành bọt máu bột mịn, thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ. Đáng sợ, cự đao hắc sắc chỉ là một lần chảm kích, nhóm tinh quân bác sĩ đạo trăm năm khó gặp, liên thủ phòng ngự liền triệt để bị vỡ nát thư sinh yếu đuối, không chịu nổi một đòn ha ha. Lão nhân hắc y càng cuồng bạo hơn. Cánh tay hắn giơ lên. Cự đao ngàn mét hắc sắc kia ngay lập tức nâng lên cao cao, tạo thế lại muốn chém xuống. Dừng tay xem học viện cầu chi ta như vô hình sao. Mấy tiếng hét lớn nội ý mênh mông, từ bên trong học viện cầu chi khuấy động ra ngoài. Lưu quang lấp lóe. Bốn thân ảnh toàn thân thiêu đốt lên trang sách vàng óng xuất hiện ở trong không trung. Dưới sự hét vang, trang sách lạp 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 lật qua lật lại bay vụt. Hóa thành bốn đạo xiềng xích kim sắc, trực tiếp quấn quanh cự đao hắc sắc ngàn mét, sau đó nâng đỡ cố định nó ở trong không trung. Sát khí của các hạ khó tránh quá nặng một trong bốn thân ảnh kim sắc của Tinh Quân Bác Sĩ Đạo, chính là Khổ Chu Phương Chi Ly, bên trong hai con ngươi kim quang lấp lóe nói: "Cùng là nhân tộc, sao phải hạ sát thủ như vậy chứ?" A ha bốn con chó của Không Sơn Ánh Nguyệt lão, Nhân Hắc Y với đôi mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, triệt để mất khống chế, dưới cùng tiếu, cự đao hắc sắc chấn động kịch liệt trực tiếp đánh gãy trang sách xiềng xích kim sắc uy nghiêm đế đạo khủng khiếp tràn ngập toàn bộ khu vực vấn đạo sơn dường như đều sắp trầm luân hủy diệt bốn người khổ chu phương chi ly thân thể dung mạnh trên mặt hiện ra vẻ khổ sở sắp chống đỡ không nổi nữa đúng lúc này hắc thạch người muốn vứt bỏ lời hứa năm đó sao một giọng nữ trong trẻo từ chỗ sâu trong học viện cầu chi truyền ra lão nhân hắc y thân hình đột nhiên khựng lại cự đao hắc sắc dừng lại ở giữa không trung giọng nói kia là thư đế không sơn ánh nguyệt sao? Người có thể đối kháng với đế giả, cũng không ngoài đế giả. Thư đế không sơn ánh nguyệt bí ẩn vẫn luôn mang khăn che mặt, cuối cùng đã hiện thân rồi sao? Trên gương mặt xoái ca tuyệt thế của Lâm Bắc thần lộ ra vẻ chờ mong. Thư đế, một cường giả đế cảnh rất đặc thù. Pháp môn tu luyện bác sĩ đạo thiên hạ có một không hai. Các thư sinh khác ở xung quanh, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ kích động. Hôm nay nếu như có thể nhìn thấy thư đế miện hạ xuất thủ, chính là chuyện mà đám người mình một tiếng cũng đáng kiêu ngạo những trải qua ba năm hơi thở thư đế cũng không hiện thân lão nhân hắc y ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười tựa như kinh lôi đánh vào không trung mọi người chung quanh thực sự đen mắt ù tai lão tú bà lại đang giả thần giả quỷ còn không mau ra lão nhân hắc y nhìn về phía chỗ sâu của học viện cầu chi nhớ kỹ lời hứa năm đó người đi đi giọng nói trong trẻo tựa như u cốc bách linh lại lần nữa vang vọng giữa trời đất không thấy ta sao lão nhân hắc y vẻ mặt phát cuồng cười to nói ba đao này của ta còn chưa ra làm sao rút lui chứ cổ tay của hắn liền chấn động đao thứ hai cự đao hắc sắc ẩm vang chấn động mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát ra năng lượng khủng bố khó mà hình dung đem xiềng xích trang sách vàng óng quấn quanh nó đều chấn vỡ hóa thành cơn mưa kim sắc phiêu tán chôn vùi trong hư không lưỡi đao theo cánh tay của lão nhân hắc y nâng lên cao cao sau đó hung hãn chém xuống bầu trời ở trước mặt một đao này tựa như cái bánh kem màu xanh thẳm bị tách ra hai nửa. Đại địa, ở trước mặt một đao này, tựa như cát đá trên mặt trống, chấn động kịch liệt. Chúng sinh, ở trước mặt một đao này, tựa như bụi bặm trước mặt thần sơn sụp đổ, dường như sắp bị chôn vùi trong nháy mắt. Đao, đao, đao. Tâm thần của mọi người chỉ thấy, thiên địa bị hủy diệt, chỉ nhìn thấy một đao hắc sắc duy nhất. Lâm Bắc thần tóc đen bay phấp phới, khí thế trong cơ thể căn bản là không có cách nào khống chế, tựa như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng nổi lên, cơ bắp không tự chủ căng cứng rồi hở ra, giống như linh thú đối mặt với mối nguy hiểm hủy diệt, tóc gáy toàn thân dựng lên. Hắn che chắn đám người tần chủ tế ở phía sau. Đây mới là lực lượng của đế giả sao? Ngửa mặt lên trời nhìn lại, trong lòng của hắn kinh hãi. Chính vào khoảnh khắc mà mọi âm thanh đều bị hủy diệt, một điểm tinh quang kim sắc hiển hiện ở trong bóng tối sâu thẳm. Kia là một mảnh trang giấy từ chỗ sâu của học viện cầu chi bắn ra trang sách vàng óng lớn khoảng chừng bàn tay, lóe ra quang huy giống như mặt trời. Nó mang đến ánh sáng cho mảnh thiên địa hắc ám bị cự đao hắc sắc chôn vùi này. Cũng trong nháy mắt, định một tiếng, chặt chém ở trên cự đao hắc sắc. Cái va chạm này giống như khoảnh khắc khi hai vòng mặt trời va chạm vào nhau, ngay tức khắc phóng ra tia lửa sáng chói vô tận. Ánh sáng vô tận vốn dĩ bị cự đạo hắc sắc nuốt chừng mà hình thành hắc ám, trong khoảnh khắc này bị đuổi tản ra. Ánh sáng lại lần nữa giáng lâm tất cả mọi người dường như đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng vô tận toàn thân ướt đẫm mồ hôi thở dốc từng ngụ bầu trời đã khôi phục màu xanh thẳm đại địa không còn rung động nữa ngẩng đầu nhìn lên cự đao hắc sắc dài mấy ngàn mét đã vỡ nát từng chút một biến mất chặn lại rồi thư đế không sơn ánh nguyệt vẫn còn chưa hiện thân đã chọn được một kích này lão nhân hắc y trôi nổi ở trong hư không trên mặt có chiều quang màu đỏ tươi lấp lóe lưu động bất định cự đao hắc sắc vỡ vụn đối với ông ta mà nói, hoàn toàn không đáng là gì. Đó là huyễn đao dùng khí huyết của ông ta ngưng tụ mà thành, thậm chí cũng không tính là bí thuật, cuộc giao thủ vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là thăm dò và va chạm tùy ý mà thôi. Hắc thạch, còn nhớ lời mà Tiểu Linh đã nói với ngươi năm đó không? Giọng nói của thư đế không sơn ánh nguyệt, lại lần nữa từ chỗ sâu của học viện cầu chi lưu động mà ra, nói, chẳng lẽ là người muốn để nàng ở dưới cửu tuyền, lại rơi lệ vì ngươi sao? ngậm miệng lão nhân hắc y nghiêm nghị hét lớn gân xanh dưới da tay nổi lên cổ căng cứng vẻ mặt dữ tợn giống như ma quỷ nổi giận một câu lời hứa năm đó người muốn vây hãm ta bao nhiêu năm ai mà biết có phải người bịa đặt để lừa gạt ta hay không chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio thư đế không sơn ánh nguyệt chìm vào trầm mặc hồi lâu sau giọng nói của nàng lại từ chỗ sâu của học viện cầu chi truyền ra thứ mà người muốn sau khi triệu tập dự thi kết thúc đều có thể tiết lộ bụi bặm thế nào lão nhân hắc y cười lạnh không ngớt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói hy vọng người có thể sống đến lúc đó cuồng thái cùng sát ý trên người ông ta dần dần biến mất loại khí tức khiến cho người ta hồi hộp và sợ hãi kia theo gió núi phiêu tán giữa trời đất hắn chậm rãi đáp xuống đất nhắm đôi mắt lại cả người giống như một bức thạch tượng hắc sắc giây lát khi mở mắt ra lại đôi mắt vốn dĩ màu đỏ máu của ông ta đã khôi phục vẻ trong sáng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn khắp bốn phía nhìn thấy xung quanh bừa bộn còn có từng cổ thi thể của tỉnh quân bác sĩ đạo trên mặt đất, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia phiền não, nhưng áp chế rất tốt. Ánh mắt của ông ta lướt qua đám người, rơi vào trên người của đám người thư sơn nhất mạch ở nơi xa. Chính xác mà nói, là rơi vào trên người của Kiều Tất La. Nhưng điều nghênh đón hắn, là ánh mắt căm thù của nữ thư sinh thiên tài thể trọng hơn 300 cân. Lão nhân Hắc Y cười ha ha, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Rượu hắn khẽ giơ tay, Lâm Bắc Thần, con mẹ ngươi ra mặt thật là dày đấy. Vừa rồi trở mặt vô tình, suýt chút nữa đánh chết ta, bây giờ đầu óc tỉnh táo, liền muốn uống rượu của ta. Một thùng muộn đảo lưu kém chất lượng hàng không ném qua đi. Uống cho chết người. Lâm Bắc Thần cười lạnh, lần sau trực tiếp giáp thuần đổi thủy, trực tiếp hạ độc giết chết lão già nhà ngươi. Lão nhân hắc y giờ thùng rượu lên bắt đầu ực ực ực, một hơi uống hơn nữa, lúc này mới thở thật dài một hơi, nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, tiểu tử, không cần nghi thần nghi quỷ, lão phu trời sinh có não tật, lúc thì phát tác, khi phát tác rất dễ dàng mất khống chế, hay phát cuồng giết người. Hiện tại không sao rồi, ngươi không cần sợ lâm bắc thần, con mẹ ngài chính là tào thừa tướng. Hả? Tính cả lần này, ta đã uống rượu của ngươi ba ngày, nợ ngươi ba nhân tình, vừa rồi trừ hai lần, bây giờ còn có một lần. Lão nhân hắc y cũng không để ý tới biểu cảm của lâm bắc thần. Nói, tốt nhất người nên mau chóng suy nghĩ rõ ràng, muốn lão phu trả lại người nhân tình gì, nếu không, chờ qua mấy ngày nữa, sợ là không kịp lâm bắc thần nói, không cần nghĩ, hay là lão nhân gia ngài tùy tiện tặng ta một giọt nguyên huyết đế, cấp không có tác dụng gì là được rồi. Lão nhân hắc y nhìn rượu trong thùng, đột nhiên có chút trầm mặc, thật sự là dám công phu sư tử ngoạ. Có cần lão phu đem tính huyết của mình đã luyện hóa tặng cho người hay không? Ông ta nhìn về phía lâm bắc thần. Nếu như có thể, lâm bắc thần nói nửa câu, nhìn biểu cảm của lão già không đúng, lo lắng lại kích thích ông ta phát cuồng lên, nói, đương nhiên không cần, vậy thì quá quý giá rồi nghĩ điều kiện khác đi. Lão nhân hắc y chừng liếc nhìn lâm bắc thần, không nói thêm gì nữa. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của ông ta lại nhìn về phía đám người thư sơn, cười lạnh nói, các ngươi không nhận ta, cũng không có quan hệ, nhưng mà... Ha ha, lão phu càng muốn nhận các ngươi, sau này lại có phiền toái gì, bất cứ lúc nào cứ đến tìm lão phu, một nhánh gốc dễ năm đó lão phu vẫn nhận một câu này dấy lên một mảnh lớn xôn xao thoáng một cái vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đám người thư sơn nhất là cha con kiều thiên phong kiều thực thực càng trở thành tiêu điểm chú ý ai nhìn ra được lời của lão nhân hắc y là hướng về phía kiều gia phụ tử nói một số người thậm chí mơ hồ cảm thấy tướng mạo của kiều thiên phong dường như có chút giống với lão nhân hắc y này kiều gia cho dù có tan thành mâu khói cũng tuyệt đối sẽ không cầu cứu ngươi thân thể cao lớn của kiều thực thực tiến lên một bước ngăn trước mặt phụ thân nói người căn bản không xứng lão nhân hắc y hít mắt lại cười ha ha cũng không nói gì cuối cùng hắn xách theo thùng rượu chậm rãi rời đi tiểu tử từ từ suy nghĩ không được lòng tham không đáy rắn nuốt voi đây là cảnh cáo mà lão nhân hắc y dành cho lâm bắc thần đợi đến khi ông ta triệt để rời đi bầu không khí căng thẳng bên ngoài học viện cầu chi mới xem như dần dần tiêu tán mùi máu tươi tràn ngập trong không khí có người đang khóc. Một đao vừa rồi của lão nhân Hắc Y đã chém giết không ít người đọc sách thế hệ trước. Trọng thương càng không phải số ít. Một đao kia không chỉ là giết người, càng khiến cho vô số thư sinh sợ hãi và chấn động. Các sự trưởng cao cao tại thượng ngày trước, lực lượng liên hợp lại, đúng là không địch lại một đao hời hợt của lão nhân Hắc Y, sát thương trưởng giả, làm trọng thương trái tim thiếu niên. Một đao này chém đứt ít nhất một phần 10 sinh lực cùng số mệnh của bác sĩ đạo lệ trí tinh hệ lão nhân hắc y trở thành kẻ thù chung của bác sĩ đạo lệ trí tinh hệ tiện thể kéo theo lâm bắc thần cũng chịu địch ý càng lớn hơn chuyện hắn đã xuất kiếm cứu hơn 10 thư sinh trẻ tuổi bị rất nhiều người tận lực phớt lờ hoặc là cho dù nhớ lại cũng không nguyện ý thừa nhận bị xem như diễn kịch lâm bắc thần căn bản không để ý đến điều này hắn phát hiện người đọc sách của lệ trí tinh hệ tập tục thật sự rất kém cỏi giảng đạo lý mà nói cái gọi đọc sách rõ lý truy nguyên nguồn gốc có lẽ là đọc được chỗ sâu làm rõ thị phi mới đúng. Nhưng bây giờ người đọc sách của lệ chi tinh hệ dường như đã hù hóa rồi, bắt đầu trở nên cổ hủ, nhỏ hẹp, bài ngoại, bệnh người thân không cần đạo lý, cái mông quyết định tư duy. Đọc sách, đọc thành lão ngoan cố. Loại tập tục này phải thay đổi thật tốt. Cùng lúc đó, bởi vì mấy câu của lão nhân Hắc Y khiến thế lực bác sĩ đạo uy tín lâu năm như thư sơn cũng chịu áp lực cực lớn. Nhất là cha con Kiều thị, càng có áp lực to lớn bọn hắn ngay lập tức cảm nhận được tư vị bị xa lánh và căm thù ban đêm trong tầng lầu khác biệt của cựu thư lâu cũng chuyển đến tiếng khóc nghẹn ngào lĩnh đường các dẫn đạo sư của bác sĩ đạo chiến từ hôm nay cũng bắt đầu dựng lên những người này khi còn sống đều là nhân vật một phương giao hữu rộng lớn phô trương sau khi chết tất nhiên là không nhỏ bạch sắc tô điểm ở trong màn đêm rất nhiều người giống như đi chợ từ trong linh đường này đi ra lại tiến vào linh đường kế tiếp tiếng khóc của các gia quyến thân thuộc của người chết từ đầu đến cuối quanh quẩn bên tai, thứ nhìn thấy trước mắt đều là thi thể của kẻ thù, bầu không khí bi thương và phẫn nộ đang không ngừng lên men. Mà lúc này, học viện cầu chi cũng ban bố một thông cáo với bên ngoài mở sơn môn khảo thí, ngày mai tiếp tục tiến hành. Người nội dung đơn giản ra, đối với sự kiện lão nhân hắc y giết người gần đây, cũng không có bất kỳ giải thích nào. Bầu không khí kỳ dị đang lên men ở vấn đạo sơn. Người của thư viện Đông Lâm, đang bôn tẩu sâu chuỗi, hiệu triệu tất cả các đại thư viện học phủ liên hợp lại cùng yêu sách với thư đế thỉnh cầu vị thủ hộ thần của bác sĩ đạo nhất mặc lệ chi tinh hệ đích thân xuất thủ chém giết hung thủ giết người lão nhân hắc y báo thù cho những đồng bào đã chết đi bác sĩ đạo không thể chịu nhục chuyện như vậy xảy ra ở lệ trí tinh hệ bất luận là tên vô danh tiểu tốt bình thường hay là thư đế bệ hạ vĩ đại đều nên đứng ra bảo vệ tôn nghiêm của bác sĩ đạo mời thư đế bệ hạ xuất thủ yêu sách mời thư đế bệ hạ bảo vệ vinh quang của người đọc sách càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tụ tập ở ngoài cửa của học viện cầu chi. Cho dù là bóng đêm bao trùm, cũng không ngăn cản được những thân ảnh giống như thủy triều này. Cùng lúc đó, trong tiểu viện vắng vẻ đối lập với vấn đạo Sơn, thư sinh trẻ tuổi Lý Thịnh Giai đã từng ngăn cản đường đi của tần chủ tế lúc ban ngày, chậm rãi đẩy cửa tiến đến, thắp giọng nói, quyên nhi, ta quay về rồi. Ca, một tiểu nữ hài rụt rè, từ trong túp liều tranh bên cạnh lò đầu ra. Đi, mau rời khỏi nơi này Lý Thịnh Giai lấy ra một cái túi chữ vật nhỏ, đưa cho tiểu nữ hài nói người mang theo vật này lập tức rời khỏi vấn đạo sơn cưỡi tình hạm công cộng trở về trở lại quê quán đem cái này giao cho lục tiên sinh ca vậy còn người thì sao đôi mắt của tiểu nữ hài sáng rực giống như là một con nai cơ cảnh lý thịnh giai cười cười vuốt ve cái chán của tiểu nữ hài nói ca còn muốn tham gia khảo thí lời còn chưa dứt sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến khi hắn quay lại lại thấy bốn đạo âm ảnh không biết xuất hiện từ khi nào đứng sừng sững ở cửa ra vào của viện lạc, tựa như ác quỷ u linh lấy mạng, lẳng lặng nhìn huynh muội hai người, như là nhìn hai cỗ thi thể lạnh bằng. Các ngươi là ai? Lý Thịnh Giai hình như nhận ra điều gì đó. Đối phương cũng không trả lời, mà hắn chỉ nhanh chóng tiến đến gần như một hồn ma. Sát ý lượn lờ trong không khí. Vút! Mấy luồng hàn quang tựa như tử thần trong đêm tối đang nghe bộ răng nanh của mình ra, bắn đến. Hai người Lý Thịnh Giai và muội muội bị chúng ảo đến bao phủ, bắn giết lệch một ly lý thịnh dai quát to. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một quyển mệnh hồn chi thư màu đồng đen nhạt, trang sách lật qua lật lại rào rào, tràn đầy lực lượng lạ thường kỳ diệu. Phi đao màu bạc đen vốn dĩ sẽ trúng mục tiêu, nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, quỹ đạo ban đầu bị thay đổi, xẹt qua lọn tóc bên thái dương của hai người là hắn và muội muội. Một luồng hơi lạnh thấu xương theo đó mà vụt qua. Bên mái tóc mai của Lý Thính Giai có máu tươi chảy xuống. Mau đi thôi hắn không thèm quan tâm hay xem xét vết thương của mình, đưa tay đẩy muội muội bay đi, khẽ quát lên, người nhẹ như yến ca. Tiểu cô nương hét to, cơ thể nhẹ nhàng lập tức bay ra xa cách trăm mét, đúng là nhẹ như yến, gần như không có trọng lượng. Lý Thịnh Giai cũng không thèm quay đầu lại, liên tục lật mệnh hồn chi thư, nói, chói, đầm lầy, làm chậm tất cả châm ngôn bí thuật có thể thi triển được điều bạo phát ra. Mệnh hồn chi thư màu vàng đồng đen tỏa ra ánh hào quang rực rỡ giữa màn đêm đen, giống như đang thiêu đốt, bốn tên thích khách u hồn trong nháy mắt đã cảm thấy phản ứng của mình trở nên hơi chậm đi hai chân giống như có sợi dây vô hình nào đó trói lại mặt đất cũng đột nhiên hóa thành đầm lầy hai chân lún vào dưới mặt đất trong mũi miệng lý thịnh giai đã có máu tươi tuôn trào đây là cái giá phải trả khi cưỡng chế liên tục thúc đẩy châm ngôn bí thuật siêu phụ tải nhưng hắn không thể không làm như thế ngay trong cái chớp mắt vừa rồi khi giao thủ lý thịnh giai liền biết lai lịch của đối phương cũng biết được tranh lệch thực lực to lớn giữa hai người Hắn tuyệt đối không thể nào bỏ trốn giữa mạng được, nên hắn liều mạng thiêu đốt mệnh hồn chi thư, thiêu đốt tu vi của chính mình, cũng chỉ để tranh thủ cho muội muội của mình một hy vọng sống. Muội ấy không biết gì cả, ta chết, các ngươi hãy bỏ qua cho muội ấy." Lý Thịnh giai lớn tiếng cầu xin, nhưng Thích khách U Linh ở phía đối diện không mảy may thương hại hay do dự. Trái tim của hắn cứng như sắt, lạnh như băng. Một người trong số họ gọi ra một thứ bí bảo nào đó, trên người có ánh sáng màu đỏ đậm lóe lên tất cả châm ngôn bí thuật đã mất đi hiệu lực. Hai người trong số họ rút trường kiếm bên hông ra, lướt về phía Lý Thịnh Giai như chớp. Hai người khác thì đuổi theo theo hướng thiếu nữ ở phía xa nhanh như gió táp. suy kiếm khí như châm. Đôi mắt Lý Thịnh Giai trừng to. Thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, phản kháng là phí công vô ích. Hối không kịp. Hắn nhớ đến hành vi và phẩm hạnh của bản thân mình vào ban sáng, trên mặt lộ ra sự hổ thẹn cùng với hối hận. Một bước sai, từng bước sai, vì chút tài nguyên và tiền tài mà từ bỏ tôn nghiêm, và danh giới cuối cùng của một người đọc sách của bản thân, đi làm công cụ hình người. Trong chớp nhoáng đó, dường như hắn nghe thấy âm thanh lợi kiếm đâm vào cơ thể mình. Nhưng sự lạnh lẽo và đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Hắn kinh ngạc mở mắt. Hắn trông thấy hai tên thích khách U Linh đứng ở trước mặt mình, trường kiếm trong tay chúng đã chỉa vào chỗ trái, tim và yết hầu của hắn. Nhưng trong nháy mắt khi trường kiếm sáng loáng kia đâm vào thớ thịt thì trở nên tĩnh lặng. Tí tách, đó là tiếng máu tươi rơi xuống đất. Trước ngực hai tên thích khách có mũi kiếm nhô ra. Một người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu xanh nhạt đứng ở sau lưng bọn họ, trong tay cầm song kiếm, đang chậm rãi rút thanh kiếm đâm xuyên qua người hai tên thích khách u linh về. Trong đầu Lý Thịnh dai ong lên, ta được cứu rồi sao? Là ai cứu ta vậy? Hỏng rồi, quên nhi. Trong chớp mắt ý nghĩ vừa hiện lên, bên tai đột nhiên nhớ đến tiếng kêu khóc sợ hãi của muội muội. Ca, ngươi không sao chứ? Ca, hắn vừa xoay đầu sang đã nhìn thấy muội muội toàn thân không chút tổn hại nào, thở phào một hơi dài, tay đưa lên kéo lấy nàng. Lý Thịnh Giai phát hiện hóa ra người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu xanh nhạt kia đã cứu muội muội mình. Về, các ngươi là ai? Trong lòng Lý Thịnh Giai vẫn còn cảnh giác, có muốn sống không? Người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu ánh trăng thản nhiên nói. Lý Thịnh Giai cắn răng nói, muốn vậy đi cùng ta hai người trẻ tuổi quay người đi về phía ngoài đại viện. Lý Thịnh Giai do dự chốc lát rồi đi theo bọn hắn đi xuyên qua hẻm nhỏ, qua đường, đi đến con phố chính đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù ban ngày đã xảy ra chuyện, như thế nhưng vẫn không thể làm vơi đi cảnh tượng phồn hoa của con phố Vấn Đạo Sơn. Trên con đường lớn người đến người đi như mắc cửi, khiến Lý Thịnh Gia có cảm giác an toàn vô cùng. Hắn nhìn hai thư sinh bạch y chậm rãi đi ở phía trước, mấy lần muốn chạy trốn nhưng cuối cùng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến mà đi theo. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì họ đã đến một tử lâu. Hắn đi theo, tiến vào trong phòng là ngươi. Lý Thịnh Gia nhận ra người đang ngồi ăn như gió cuốn trong phòng bao. Chính là tên chó săn của gã điên Trần Bắc Lâm. Gã hoàn toàn không giống với dáng vẻ siểm nịnh khi đi theo bên người Trần Bắc Lâm, lúc bình thường. Tên ra hỏa trong xương phòng, lúc này đại mã kim đao ngồi ở nơi đó, mặc dù ăn uống thả cửa nhưng vẫn mang tư thái nghiêm trang như ngày thường, rất uy nghiêm, làm Lý Thịnh Giai có cảm giác như rất nhiều đạo sư của thư viện, hay thậm chí là phó viện trưởng, cũng chưa có khí thế của bậc bể trên tự nhiên mà có như người này lúc này đây. Ai bảo hôm nay ngươi đi nói nói xấu tần lão sư chứ? Vương Phong Lưu vừa ăn vừa thản nhiên hỏi. Lý Thịnh Giai bảo vệ muội muội ở sau lưng, nói, ta nói rồi, có chỗ lợi gì ngươi muốn lợi ích gì? Vương Phong Lưu ra sức nhấm nuốt một miếng gân chân tinh thú, ung dung như không hỏi lại. Lý Thịnh Giai nhìn, về phía hai người trẻ tuổi mặc y phục thư sinh màu ánh trăng đứng, ở chỗ cửa xương phòng đã đóng cửa, lấy can đảm nói, bọn hắn nói, chỉ cần ta đi theo đến đây là có thể sống yêu cầu này rất đơn giản, cũng rất hợp lý, nên bây giờ ta có thể đồng ý với ngươi vương phong lưu đưa ra đáp án, nói ra kẻ đứng đằng sau là ngươi có thể sống lý thịnh giai hơi do dự, đáp là phó viện trưởng lý tử dị của thư viện Đông Lâm. Quả nhiên là lão cẩu này. Vương phong lưu có được đáp án, phất tay rồi nói, được rồi, huynh muội các ngươi có thể đi được rồi lý thịnh giai vô cùng bất ngờ. Đơn giản vậy thôi, không cần ta ra mặt làm chứng chỉ tên hắn sao. Hắn kinh ngạc hỏi, Vương Phong Lưu ngẩng đầu lên, nhìn tên thư sinh nghèo xuất thân từ giới tinh thiên viễn tinh hệ lệ trí, uống một ly rượu trái cây, nói, "Chúng ta làm việc, chỉ cần biết sự thật, không cần đưa chứng cứ Lý Thịnh Giai bị khí thế ngang tàn trong những lời này trấn trụ." Hắn chậm rãi xoay người đi về phía cửa ra ngoài. Vương Phong Lưu đột nhiên động tâm, lau miệng, nói, "Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi rằng người vừa rồi ám sát ngươi, cũng do ta phái ra hay sao?" Lý Thịnh Giai lắc đầu, nói, một người trong số thích khách u linh tối nay là cận vệ bên người lý tử dị ta nhớ dáng người của hắn cũng nhớ rất rõ ánh mắt của hắn ô ánh mắt vương phong lưu lộ ra vẻ bất ngờ chợt bật cười nói thú vị đấy nói ra thì ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu thư sinh cấp bậc vực chủ vậy mà có thể ngăn cản bốn tên thích khách cấp bậc tinh vương trong khoảng thời gian 15 hơi thở còn có thể nhận ra ánh mắt của thích khách cấp bậc tinh vương trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc như vậy nếu ta mà là ngươi ta sẽ ở lại tiếp tục tham gia khảo thí có lẽ lần này ngươi có thể thành công tiến vào học viện cầu chi, hơn nữa còn là cơ hội duy nhất cả đời này, của ngươi bước chân của Lý Thịnh Giai dừng lại. Trên mặt hắn hiện rõ biểu cảm đấu tranh nội tâm. Chốc lát sau, hắn đã đưa ra quyết định. Phịch, hắn quay người trở lại, quỳ gối trước mặt Vương Phong Lưu. Vương Phong Lưu cao mày nhìn hắn. Lý Thịnh Giai lớn tiếng nói, tại hạ chẳng qua chỉ là một thư sinh nho nhỏ an phận trong góc, được ký thác toàn bộ hy vọng của thư viện thần tỉnh, với thời gian nửa năm trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được giới tinh lệ sắc một lòng chỉ muốn cầu học vô tình bị cuốn vào cuộc minh tranh ám đấu giữa các đại học viện thường thay thân bất do kỷ như lục bình trôi nơi sóng cả xin đại nhân phù hộ nếu ta có thể tiến vào học viện cầu trị tất không quên ân đức hôm nay vương phong lưu khẽ vẫy tay một cỗ lực lượng vô hình tuôn ra đỡ lý thịnh giai đứng dậy sau này đừng tùy tiện quỳ gối tên gia hỏa nịnh nọt như cẩu bên người lâm bắc thần lúc này lại nghiêm giọng nói làm người phải sống có tôn nghiêm người đọc sách nên quỳ trước người nào thiên địa quân sự thân đêm đã khuya cựu thư lâu đã yên tĩnh trở lại khu khách quý cao tầng một tiếng hét thê lương vang lên phá vỡ màn đêm chẳng mấy tĩnh lặng rất nhanh sau đó một tin tức mang tính chất bùng nổ truyền ra từ trong cựu thư lâu học viên thủ tịch tào thư vũ của thư cục thượng khí bị ám sát hắn chết thảm trên chiếc giường của mình bị móc hai mắt khoét nội tạng cắt đứt gân tay gân chân tình trạng lúc chết cực kỳ thê thảm, máu tươi thấm xuống đệm giường. Rõ ràng khi còn sống hắn đã phải chịu cực hình khủng khiếp, bị làm nhục đến chết. Tin tức truyền đi, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối. Thế lực thư cục thượng khí không yếu. Họ chính là thế lực dưới hàng học viện cầu chi, là đại thế lực tiến sĩ đạo ngang hàng với các thế lực lớn khác, như Thư viện Thái Bình, Học viện Đông Lâm, Thư Sơn, Thư Hải, Nội tình Thâm Hậu. Mà bản thân Tào Thư Vũ cũng là người đọc sách có cảnh giới cấp bậc tinh vương, tế luyện ra mệnh hồn chi thư màu vàng, trên người còn có một món thư cụ luyện kim hộ thân cấp 55 của thư cục thương khí, xem như có gặp phải cường giả cấp bậc tinh quân có danh tiếng, cũng không lâm vào tình cảnh bị ngược đãi đến chết mà không thể phản kháng chút nào. Nhưng sự thật vốn quái dị như thế, Tào Thư Vũ chẳng những chết, mà còn bị ngược đãi đến chết trong im lặng không một tiếng động. Bảo vật luyện kim hình hương thư bị cấp 55 trên người hắn cũng bật vô âm tím. Hung thủ không để lại bất kỳ đầu mối gì, trên dưới thư cục thượng khí sắp điên đến nơi cả rồi. Cái chết của Tào Thư Vũ, chẳng khác gì thẳng tay cắt đứt đoạn khí vận tương lai của thư cục thượng khí. Trước đây, tài nguyên toàn bộ thư cục đều dốc hết lên người Tào Thư Vũ. Phó viện trưởng Tào Trưởng Thuần Nãi chính là thúc phụ của Tào Thư Vũ, mất khống chế, yêu cầu quản lý của cựu thư lâu lập tức ra mặt hỗ trợ điều tra hung thủ, toàn bộ cựu thư lâu lâm vào trạng thái phong bế trong chớp mắt. Mà cùng lúc đó, lần lượt có tin tức kinh người truyền đến. Các học viên thư tịch như Kiều Thực Thực của Thư Sơn, thi nhân thần của hải học đều bị thích khách tập kích, thương thế khác nhau, trong đó Lý Quang Ngu bị thương nghiêm trọng nhất, gần như bị đứt mất một tay. Tin tức chuyển đi, vấn đạo Sơn chấn động. Tất cả các thư sinh đều kinh sợ. Cựu thư lâu chính là tử lâu mà học viện cầu chi kinh doanh, các loại trận pháp, cấm chế và biện pháp phòng hộ nghiêm mật cỡ nào. Dưới thế cục thế này, học viên thủ tịch của các đại học viện còn bị tập kịch đáng sợ đến thế. Do ai làm đây? Cao tầng từ các đại học viện, thư viện đều trở nên hỗn loạn. Tin tức truyền đi, người tụ tập bên ngoài cửa chính học viện cầu chi ngày càng nhiều. Trước đây chưa từng xuất hiện chuyện mấy người phó viện trưởng, đại đạo sư từ các đại học viện đều đồng loạt hiện thân, đứng ở đầu đội ngũ, mãnh liệt yêu cầu thư đế không sơn ánh tuyển xuất thủ, tìm ra hung thủ, giết chết lão giả hắc y, báo thù cho người đã chết. Mà vào lúc này, một suy đoán khác đang dần lan ra khắp đám đông. Trong đợt tập kích tập thể này, liệu có ai không bị nặng hay không? Có. Ai? Tần Liên Thần và Kiều Thực Thực biệt viện Đông Lâm. Bên trong mật thất, Lý Quang Ngu đang dưỡng thương toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Ngay bên cạnh hắn có năm hư ảnh hình người màu trắng nhạt đang dãy ruộng, kêu rên, khóc lóc, thét gào. Trong đó có một bóng mờ có gương mặt tư thái của Tào Thư Vũ, thủ tịch của thư cục thượng khí đã chết. Trên người Lý Quang Ngu lóe ra ánh sáng xanh lam, giống như lửa luyện hồn. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, năm hư ảnh hình người kia càng lúc càng trở nên mờ nhạt, dãy ruộ cũng dần biến mất, cuối cùng hóa thành năm đốm lửa ma quái, lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Quang Ngu. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng hoàn toàn. Thành rồi hắn vui sướng. Bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị. Hành hạ đến chết năm người đọc sách thiên tài vô cùng có thiên phú, luyện hóa hồn phách trở thành thư quỷ để bản thân sử dụng, diệu dụng vô tận. Nó còn có thể đột phá hạn chế của huyết mạch vốn có, giúp huyết mạch của người tu luyện có thể tăng lên một tầng cấp cao hơn. Cấp bậc huyết mạch trước đây của Lý Quang Ngu là thượng hạn cấp, dưới tác động của bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị cuối cùng huyết mạch của hắn đã tiến thêm một bước tiến vào cấp bậc phá hạn cấp hắn mở to mắt sức sống bừng bừng đứng bật dậy mặt mũi tràn đầy vẻ vui sướng lý quang ngu không chờ đợi nổi lấy máy đo đẳng cấp huyết mạch ở bên cạnh sang sau khi kiểm tra xong xuôi hắn mở to hai mắt mong chờ kết quả cuối cùng tít kết quả nhanh chóng được trả ra lý quang ngu ngừng thở xem thử tim đập loạn hớn hở ra mặt phá hạn cấp ha 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 cuối cùng ta cũng tiến vào cấp bậc phá hạn cấp rồi hắn không nhịn được cười một cách điên cuồng huyết mạch phá hạn cấp có thể nói là đẳng cấp cao nhất dù sao huyết mạch thần thánh đế hoàng quá thưa thớt và lại con đường tu luyện còn bị đứt ngang thành công rồi có ngũ thư quỷ huyết mạch lại còn thăng cấp đợt triệu tập dự thi lần này mình nhất định có thể cướp được vị trí thứ hai nghĩ đến đây trên mặt lý quang ngu lại hiện ra vẻ hận thù nếu không có một đứa yêu nghiệt như tần liên thần nhảy ra ngáng đường lần này hắn nhất định sẽ đoạt được hạng nhất vinh quang thuộc về hắn lại bị một tiện nhân đến từ bên ngoài tinh hệ cướp mất chẳng qua vấn đề này cũng không lớn yêu nữ tần liên thần này sẽ không sống được lâu rất nhanh sẽ biến mất khỏi thế giới này thôi hạn ngạch đồ đệ cuối cùng của lão gia hỏa thư đế không sơn ánh nguyện kia nhất định sẽ rơi vào người mình đến lúc đó tất cả đều sẽ được tiến hành một cách thuận lợi theo như kế hoạch ban đầu học viện cầu chi sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào lòng bàn tay hắn mà truyền thừa tiến sĩ đạo của toàn bộ tinh hệ lệ trí, đều sẽ phải run rẩy phủ phục dưới chân hắn. Truy cập halezy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngày mai còn hai môn khảo thí là tinh thần và lòng anh hùng. Từ giờ trở đi, ta phải khiến tất cả mọi người kinh sợ. Trên mặt Lý Quang Ngu hiện ra vẻ tự tin. Tâm niệm khẽ động, ngũ thư quỷ hóa thành năm luồng ánh sáng trắng chui vào, trong đống sách trồng chất thành một núi nhỏ bên trong mật thất. Những quyển sách này có liên quan đến toàn bộ tư liệu khảo thí chân đề của hai đại khoa mục tinh thần và anh hùng trí trong vạn năm qua của học viện cầu chi nếu đổi lại là người bình thường dù là những thư sinh thiên tài được xưng tụng là thiên tư yêu nghiệt đi nữa muốn xem hết và nhớ kỹ toàn bộ chí ít cũng cần đến thời gian nửa năm nhưng bây giờ dựa vào năng lực của ngũ thư quỷ lý quang ngu chỉ cần thời gian nửa buổi tối là có thể nhớ hết hoàn toàn là bộ nhớ sao chép hàng thật thêm một canh giờ nữa qua đi cửa tĩnh thất chậm rãi mở ra Lý Quang Ngu nhìn một lượt liền biết đại khái mưu tính đêm nay thành công rồi, nói: Phụ thân, bên phía học viện cầu chi, haha, ha, lão gia hỏa thư đế kia chịu áp lực, cuối cùng cũng đích thân lên tiếng, chấn an tất cả thư sinh tham gia khảo thí, đồng ý mở rộng hạn ngạch đệ tử nhập môn được chiêu mộ từ một người thành ba người. Đồng thời lão còn hứa hẹn sẽ đích thân xuất thủ, báo thù cho các đại đạo sư từ các đại học viện đã chết đi trong ngày hôm nay, ra tay với hắc thạch đế đại kế đã thành vẻ mặt Lý Tử Dị tràn đầy vui sướng thế cục trở thành như hiện giờ, mục tiêu kế hoạch trước đây của bọn hắn có thể nói là đã thực hiện toàn bộ. Phải khiến tình cảnh trở thành thư đế không thể không ra mặt nghênh chiến, hùng hổ dọa người với hắc thạch đế. Ngay trong trường hợp công khai, dưới sự chứng kiến của tất cả thư sinh, bọn họ sẽ khiến chứng ngại vật lớn nhất là thư đế này phải vỡ nát, tiện thể đánh tan toàn bộ uy vọng của học viện cầu chi, từ trên mây cao xuống đất bụi. Một học viện cầu chi bị tàn khuyết không được hoàn thiện, với truyền nhân của thư đế là Lý Quang Ngu, sớm muộn cũng có thể nắm giữ trong tay không bao lâu nữa, toàn bộ tinh hệ lệ trí đều sẽ là của Lý Gia. Thậm chí ánh sáng thủy tổ trong truyền thuyết cũng có thể chạm đến. Há chẳng phải đẹp đẽ lắm sao? Đúng rồi, ngươi tế luyện ngũ thư quỷ thế nào rồi? Lý Tử Dị nhìn về phía con trai mình. Bởi vì không thể động chạm đến hồn phách của tần liên thần được, nên hắn đành phải lùi một bước mà nhắm đến kẻ khác, đánh chết cái lốp xe dự phòng khác là Tào Thư Vũ, câu hồn phách của hắn để Lý Quang Ngu tế luyện. Đại công cáo thành Lý Quang Ngu vui mừng nói phụ thân bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị này thật sự đã giúp ta thăng lên thành huyết mạch phá hạn cấp ngũ thư quỷ điều khiển muốn sao được thế tùy ý khống chế cuộc khảo thí hai khao vào ngày mai ta nhất định có thể làm được điểm tối đa đáng tiếc đã có yêu nữ tần liên thần rồi nếu không ta nhất định sẽ là hạng nhất được triệu tập dự thi lần này không sao cả lý tử dị nói kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết hắn an ủi con trai mình nói vốn dĩ không cần phải so đo được mất nhất thời bây giờ lão gia hỏa thư đế đã đồng ý mở rộng số đệ tử thu nhận thành ba người rồi với thành tích lần này của ngươi tất nhiên có thể chiếm được một chỗ mục tiêu của chúng ta là lấy được danh phận đệ tử thư để chuyện khác không quan trọng huống gì ha ha cơn sóng dư luận đã đẩy lên cao rồi bây giờ bên ngoài đều đang hoài nghi tần liên thần hay kiều thực thực mới là hung thủ giết chết tào thư vũ đêm nay các nàng không ngủ ngon giấc lỡ như ngày mai hai người đều phát huy thất thường thì sao lý quang ngu gật đầu vâng Phụ thân Hải Nhi đã biết. Màn kịch bên ngoài học viện Cầu Chi cuối cùng cũng đã kết thúc vào lúc nửa đêm, khi thư đế không sơn ánh Nguyệt Đích thân lên tiếng. Dưới áp lực lời thỉnh nguyện của tất cả các thư sinh, thư đế đã mở rộng danh sách thu đồ một người biến thành ba người. Cùng với đó, thư đế còn hứa hẹn với tất cả mọi người rằng sau khi được triệu tập dự thi kết thúc, đích thân khiêu chiến với lão nhân Hắc Y báo thù cho người đọc sách đã chết. Uy vọng của thư đế đúng là chẳng hề tầm thường. Nàng đích thân lên tiếng. Khiến dòng người đang tụ tập bên ngoài cửa lớn học viện cầu chi nhanh chóng giải tán, trật tự khôi phục trở về bình thường. Xem ra, đợt khảo thí ngày mai cũng sẽ không xuất hiện sự cố. Nhưng suy đoán liên quan tới hung án cái chết của Tào thư Vũ vẫn xôn xao như cũ. Đối tượng hoài nghi lớn nhất là hai người Tần Liên Thần và Kiều Thực Thực. Ngoại trừ việc hai người này là một trong hai người duy nhất không bị thương, trong số những người được mong chờ sẽ đoạt hạng nhất và chưa bị người ngoài tập kích thì cũng, bởi vì hai người đều có mối quan hệ phức tạp với lão nhân Hắc Y kia gã đệ nhất trần bắc lâm bên cạnh tần liên thần ngày nào cũng uống rượu với lão nhân hắc y có liên quan không ít lão nhân hắc y rõ ràng đã bày tỏ hắn thiếu ân tình với trần bắc lâm tình nguyện ra tay vì trần bắc lâm nghĩ lại chỉ cần tần liên thần nói một câu trần bắc lâm liền để lão nhân hắc y bóp chết tất cả những môn nhân nổi bật nhất còn kiều thực thực thì lại bị kẻ lắm chuyện đào ra tin tức nội tình tổ mẫu nàng chính là tình lữ năm xưa của lão nhân hắc y thân phận thật sự của lão nhân hắc y chính là đế già được gọi là hắc thạch ở bên ngoài tinh hệ lệ trí. Nghe đồn, năm xưa người này từng lưu lạc đến tinh hệ lệ trí, hắn và tổ mẫu của kiều thực thực cảm mến lẫn nhau, kết quả lại vì xuất thân và con đường tu luyện, không được người đương thời chấp nhận. Chuyện khi xưa ồn ào xôn xao dữ dội, cuối cùng người này đã rời khỏi tinh hệ lệ trí, không ngờ đến một ngày vậy mà lại trở thành đế. Rõ ràng bây giờ hắn trở về để báo thù. Những thế lực nhắm vào hắn trước đây chính là các đại thư viện, học viện hiện giờ. Có thể nói là toàn bộ các thế lực lớn ở tinh hệ lệ trí đều tham dự vào sự kiện lớn năm xưa. Vì vậy, dù là lão nhân Hắc Y hay là Kiều Thực Thực thì đều có động cơ gây án. Mặc dù mặt ngoài lão nhân Hắc Y và cha con Kiều Thị đối lập quyết tuyệt, nhưng ai mà biết trong tối sẽ ra sao? Dù sao đùi của một vị đế giả, ai mà chẳng muốn ôm chứ? Cơn sóng dư luận mãnh liệt thế này, dưới sự góp sức không ngừng của một vài người có lòng, khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Mấy sản nghiệt, biện viện của vấn đạo Sơn cũng đều bị đám quần chúng phẫn nộ đánh đập tan nát cuối cùng còn châm thêm ngồi lửa thiêu cháy phế tích có mấy học viên đạo sư vấn đạo sơn xuất hiện ngăn cản đều bị đánh trọng thương có người còn không rõ tung tích có người thì vội vàng bỏ chạy nếu không phải cha con kiều thực thực chú ngụ lại ở cựu thư lâu thì chỉ sợ cũng đã bị ảnh hưởng còn về phần tần liên thần trái lại không chịu ảnh hưởng gì cả phòng nằm ở tầng trên cùng của cựu thư lâu người bình thường đến cả tư cách tiếp cận còn chẳng có thứ hai là bởi vì gã điên trần bắc lâm thật sự quá hống hách có một đám phần tử cấp tiến vọt đến dưới lầu cựu thư lâu còn chưa kịp làm loạn chỉ mới hò hét vài câu như tần liên thần cút đi tần liên thần không xứng tham gia được triệu tập dự thi học viện cầu chi tần liên thần gian dối mà đã bị trần bắc lâm hiện thân một mình đánh người gãy một chân kẻ gãy răng gã điên này vốn không thèm nói đạo lý với ngươi vừa ra mặt là đã đánh cho người ta đơ người đến cuối cùng không còn ai dám la hét nữa mà thành thành thật thật xéo đi đêm này vấn đạo sơn bình thường luôn trật tự yên bình vậy mà lại hỗn loạn cả lên. Rất nhiều cửa hàng, người bản địa cũng bị quấy rối, tổn thất rất nhiều. Nếu là trước đây, loại chuyện này xảy ra ở trong vấn đạo Sơn là chuyện không thể tưởng tượng được. Việc hỗn loạn thế này khiến rất nhiều người lo lắng. Cũng khiến cho rất nhiều kẻ có dã tâm hừng hực. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Ngày hôm sau, ngày cuối cùng của đợt triệu tập dự thi học viện cầu chi, hai môn cuối cùng cũng đã đến. Bên ngoài cửa lớn học viện cầu trị, người kín hết chỗ, người đông nghìn nghịt học viên thủ tịch của các đại học viện bị thương vào đêm qua cũng lần lượt xuất hiện, tiến vào trong trường thi dưới sự bảo vệ của cao thủ nhà mình. Khi kiều thực thực xuất hiện, trên quảng trường sôi trào, xôn xao một phen, rất nhiều người lớn tiếng mắng gì đó. Còn có kẻ dẫn đầu ý đồ chặn đường kiều thực thực, bảo hãy cút khỏi giới tinh lệ sắc, kết quả bị hắc thạch đế không biết xuất hiện từ đâu ra đánh thành pho tượng hắc thạch. Mấy người khác vội vàng tản ra. Còn khi tần liên thần hiện thân, vốn chẳng có ai dám khiêu khích, tất cả mọi người đồng loạt lùi đi. Bởi vì bên cạnh nàng đã có Trần Bắc Lâm đứng đó. Cái tên điên này còn dứt khoát đem theo cả kiếm, dáng vẻ cứ như các ngươi dám đưa đầu ra đây gây sự thì ta dám làm thịt các ngươi, dọa tất cả mấy người muốn làm loạn đều phải lặng lặng rút đầu về. Khảo thí cuối cùng được tiến hành một cách bình thường. Buổi sáng chỉ có một môn thi tinh thần, thành tích nhanh chóng được công bố. Lý Quang ngu, 100 điểm. Xếp hạng và điểm số nhảy ra trên tấm bia đá, lập tức gây nên xôn xao học viên thi đậu điểm tối đa thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện, không là tần liên thần vừa độc vừa đẹp thì ai nữa. Mà nó chớ, đồ chó chết này sao cũng thi được 100 điểm vậy. Nhìn thành tích trên tấm bia đá, lâm bắc thần khó chịu như ăn phải xít. Dám sánh vai với tần lão sư à? Gian lận, nhất định là gian lận rồi. Lâm bắc thần lớn tiếng hô to. Đám người đang xôn xao vì thế mà choáng váng. Lâm bắc thần tiến thẳng về phía cửa lớn bên ngoài học viện cầu chi, chặn đường Lý Quang Ngu đang bước đến, nói, nói đi, ngươi dùng cách gì để gian lận. Lý Quang Ngu vốn đang ung dung thản nhiên, lập tức trở nên vấp váp không lưu loát. Trần Huynh hiểu lầm rồi, tại hạ đâu có gian lận. Hắn cố gắng duy trì phong thái của mình. Người không gian lận, có chó mới tin. Lâm Bắc Thần cười lạnh, nhìn về phía một lão đạo sư của Thư viện Đông Lâm ở bên cạnh, nói, ngươi có tin không? Ta! Lòng ngực lão đạo sư như muốn ngạt thở. Lâm Bắc Thần chặn đường Lý Quang Ngu lại, Hùng Hổ nói, sáu môn trước của ngươi thành tích kém và điểm cũng thế, đột nhiên bây giờ được 100 điểm, người nhất định đã gian lận. Đồ chó không biết xấu hổ, còn tí giới hạn cuối cùng nào của người đọc sách nữa hay không hả? Trái tim Lý Quang ngu sắp nổ tung vì tức giận đến nơi, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì phong độ. Dù sao khiêm tốn hữu lễ cũng là hình tượng hắn xây nên. Đầu tiên, thành tích sáu môn trước của tại hạ cũng không thấp, vẫn luôn đạt đến gần 100 điểm. Hắn hơi chắp tay lại, nói tiếp, tiếp đến, việc này học viện cầu chi tự biết phân đúng sai. Huống chi, nếu thi được 100 điểm là gian lận, vậy tần thư hữu đã liên tục 6 lần 100 điểm. Ta nhổ vào lâm bắc thần lại chặn họng lần nữa, câm miệng. Ngươi là ai mà so với tần lão sư, ngươi cũng xứng a à. Lý Quang Ngu, chuyện này biết phân phải trái thế nào nữa đây? Đạp ngựa tú tài gặp quân binh, có lý mà không nói được. Hắn nuốt về một bụng lời muốn nói, xoay người rời đi. Xem kìa, trột dạ rồi kìa, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, mọi người nhìn đi này, ra hỏa này trột dạ rồi. Hắn thừa nhận gian lận, xấu hổ quá chạy chối chết kia kìa. Bước chân Lý Quang Ngu hơi lảo đảo, suýt nữa té ngã ra đất. Chết tiệt, đáng hận, ghê tởm. Ta thừa nhận khi nào, ta vẫn luôn phủ nhận đấy. Tên Trần Bắc Lâm này đúng là kẹo da châu mà, dính sát đến mức muốn phủi cũng không phải được, buồn nôn cực kỳ. Đợi đến khi khảo thí hoàn tất, thư đế đã chết, Trần Bắc Lâm này tuyệt đối lọt vào danh sách những kẻ phải giết. Đang nói giữa chừng, trên tấm bia đá cuối cùng cũng xuất hiện tên của tần chủ tế. Điểm số phía sau là 100. Nai nice. Sử. Lâm Bắc Thần vui sướng vô cùng, vung tay gieo hò, đây mới là 100 điểm chân chính, thể hiện thực lực chân chính quần chúng, hiện trường tiêu chuẩn kép quy mô lớn. Trên tấm bia đá lục tục ngó ngoai thêm thành tích của những người khác nữa. Bởi vì tối qua bị đánh lén, nên mấy người sở thanh từ, thi nhân thần có biểu hiện không tệ trước đó, đến bây giờ thành tích lại có hơi lung lay, Kiều thực thực đã chịu đủ mọi công kích, vào buổi sáng hôm nay trái lại còn lấy được điểm cao 99 điểm. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nhưng mặc dù là như thế, Kiều thực thực vẫn bị ghẻ lạnh, mới vừa tiến đến cửa chính học viện cầu chi đã bị rất nhiều người bao vây. Mọi người đều là quân tử động khẩu không động thủ, đứng ở phía xa chỉ trò đủ kiểu, cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Trong trường hợp thế này đúng là còn khó chịu hơn cả động võ. 2. Tỷ tỷ cũng không dễ dàng gì Kiều Bích Dịch đứng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần, vô cùng cảm khái, nói, một người muốn đối mặt với áp lực lớn đến như thế đều tại cái tên hắc thạch đế, dính líu thân thích lung tung kia. Bốp, tay lâm bắc thần vỗ cái bốp lên mông nàng, người tự thương xót cho chính mình trước đi, khảo thí khoa mục tinh thần buổi sáng của người còn chưa đạt chuẩn kia kìa, chỉ có 59 điểm. Học trai như ngươi mà xứng đồng cảm cho học bá thi được 99 điểm người ta à, kiều bích dịch lập tức hất hàm. Đúng thế đấy, 59 điểm này rất nguy hiểm một khoa không hợp lệ thôi, chẳng khác gì nói tạm biệt với học viện cầu chi. Năm nay nàng không có cơ hội gia nhập học viện cầu chi. Tâm trạng không tốt. Kiều Bích Dịch nói, ta phải giải khuây một phen mới được. Ha ha, vậy có lẽ ngươi tìm đúng người rồi đấy Lâm Bắc Thần nói, không thành vấn đề, hoàn toàn có thể thỏa mãn được ngươi. Đi thôi, đến cựu thư lâu, để ngươi thỏa thích phát tiết. Kiều Bích Dịch lập tức xấu hổ, ngượng ngùng, không được đâu. Bốp, Lâm Bắc Thần lại vỗ cái bốp lên mông nàng suy nghĩ đi đâu vậy, suy nghĩ trong sáng lên cái nào, là dẫn ngươi đi ăn tiệc giải khuây, không phải ngấp nghề mỹ mạo vô song, và thân xác trẻ trung của ta kiều bích dịch. Thời gian trôi qua, môn khảo thí cuối cùng vào buổi chiều bắt đầu. Tên của môn này là Anh Hùng Trí, là một môn riêng đơn độc, chuyên kiểm tra kiến thức liên quan đến trình độ hiểu biết về lịch sử huy hoàng của thần thánh đế hoàng nhân tộc và 24 vị thủy tổ. Trong đó đề thi liên quan đến thần thánh đế hoàng cùng với giảng giải lý luận và trắc nghiệm chiếm 5 phần toàn bộ khoa mục đối với vị đế hoàng vĩ đại nhất từ trước đến nay của nhân tộc này, người tiên phong khai sáng, nên nền văn minh huy hoàng nhất kể từ sau thời đại đại hủy diệt lần thứ hai. Người này gần như là vĩ nhân một tay sáng lập nên con đường tu luyện cho nhân tộc, một tay khai sáng nên hệ thống 24 huyết mạch đạo võ đạo. Dùng bất kỳ lời ca tụng nào để hình dung cũng không hề quá đáng. Chuyên môn tiến sĩ đạo được khai mở từ đây, để hậu duệ nhân tộc đều nhớ kỹ sự gian khổ và khó khăn của người đi trước. Trong quá trình tiến hành khảo thí, có vô số người đang chờ đợi trên quảng trường bên ngoài cửa lớn học viện cầu chi. Phóng mắt quan sát, người đông nghìn nghịt. Lão nhân hắc y cũng xuất hiện. Hắn chậm rãi đi đến trước tấm bia đá, nhìn xếp hạng ở trên đó, cười ha hả, rồi lại quay sang nói với Lâm Bắc Thần, tiểu tử, rượu đâu? Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ rồi không do dự ném một thùng metanol đã đổi thành nước sang. Lão nhân hắc y vô cùng tin tưởng vào thực lực của bản thân, giơ thùng rượu lên, trực tiếp ọc ọc ọc. Không tệ, mùi vị hơi khác nhưng càng thuần hơn, vị hậu càng mạnh hơn. Hắn rất hài lòng. Uống chết ngươi cái lão vương bát đản." Lâm Bắc thần thầm cười lạnh trong lòng. Methanol sau khi được điện thoại ma cải không biết có uống chết tinh đế hay không nữa. Từ miệng Vương Phong Lưu, Lâm Bắc thần đã biết lão nhân Hắc Y Hắc Thạch đế chính là người đến, từ hoang cổ nhất tộc là tử địch của mình và cũng ý thức được lần này đối phương đến giới tinh lệ sắc, chỉ sợ là người đến không có thiện ý, chưa chắc không phải không nhắm vào mình, nên vẫn phải đề phòng một chút. "Tiểu tử sao ngươi không uống đi? Lão nhân hắc y nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hôm nay là ngày hạn chế của ta Lâm Bắc Thần nói, thứ hai tư sáu uống, ba năm bảy không uống lão nhân hắc y. Mặc dù hắn không nghe hiểu, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng, mà còn phối hợp hô to. Ha ha, rượu ngọn, lâu lắm rồi chưa uống loại rượu mạnh ngon thế này. Tâm trạng lão nhân hắc y càng ngày càng tốt hơn, lớn tiếng nói, mỗi lần trước khi lão phu giết người đều muốn uống rượu, rượu càng mạnh thì sát khí mới đủ, giết người càng dứt khoát hơn tiểu tử, một vò rượu của ngươi cũng đã đủ để lão phu tích đủ sát ít, chém chết thư đế không sơn ánh nguyệt. Ngươi muốn thù lao gì nào? Lời vừa mới nói ra, mọi người xung quanh lập tức nhìn hầm hầm về phía lâm bắc thần. Cá mè một lứa, một đạo sư cấp bậc tinh vương của thư viện Đông Lâm, không nhịn được mắng to vào lâm bắc thần. Bốp, lâm bắc thần cũng không quen gì thật xấu thế này, lập tức vung tay đánh bay người này đi, người nọ lộn ngược 360 độ ra sau, rồi lại xoay người thêm 720 độ nữa, cuối cùng cái mông nặng nề đáp xuống như bình xa lạc nhạn, không rõ sống chết thù lao gì cũng được hết sao lâm bắc thần nhìn về phía lão nhân hắc y người sau cau mày chợt cười lạnh đừng có quá đáng nguyên huyết là cái gì chứ đòi cũng không đòi được lâm bắc thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm nói nếu không ngươi rời khỏi tinh hệ lệ trí đi đừng tìm thư đế miệng hạ đánh nhau nữa lão nhân hắc y lao đi vết rượu bên khóe miệng nói rượu của ngươi đáng giá cỡ đó à lâm bắc thần nở nụ cười vậy phải xem người uống rượu có cảm thấy đáng hay không đã lão nhân hắc y lắc đầu nói ta cảm thấy không đáng lâm bắc thần nhún vai vậy chẳng có cách nào hết lão nhân hắc y cười hì hì mắt hơi nheo lại nói tiểu tử ngươi là người thông minh người thông minh thì đừng làm chuyện hồ đồ rượu này có thể đổi mạng lão phu có thể hứa hẹn với ngươi chỉ cần ngươi không lẫn lộn chuyện của lão phu không chủ động rời khỏi giới tinh lệ sắc này lão phu có thể không giết ngươi lâm bắc thần ngẫm nghĩ rồi đưa tay giơ súng đùng thùng rượu thủy tinh bị bắn nát Cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu metanol trộn nước là vương lại. Vậy ngươi cũng đừng có uống nữa." Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, "Lão già, đừng có nói chuyện như đánh giấm thế." Lão nhân hắc y hít mắt, sát cơ lóe lên rồi biến mất, cuối cùng mới mỉm cười rồi nói, "Được lắm, người trẻ tuổi, ngươi đúng là khiến lão phu càng ngày càng thích ngươi." Ương ừ ngạnh hung hăng, cũng có dũng khí hắn ném đi phần thùng rượu vỡ còn lại trong tay đi, hít mắt, dường như trong chớp mắt, bắt đầu tích tụ khí tức của mình lại. Lâm Bắc thần thu súng về, tay xoa cằm, suy tư. Hắc Thạch Đế hỉ nộ vô thường, một giây trước còn tươi cười với ngươi, một giây sau đã ra tay đòi mạng của ngươi. Lần trước, chỉ bởi vì mình cứu mấy tên thư sinh mà đã ra tay tấn công, còn lần này mình bắn nát thùng. Rượu mà trái lại hắn còn nhường nhịn, lý do chỉ có một. Hắn muốn để dành để đối phó với thư đế không sơn ánh nguyệt. Chuyện liên quan đến cuộc hẹn đấu giữa hai vị đại đế giả đã truyền đi. Khảo thí môn cuối cùng đã kết thúc, công bố xong kết quả trúng tuyển cuối cùng, cũng chính là lúc trận đế chiến bắt đầu hắc thạch đế nghiêm túc như thế có thể thấy hắn cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ tất thắng nên hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình lại dù sao nơi này cũng là thánh địa hành tinh mẹ của nhánh tiến sĩ đạo nếu như học viện cầu chi bị hắc thạch đế tiêu diệt vậy đường tu hành của tần lão sư sẽ bị chắt đứt và lại hắc thạch đế xuất thân từ hoang cổ thánh tộc bộ tộc này là kẻ thù không chết không thôi với mình không thể nào chỉ dựa vào một thùng rượu là hóa giải sát ý của hắn đối với mình được vì thế trận đế chiến này mình nhất định phải về phe của thư đế lâm bắc thần làm rõ lập trường của mình sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ trong cuộc đế chiến này mình có thể tạo ra tác dụng thế nào càng nghĩ lâm bắc thần càng phát hiện ra một sự thật đáng buồn trong trận đế chiến này mình chính là một kẻ vô dụng hoàn toàn không thể giúp đỡ được cái gì hết đúng là con mẹ nó quái cổ hà châu kẻ vô dụng này chỉ là tinh quân mà không phải là tinh đế nếu như hắn là tinh đế, vậy năng lượng mà mình thôn phệ được từ trên người hắn, được rót vào súng máy gắt linh đã sớm bắn chết tên hắc thạch đế này rồi. Vì vậy chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là, rốt cuộc đến khi nào metanol mới phát tác đây? Ngộ độc metanol có triệu chứng gì? Lâm Bắc Thần nhớ lại chút tri thức ở thời đại trái đất của mình. Ban đầu ngộ độc metanol sẽ xuất hiện trạng thái say rượu, xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu, không còn sức lực, buồn ngủ hoặc sẽ mất ngủ. Người bị ngộ độc nghiêm trọng còn xuất hiện tình trạng nói mê sảng ý thức mơ hồ hôn mê hai mắt sẽ có triệu chứng bị đau nhìn mơ hồ hoặc chứng nhìn đôi thị lực giảm đột ngột thậm chí mù kiểm tra đáy mắt có thể nhìn thấy võng mạc bị sung huyết chảy máu đầu mút thần kinh thị giác bị sưng phù đương nhiên cuối cùng nghiêm trọng nhất chính là tử vong hắc thạch đế chính là đế giả thánh thể đạo nhục thể của hắn cường hãn vô song loại cường hãn này không chỉ ở sự rắn chắc của nhục thân mà còn ở hệ thống thần kinh công năng bài độc tịnh hóa của ngũ tạng lục phủ nên rốt cuộc metanol có thể có tác dụng hay không vẫn là một điều không thể biết được lâm bắc thần quan sát một cách cẩn thận phát hiện lúc này trên người hắc thạch đế rõ ràng có biểu hiện say rượu nhắm mắt lại không nhìn thấy rõ rốt cuộc mắt có bị sung huyết hay không nữa nên vẫn phải có plan b nữa trong đầu lâm bắc thần nhanh chóng lên kế hoạch đồng thời còn âm thầm mở tao bao trong điện thoại ra nhìn thử xem có món vũ khí nào có lực sát thương cực cao có thể tranh mua khẩn cấp hay không mà vào lúc này dong 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 tiếng chuông vừa rõ vừa kéo dài vang lên. Môn khảo thí cuối cùng của đợt triệu tập dự thi của Học viện Cầu Chi, rốt cuộc cũng kết thúc. Trong sân trường an tĩnh, cuối cùng cũng xuất hiện tiếng ồn ào. Các thư sinh đã kết thúc khảo thí, đi ra từ các phòng học khác nhau, top 5 top 3, tụ tập thành nhóm, hướng về phía cửa lớn. Biển người chờ đợi ở bên ngoài cửa lớn cũng dậy sóng. Môn khảo thí cuối cùng kết thúc mang ý nghĩa rằng tất cả đều đã kết thúc. Chỉ nửa canh giờ nữa thôi, điểm số của tất cả thí sinh đều được công bố, Vận mệnh của nghìn thư sinh đã được xác định, một khi thông qua khảo thí này cũng mang ý nghĩa cá vượt long môn, dù ngươi chỉ là một tiểu thư sinh bình thường, thì tương lai đang chờ đợi ngươi cũng chính là thanh vân đại đạo, trở thành một học viên của học viện cầu trị, ngày sau chính là người thượng đẳng ở lệ trí tỉnh hê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lan Nhi, thi sao rồi? Ha ha, sư phụ, ta nhất định có thể đạt yêu cầu. Xong rồi, thôi xong rồi, môn khảo thí cuối cùng này liên quan đến khảo đề của thần thánh đế hoàng bệ hạ, chiếm 80%. Ta không biết rất nhiều câu, sắp rớt môn rồi. Lâm Thư Hữu, tại hạ đã chuẩn bị tiệc rượu ở phòng VIP tại cựu thư lâu, chỉ chờ sau khi điểm số, và xếp hạng được công bố sẽ lập tức chúc mừng Khánh Công cho ngươi. Cũng không biết ai có thể trở thành ba người may mắn kia nữa, bái nhập làm học trò của thư đế, miệng hạ kịch hay chân chính đáng nhẽ phải là đế chiến chứ. Đám người bàn tán ầm ý, sự vui mừng sau khi kết thúc khảo thí, lực chú ý của mọi người cuối cùng tập trung vào ba chuyện khác thứ nhất, người thứ hạng đầu trong đợt dự thi này. Đây gần như là việc không cần phải lo lắng nhất. Trước đó tần chủ tế đã liên tục đạt điểm tối 3-7 lần. Chỉ cần môn khảo thí cuối cùng không phạm sai lầm gì lớn, thì chắc chắn sẽ trở thành trạng nguyên điểm cao lần này trong lịch sử sáng tạo. Thứ hai, rốt cuộc thư để không sơn ánh nguyệt sẽ chọn ba người nào trở thành đệ tử quan môn. Thứ ba, đế chiến bắt đầu. Trong đó, chuyện cuối cùng không, thể nghi ngờ chính là chuyện khiến người ta dồn sự chú ý nhất và cũng khiến người ta nghẹt thở nhất đám học sinh có lòng tin tuyệt đối với thư đế. Nhưng dù sao lão nhân Hắc Y cũng là một vị đế giả, không thể khinh thường. Trong toàn bộ lệ trí tinh hệ, đã trọn vẹn 2.300 năm chưa từng nổ ra cuộc đế chiến nào. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh khi sắp chứng kiến thời khắc lịch sử. Cũng may Hắc Thạch Đế cũng là một nhân tộc, nên đế chiến lần này sẽ được tiến hành trong một phạm vi nhất định, sẽ không lan đến gần người bình thường, cũng sẽ không làm tổn hại đến giới tinh. Nếu không, một trận chiến đế giả là có thể hủy diệt tinh trần, dưới một chiêu sẽ có ít nhất cả trăm triệu sinh linh hội phi yên diệt. Xung quanh bia đá đã bu đầy người, chẳng qua người người đều đứng cách ngoài trăm thước, nhìn thành tích và con số trên tấm bia đá từ xa xa. Bởi vì lão nhân hắc y cả người toàn mùi rượu, mắt đã nhắm hờ, ngồi dưới tấm bia đá, dù ngoài thân không mảy may chút khí tức nào cũng không có ai dám tiến đến gần. Lâm Bắc thần ngẫm nghĩ rồi cũng không dám đến gần. Lỡ như cái thứ metanol chó chết kia phát tác chứng điên rượu thì làm sao bây giờ? Nhìn từ xa xa, trên tấm bia đá nổi lên tên Lý Quang ngu đầu tiên, phía sau là ba chữ số dễ thấy, lại là 100 điểm. Thằng chó này, uống Viagra chắc. Lâm Bắc thần cứ cảm thấy chắc chắn có gì đó không đúng. Lý Quang ngu đúng là thực lực cường đại, không phải giả, nhưng năng lực biểu hiện ra trước đó tuyệt đối không đạt được đến tiêu chuẩn 100 điểm. Thằng chó chết này nhất định đã gian lận điểm số được công bố đúng thật đã khiến rất nhiều người bàn tán. Rất nhanh, điểm số của tần chủ tế cũng hiện ra. 100 điểm. Không nghi ngờ chút nào. Mặc dù rất nhiều người đã nghĩ đến chuyện này từ sớm, nữ nhân đến từ bên ngoài lệ trí, tinh hệ này có khả năng ám đạo đạt điểm tối đa toàn bộ 8 môn. Nhưng khi thời khắc này thật sự xảy ra, rất nhiều thư sinh, đạo sư vẫn kinh ngạc không thôi. 8 môn 100, tổng điểm 800. Con số này, đúng là đáng sợ. Mấy vạn bao giờ qua, tất cả đợt triệu tập dự thi của học viện Cầu Chi, chưa từng xuất hiện dạng quái vật như thế này tần liên thần, dùng sức của một người nâng cao giới hạn cao nhất cuộc khảo thí học viện Cầu Chi, và lại còn vọt lên đến tận trần nhà, sau này sẽ không thể nào có thêm một người siêu việt thế nữa. Trừ phi tăng thêm số khoa mục khảo thí. Từ khi học viện Cầu Chi thành lập đến nay, không, nói chính xác là từ khi huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo diện thế đến nay, đây là lần đầu tiên có người đạt được thành tích khủng bố đến thế chắc không phải là thủy tổ tiến sĩ đạo không sơn ánh tuyển chuyển thế tái sinh đấy chứ. Xem như có là không sơn ánh nguyệt thư đế, năm xưa cũng không đạt được thành tích đáng sợ như thế. Đại diện phía sau thành tích này tuyệt đối là người có tiềm lực, và giới hạn cao nhất trên con đường tu luyện tiến sĩ đạo. Tám môn tám trăm điểm mang ý nghĩa là tần liên thần, có thể chạm đến đỉnh cao nhất tiến sĩ đạo về mặt lý thuyết. Đề thi của đợt triệu tập dự thi học viện cầu trị, chính là loại có năng lực dự đoán, trong khoảng thời gian vài vạn năm dài đằng đẵng trôi qua này, điểm số càng cao tiềm lực càng cao cảnh giới tu luyện trong tương lai cũng sẽ càng cao ở một mức nhất định nào đó chưa từng bị phá vỡ nếu đặt ở quá khứ lý quang ngu điểm tối đa ở hai môn tuyệt đối đã có thành tích lấp lánh tỏa sáng đủ để gây nên chấn động khiến hắn trở thành người nổi bật nhất toàn bộ lệ trí tinh hệ nhưng bây giờ thì sao trước mặt tần liên thần ánh hào quang của lý quang ngu giống như đốm sáng như hạt gạo so với trăng tròn tranh lệch đến mức không thể tính bằng lẽ thường được dù là người trước đây luôn mở miệng gọi tần chủ tế một tiếng yêu nữ luôn mồm muốn đuổi người ta rời khỏi lệ trí tinh hệ nhưng khi nhìn thấy thục nữ ngự tỷ xinh đẹp cao quý không gì sánh bằng này cất bước tiến về phía cửa lớn học viện cầu chi cũng phải cúi đầu không dám đối mặt trong vô thức dường như bọn hắn đã thấy được thiên tài trời sinh đủ để địch với thủy tổ tiến sĩ đạo lý quang ngu đứng trong đám đông nhanh chóng bị người khác cướp đi ánh hào quang vốn phải thuộc về hắn biểu hiện của hắn rất có phong phạm thậm chí còn chủ động tiến lên chắp tay hành lễ tần thư hữu, thiên phú vô song, vạn cổ đệ nhất, tại hạ bội phục. Sau này tất cả mọi người đều là học viên của học viện cầu chi rồi, hy vọng tần thư hữu chỉ giáo, dìu dắt nhiều hơn đây là hình tượng mà hắn xây dựng nên, không kiêu không ngạo, khiêm tốn hữu lễ. Dựa vào thiết lập này, hắn có danh tiếng cực cao trong lệ trí tinh hệ. Nhưng tần chủ tế không thèm nhìn đến Lý Quang Ngu chút nào, xem những lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Trong mắt của nàng chỉ có mỗi lâm bắc thần. Thi xong rồi đôi mắt xinh đẹp vừa lớn vừa trong veo, uy nghiêm cuối cùng đã xuất hiện vẻ thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Lâm Bắc Thần không thèm để ý đến ánh mắt tất cả những người xung quanh, chậm rãi giang hai tay ra, ôm nhé. Tần chủ tế bật cười. Nụ cười này tựa như đông đi xuân tới, trăm hoa đua nở, tựa như băng tuyết tan rã, đại địa hồi xuân. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu thư sinh trẻ tuổi huyết khí phương cương phải thất hồn lạc phách. Nàng tiến đến trước mặt Lâm Bắc Thần, khẽ ôm lấy. Đối với hành vi đánh dấu chủ quyền lộ liễu này của tiểu nam nhân, nàng chọn dung túng. Nhưng đôi môi đỏ kiều diễm kia tiến gần đến bên tay hắn, nhỏ giọng nói, người đã lớn thế rồi, còn ngây thơ thế nữa. Lại còn muốn ta ngây thơ cùng ngươi nữa chứ. Lâm Bắc Thần không yếu thế chút nào, ngây thơ mới là tình cảm thuần khiết chân thật nhất. Lời còn chưa dứt. Trong đám người đột nhiên chuyển đến tiếng ồn ào xôn xao kịch liệt. Thư đế bệ hạ công bố danh sách ba đệ tử rồi. Nhanh thế à? Danh sách thông qua khảo hạch còn chưa công bố kia mà. Là ai thế? vậy mà lại là ba người bọn họ đám người ảo ảo lao về phía cửa lớn phía nam của học viện cầu trị vừa đến đã nhìn thấy mấy người tập thể cao tầng học viện cầu chi như phương chi ly khổ chưa đi đến từ trong cửa lớn từng người một hiện thân phương chi ly khổ chư lý tiếu phi thư cuồng thời tỉnh hiệp viễn kính trương thất phu hạo thủ đây là tứ đại trụ lương của học viện cầu chi cũng là đạo sư đỉnh cấp trong tiến sĩ đạo nhất mạch của toàn bộ tinh hệ lệ trí tương đương với không sơn ánh nguyệt thư đế rất nhiều năm trước bốn người bọn họ cũng đã là tinh quân đỉnh phong cho đến bây giờ tu vi rốt cuộc cao đến cỡ nào sâu bao nhiêu mạnh thế nào không ai biết rõ người ngoài chỉ biết là có bốn người họ ở đây dù không sơn ánh nguyệt thư đế không xuất thủ thì các học viện khác học phủ khác cũng không thể nào tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho học viện cầu chi trong đó phương chi ly khổ chu làm người hiền hòa không kiêu ngạo kiểu cách là viện trưởng của học viện cầu chi tiếp xúc rất nhiều với bên ngoài bình thường hắn luôn tươi cười trông rất hiền lành, khiến đại đa số mọi người đều quên. Mất hắn thật ra là một tinh quân đại viện môn đỉnh phong có tu vi thông thiên. Ba người còn lại, Lý Tiếu Phi và Thời Tình Hiệp có tính cách tùy tiện, ân oán rõ ràng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, là kiểu người đọc sách điển hình nhất. Còn Trương Thất Phu Hạo Thủ thì thích hí hoái trồng hoa trồng cỏ, trầm mặc nhất. Bốn người này rất ít khi xuất hiện cùng lúc, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau đều tượng trưng cho việc siêu cấp đại sự sắp diễn ra. Tần Liên Thần, kiều thực thực và kiều bích dịch phương chi ly khổ chư tiến về phía trước một bước ánh mắt lướt qua biển người trước mắt nói chúc mừng các ngươi ba người các ngươi đã lọt vào pháp nhãn của thư đế bệ hạ kể từ hôm nay sẽ là đệ tử thân truyền của bệ hạ còn không tiến lên trước chuẩn bị nghi thức bái sư biển người bị oanh tạc một phen lập tức trở nên sôi trào những cái tên tam đại đệ tử thân truyền của thư đế cuối cùng đã được công bố tiếng nghị luận bàn tán khó lòng ngăn nổi tựa như kinh đào hải lãng trong nháy mắt đã càn quét khắp toàn bộ khu vực quảng trường sau đó lăn ra khỏi vấn đạo sơn và tất nhiên không lâu nữa tin này sẽ càn quét toàn bộ giới tinh lệ sắc cùng với tinh hệ lệ trí ha ha lâm bắc thần ngửa mặt lên trời cười to trên gương mặt tròn tựa như cái bánh bao cực to của kiều thực thực hiện ra vẻ phấn khích nhận được niềm vinh hạnh đặc biệt này không có thư sinh trẻ tuổi nào có thể duy trì được sự bình tĩnh mặc kệ trước đây người có ưu tú cỡ nào công phu dưỡng khí tốt ra sao tâm cảnh lớn mạnh đến đâu thời khắc này ngươi vẫn sẽ vui sướng đến mức quên hết tất cả mọi thứ có ta sao kiều bích dịch kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng một trong số những người trong hạng ngạch lại thuộc về học cha là mình trong nháy mắt trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm giác hoang đường mình có tài đức gì chứ khoa mục tinh thần của mình trước đó còn thi trượt nữa đấy thế này cũng được à đánh ta đi kiều bích dịch thoáng nhìn sang lâm bắc thần bốp lâm bắc thần không chút do dự vỗ một cái vào mông của nha đầu này sóng cả dập dờn a à, nàng thét lên đau cùng lúc đó ở một nơi khác chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên không thể nào chuyện này không thể nào lý quang ngu người vẫn luôn duy trì hình tượng ôn hòa khiêm tốn trong nháy mắt gương mặt trở nên vặn vẹo như bùn khàn giọng lớn tiếng chất vấn tại sao không có ta phó viện trưởng thư viện đông lâm lý tử dị giật mình đứng như trời trồng, cũng cho rằng bản thân đã nghe nhầm tại sao không có con của ta hắn thi triển châm ngôn bí thuật, giọng nói lấn át tất cả tiếng bàn tán ồn ào, nói, tổng điểm con ta xếp hạng thứ hai, tổng điểm hai môn liên tục đều đạt tối đa 100 điểm, tại sao thư đế bệ hạ nhận đồ đệ, không có tên của con ta? Có phải các ngươi đã nhầm rồi không? Giọng nói lấn át, tựa như sấm đánh. Vô số ánh mắt đều hướng về phía Lý Tử Dị, và cũng nhìn về phía Lý Quang Ngu. Không sai. Tại sao thư đế thu đổ lại? Không có Lý Quang Ngu xếp hạng tổng điểm thứ hai vậy? Tần Liên Thần chắc chắn đã chiếm được một vị trí trong số đó, nhưng Lý Quang Ngu cũng tuyệt đối có tư cách trúng tuyển một vị trí chứ. Không nhắc đến chuyện khác, thành tích hai môn cuối cùng đạt điểm tối đa 100 điểm, dù là trong đợt triệu tập dự thi tuyển chọn nào của Học viện Cầu Chi, cũng là nhân vật hào quang rực rỡ, hoàn toàn có thể trở thành đệ nhất, thiên tài bậc này, tại sao không thể tiến vào môn hạ của thư đế bệ hạ? Ta không phục. Lý Quang Ngu lớn tiếng nói, ta cần một lời giải thích. Hắn rời khỏi đám đông, tiến đến trước mặt phương Chi Ly khổ chu, cố nén tất cả tâm trạng tiêu cực trong lòng mình, ánh mắt kiên định, quật cường, cực kỳ giống như bạch liên hoa kiên cường bị hàm oan. Phương Chi Ly đối mặt với hắn, ánh mắt thanh lãnh không chút gợn sóng. Thư đế bệ hạ chưa từng nói tiêu chuẩn lựa chọn đệ tử quan môn dựa, trên thành tích được triệu tập dự thi lần này. Hắn thản nhiên trả lời. Cơ thể Lý Quang Ngu hơi lào đảo. Mọi người xung quanh cũng lại lần nữa trở nên xôn xao. Cẩn thận suy ngẫm lại, hình như đúng là thế thật. Dù là thư đế bệ hạ hay là học viện cầu chi, đều chưa từng tuyên bố công khai với bên ngoài rằng tiêu chuẩn chiêu mộ đệ tử dựa trên thành tích cuộc thi. Vậy rốt cuộc tại sao tất cả mọi người lại có thể cho là như vậy? Là ai đã lan truyền tin tức ngầm này đầu tiên, đồng thời khiến tất cả mọi người tin tưởng, không chút hoài nghi? Suy đi ngẫm lại, hình như có vấn đề ở chỗ nào đó. Phó viện trưởng thư viện Đông Lâm, Lý Tử Dị rời khỏi đám người, xài bước tiến đến, tức giận nói. Nếu đã thế, xin hỏi tiêu chuẩn thu đồ của thư đế bệ hạ là gì? tại sao ngay cả thư sinh đẳng cấp thấp như kiều bích dịch cũng có thể trúng tuyển đúng đấy ta cũng muốn biết lý quang ngu lớn tiếng nói đúng thế vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết kiều thực thực trúng tuyển còn có thể hiểu được dù sao thành tích của xe tăng tải trọng nặng này rõ ràng không thể bắt bẻ được nhưng kiều bích dịch thì một học tra nhút nhát không tự nhiên không tuân thủ nữ tắc dựa vào đầu có thể trở thành đệ tử của thư đế trên mặt phương chi ly khổ chu lộ ra biểu cảm như cười như không giống như đang thương hại cái gì đấy, thản nhiên đáp, quyết định của thư đế bệ hạ, từ khi nào cần phải giải thích với các ngươi. Trong chớp mắt, biểu cảm của Lý Tử Di trở nên vô cùng đặc sắc, giống như bị người ta dùng để giày dính phân chó đánh cho một phát trời giáng lên mặt. Sắc mặt Lý Quang Ngu càng trở nên tái nhợt. Ta không phục, ta không phục. Cuối cùng hình tượng hắn xây nên cũng sụp đổ. Lớn tiếng nói, ta hạng hai, ta đạt điểm tối đa hai môn vốn cho rằng, hắn nhất định sẽ được lọt vào danh sách tuyển chọn, vậy mà lại trượt và lại cuối cùng hắn còn biểu hiện tạo nên chấn động sau khi hắn đạt được huyết mạch phá hạn cấp chuyện này khiến hắn làm sao chịu nổi đủ loại toan tính tất cả mưu kế trước đó tất thảy tương lai tươi sáng đều trở nên dần xa tầm với chỉ trong chớp mắt đó ngã từ nơi cao nhất xuống vực sâu vạn trượng còn điều gì khiến người ta sụp đổ hơn được nữa ồ ngươi nói hai môn đạt điểm tối đa đúng không giọng điệu phương chi ly khổ chu trở nên ác liệt nói vừa rồi sau khi được bốn người chúng ta kiểm tra lặp đi lặp lại và thư đế bệ hạ tự mình xác nhận cuối cùng đưa ra kết luận thư hữu lý quang ngu dính líu gian lận trong phần khảo thí hai môn cuối cùng nên bây giờ chính thức tuyên bố hủy bỏ thành tích khảo thí hai môn tinh thần và anh hùng trí đồng thời đưa người vào danh sách đen của học viện cầu chi sau này vĩnh viễn không được trúng tuyển lời này vừa dứt tựa như xét đánh đám đông vốn đang xôn xao ồn ào lại đột nhiên trở nên yên tĩnh biểu cảm dữ tợn lẫn phẫn nộ của lý quang ngu lập tức trở nên cứng đờ đột nhiên hắn trở nên bối rối tiếp tục nói ngươi Ngươi nói cái gì thế? Chuyện này không thể nào, ta không gian lận. Ồ, oh, ta nói mà. Sao tên vương bắt đản nhà người đột nhiên thi hai môn 100 điểm được, hóa ra gian lận thật kìa. Giọng nói của Lâm Bắc Thần lập tức cắt ngang, nghe có vẻ hả hê, đồ chó, ngươi đúng là không phải người mà. Ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, ra vẻ đường hoàng, vô sỉ hạ lưu. Học viện Đông Lâm các ngươi còn không biết xấu hổ lan truyền tin tức đi khắp nơi, nói tần lão sư gian lận. Hóa ra kẻ gian lận thật sự lại chính là, quân vừa ăn cướp vừa la làng các ngươi sắc mặt cha con lý tử dị đều rất khó coi chẳng lẽ bí thuật ngũ thư quỷ bị phát hiện sao không thể nào dựa theo mô tả của hồng hoang thánh tộc bí thuật ngũ thư quỷ này chính là bí thuật đế cấp có là thư đế cũng không thể nào phát hiện ra được ta không gian lận lý quang ngu ngẩng cổ lên tỏ vẻ kiên định nói mỗi một điểm số mà ta có được đều dựa vào khổ học chuyên cần của mình dựa vào mồ hôi và tài trí của ta mà có được ta không phục quyết định này nếu thi được điểm tối đa là gian lận vậy tần liên thần mới là người có khả năng gian lận lớn nhất. Nàng ta có tận 8 môn đặt điểm. Tối đa, đó căn bản không phải là chuyện mà sức người có thể làm được lý tử dị, cũng lớn tiếng nói vào, đúng vậy, không thể bởi vì con ta được điểm tối đa hai môn mà nói đó là gian lận. Đây là bêu xấu. Đúng thế. Chuyện này không hợp lý. Vô số ánh mắt một lần nữa chuyển về phía mấy người Phương Chi Ly. Phương Chi Ly khổ chu vẫn giữa vẻ mặt thanh lãnh, cứng rắn, nói, không phải bởi vì được điểm tối đa mới nói các ngươi gian lận mà là, bởi vì các ngươi gian lận nên mới có được điểm tối đa lâm bắc thần cũng không bỏ lỡ cơ hội âm dương quái khí tiếp lời khó trách nha sáu môn thi trước thì nhão nhuệt, hai môn cuối cùng đột nhiên lấy được điểm tối đa ta nói chơi chuyện này đấu thể trùng hợp thế được chật 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 hóa ra là gian lận đúng là không biết xấu hổ cả đời này ta ghét nhất chính là loại người bật hách gian lận nếu người người đều giống cái kiểu bàng môn tà đạo như các ngươi vậy loại người thành thật cần cù chăm chỉ cố gắng khổ tu như ta chẳng phải chẳng còn chỗ sống yên ổn nữa à ta không hề gian lận lý quang ngu cắn răng liều chết nói ta không phục lý tử dị cũng lớn tiếng nói các ngươi rõ ràng đang nhắm vào đông lâm nhất mạch chúng ta đây là âm mưu là loại trừ một cách trắng trợn các học viên từ đông lâm nhất mạch cũng trở nên rối loạn kết quả như thể khiến bọn hắn không thể nào chấp nhận nổi bất kể thế nào lý quang ngu cũng là niềm kiêu ngạo là tương lai của đông lâm nhất mạch nhận lấy sự trở mong to lớn chưa từng khiến bọn hắn thất vọng trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì rồi không phương lão đừng chừa mặt mũi cho bọn hắn nữa lâm bắc thần đứng bên điên cuồng châm ngòi thổi gió nói đưa chứng cứ ra đi ngược chết bọn hắn luôn phương chi ly mỉm cười nhìn về phía lý quang ngu nói thẳng bí thuật ngũ thư quỷ nhật tân nguyệt dị cũng không phải là bí thuật tuyệt thế gì cả các ngươi cho rằng mình có thể giấu giếm được thư đế bệ hạ hay sao cái gì thần kinh của lý quang ngu bị chấn động mãnh liệt lý tử di ở bên cạnh cũng lập tức thất thố trái tim suýt nữa nhảy vọt ra từ trong cổ họng xảy ra chuyện gì thế không phải nói thư đế tuyệt đối không thể nhìn ra hay sao? Tại sao chỉ sử dụng một lần đã bị phát hiện rồi? Nhất định là bọn hắn đang lừa mình. Không thể không thừa nhận, cha con Lý Thị đều tâm lớn. Đã đến mức này rồi mà còn cắn răng mạnh miệng được. Huống chi, còn có một hắc thạch đế ngay sau bọn hắn. Coi như thật sự bị vạch trần thì cùng lắm cá chết lưới rách thôi. Phương Chi Ly vô cùng tiếc nuối, lắc đầu, đúng là ta không thể nào đưa ra chứng cứ được. Cha con Lý Thị nghe thế, sâu trong đôi mắt bọn hắn lập tức hiện lên sự vui mừng sau đó bọn họ lại nghe thấy phương chi ly nói tiếp nhưng có người có thể đưa ra chứng cứ hắn nhìn về phía lâm bắc thần nói trần thư hữu phải làm phiền người rồi lâm bắc thần khẽ giật mình ô này ta là học cha đấy nhá làm sao đưa chứng cứ được phương chi ly giải thích trong tay trần thư hữu có một vật có thể bắt hồn trong đầu lâm bắc thần hiện lên một đạo linh quang nói dẫn hồn đăng phương chi ly gật đầu Lâm Bắc Thần lôi ra chiếc đèn bí bảo dẫn hồn đăng, mà Lâm Tâm Thành sử dụng từ trong trang mạng Baidu. Ánh đèn màu xanh biếc mở nhạt lưu chuyển, tản ra ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị. Lâm Bắc Thần một tay cầm đèn, một tay lắc lắc phi liếm trên tay cầm chiếc đèn, thôi động món bí bảo. Phi liếm bay ra, bay thẳng về phía Lý Quang Ngu. Đây là gì vậy? Lý Quang Ngu hốt hoảng. Lý Tử Di ở bên cạnh thi triển châm ngôn bí thuật, muốn ngăn cản, nhưng lại bị Phương Chi Ly chấn áp. View phi liếm mang ánh sáng màu xanh nhạt cuộn lại trên đỉnh đầu lý quang ngu sau đó lại kéo ngược ra phát ra tiếng xoẹt xoẹt như xé vải nháy mắt ngay sau đó liền thấy trên người lý quang ngu có một cái bóng mờ bị kéo ra đó là hồn phách lý quang ngu thấy thế tinh thần chấn động mãnh liệt chuyện này không thể nào hắn rõ ràng đã luyện hóa hoàn toàn ngũ thư quỷ mỗi một hồn phách thư sinh bị ngược đãi đến chết cũng đã bị xóa bỏ hình dạng và thần trí từ sớm thật sự có cái gì đó luôn à Lâm Bắc Thần lại lần nữa thôi động dẫn hồn đăng. Liên tục 5 lần, 5 tiếng xé vải xoẹt xoẹt vang lên. Tổng cộng có 5 hồn phách bị xé ra từ trên người Lý Quang Ngu. Hóa ra người dựa vào 5 cái hồn phách này, để gian lận trong cuộc thi Lâm Bắc Thần trực tiếp dội nước bẩn không cần trả công. Nói, không biết xấu hổ, vậy mà lại bật hách, uống cho tổ tiên nhà ngươi vô số ánh mắt xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều kinh ngạc. Dùng sức lực từ hồn phách để gian lận. Lý Quang Ngu đúng là chẳng trong sạch gì rồi. Các thư sinh từ thư viện Đông Lâm, từng người một lạnh toát cả người, giống như bị sét đánh, trong chốc lát không nói nổi thành lời nào. Đây là bôi nhọ, là vu oan, là âm mưu vào thời khắc mấu chốt, Lý Quang ngu trái lại đã trở nên chấn định. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đầy tỉnh táo phản bác, nói: "Trần Bắc Lâm, luyện kim chi khí này trong tay người đã tổn chữ hồn phách từ trước, rồi còn làm bộ dẫn dắt từ trong cơ thể ta, thật ra người đang dùng bí thuật để phóng thích, ta vốn không biết năm đạo hồn phách này." tiêu chuẩn vụ oan này của ngươi, đúng là cấp thấp quá đấy đám đông lại bàn tán xôn xao một phen. Không thể không thừa nhận, Lý Quang Ngu nói rất có lý. Dù sao cái gọi là dẫn hồn đăng này, rốt cuộc là thứ gì, tất cả mọi người đều không biết. Lỡ như thật sự phóng thích hồn phách vụ oan thì sao? Ha ha, cái thứ không bằng chó nhà ngươi, vịt luộc chín rồi, miệng còn cứng quá nhỉ. Lâm Bắc Thần cười lạnh, nói, xem như ta có lòng vu oan cho ngươi đi nữa, nhưng bốn vị đại nhân đức cao trong vọng của học viện cầu chi chúng vọng sở quy lưu danh thiên cổ đây sẽ phối hợp với ta vu oan cho ngươi à người cho mình là ai xứng để học viện cầu chi bày đại trận như thế để đối phó với thằng hề như người chắc quân chúng ăn dưa nghe xong lập tức cảm thấy trần bắc lâm nói cũng có lý lý quang ngu cười lạnh nói hừ có lẽ các vị tiền bối bị người mua chuộc ha ha nói như thế nghĩa là người không thừa nhận ngũ quỷ này do người luyện hóa khống chế lâm bắc thần ép hỏi lý quang ngu cười lạnh đáp vốn dĩ không phải ngươi có dám thể không có gì không dám vậy ngươi thề đi không cần thiết ngươi chuột dạ rồi không có vậy thì người thề đi không cần thiết nhìn đi quả nhiên người chuột dạ rồi ta không có vậy thì ngươi cứ thế đi ta được nếu ngũ quỷ này do ta giết chết rồi luyện hóa ta nhất định sẽ cửa nát nhà tan thân bại danh liệt ồ là do chính người nói đấy truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé Bị Lâm Bắc Thần đối qua đáp lại, Lý Quang ngu không thể không lập lời thề độc. Nhưng đối với hắn mà nói thì chả quan trọng gì, cũng đâu phải lấy mệnh hồn chi thư ra mà thề. Nhưng chớp mắt sau đó, biểu cảm của hắn lập tức trở nên hoảng hốt, bởi vì từ bên trong dẫn hồn đang có một hư ảnh hình người bay ra, không phải ai khác, chính là Tào thư Vũ bị hắn luyện hóa vào đêm qua. Thế nào hả? Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở nói, không ngờ chứ gì, dẫn hồn đang chẳng những có thể câu được hồn phách mà ngươi luyện hóa ra nó còn có thể khôi phục thần trí nữa. Ha ha, tôn tặc, người còn muốn nói gì nữa không? Mặt mũi Lý Quang Ngu biến sắc mấy lần, nhất thời không nói thành lời. Chủ yếu là vì hắn đã kinh hãi quá rồi. Mà lúc này, dưới ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi của dẫn hồn đăng, hồn phách của Tào Thư Vũ dần trở nên hoàn chỉnh, diện mục tư thái đã có thể nhìn thấy rõ, trên mặt lộ ra biểu cảm đau đớn và phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào cha con Lý Thị, mặt mày oán hận, quát ẩm lên, Lý Tử Di, Lý Quang Ngu trả mạng cho ta giọng nói rõ ràng có thể nghe được. Đám người thư cục thượng khí đứng ở bên cạnh xem kịch hay, thoáng cái đã kinh hãi không thôi. Thúc phụ của Tào Thư Vũ, Tào Trường Thuần lập tức mở to hai mắt nhìn, lao ra, khiếp sợ hỏi, Thư Vũ, ngươi, chuyện này rốt cuộc là làm sao? Tào Thư Vũ quay đầu nhìn về phía Tào Trường Thuần, trong hai hốc mắt chảy ra huyết lệ, lớn tiếng gào thét, thúc phụ, báo thù cho ta, ta chết rất thê thảm. Tên gian tặc Lý Quang Ngu này dụ dỗ ta uống đan hoàn, dùng thủ đoạn ác độc tra tấn ta, giết chết ta, còn tế luyện hồn phách của ta. Thúc phụ, ta chết rất thảm thương, báo thù cho ta. Biểu cảm Tào Trường Thuần chợt trở nên dữ dội, đột nhiên như hiểu ra gì đó. Hắn nhìn về phía cha con Lý Thị, tức giận nói, các ngươi dám ám hại cháu của ta, vậy mà lại ám hại minh hữu của mình. Lý Tử Di, ta muốn đòi lại công đạo nói xong, người của thư cục thượng khí, lúc này đa phần đều đã ngớ người, không biết nên cư xử ra sao, trong chốc lát đã quên mất việc phản kích. Chuyện này, Lý Tử Di cũng ngày người, trên thế gian này còn có trí bảo bí thuật thế này, đến cả hồn phách đã bị luyện hóa mà còn có thể câu ra một lần nữa, sau đó phục hồi như cũ, trả lại thần trí. Còn Lý Quang Ngu vẫn cắn răng không chịu thừa nhận, nói, hắn bị khống chế rồi, Tào Thư Hữu bị Trần Bắc Lâm khống chế rồi. Đây là giả, trường thuần thể thúc, đừng để bị lừa. Đây là âm mưu, tất cả đều là giả hết vì mưu tính ngày này, chỉ có chết mới chống đỡ được. Trong mắt Tào Trường Thuần lóe lên tia do dự, thúc phụ, đừng nghe tên cầu tặc này dò biện, là hắn giết chết ta. Trong hai con người hồn thể của Tào Thư Vũ chảy xuống huyết lệ, nói, là Lý Quang Ngu hại ta, để tu luyện bí thuật ngũ thư quỷ Nhật Tân Nguyệt Dị, hắn không chỉ giết ta mà còn hại chết bốn thư hữu khác nữa. Các ngươi còn nhớ mấy vị thư hữu lâm vĩnh dụ, Chu Phương Ngọc từng chết thảm vào nửa năm trước không? Bọn họ bị đôi cha con cầu tặc này giết hại, luyện hóa thành thư quỷ. Lúc này, hình dáng hồn phách của bốn thư quý khác cũng dần hiện rõ chỉ là bọn hắn đã chết quá lâu rồi, đã bị luyện hóa từ sớm, không thể nào mở miệng nói chuyện như Tào thư Vũ được. Nhưng họ cũng đều dùng ánh mắt phẫn hận, oán độc nhìn chằm chằm vào cha con Lý thị. Chỉ thoáng một cái, chân tướng không cần nói cũng đã rõ. Bốn thư quỷ này khi còn sống đều là thư sinh cực kỳ có, thiên phú, được thế lực của mình vất vả bồi dưỡng nên. Dụ Nhi, là vi phụ đây, người nhìn vi phụ nào, ta tìm người thật khổ cực. Một người trung niên tóc trắng xóa, hình dáng tiểu tụy trông thấy một trong bốn hồn phách kia nghẹn ngào khóc than tại chỗ điên cuồng lao về phía trước phượng ngọc học muội hóa ra ngươi đúng là đã hu 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 ta thể phải báo thù cho người nhất định phải tìm ra hung thủ ta đã đau khổ điều tra ở tinh hà này nửa năm rồi không ngờ là một thư sinh trẻ tuổi nhìn chỉ cỡ 18-19 tuổi nước mắt chảy dài. Rất nhiều người đều xúc động. Trước đây, bốn thư sinh cấp bậc thiên tài này chết không rõ ràng, trong đó còn có người hoàn toàn mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, truy tra khắp nơi đều không có kết quả, cuối cùng trở thành vụ án không thể giải. Không ngờ đều do cha con Lý Thị làm hại. Đây là âm mưu Lý Quang ngu cứng cổ, lớn tiếng nói, bọn hắn đều bị Trần Bắc Lâm dùng tả khí khống chế, đều là giả, dùng để bêu xấu ta. Phi, lúc này, đột nhiên có một thư sinh trẻ tuổi lao ra từ trong đám đông, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Lý Quang ngu, nói, cẩu tặc lừa đời lấy tiếng, Lâm Vĩnh Dụ Thư Hữu đã chết thảm từ nửa năm trước. Lúc ấy Trần Bắc Lâm Thư Hữu còn chưa tiến vào tinh hệ lệ trí, làm sao mà sát hại hắn được. Lúc đó Trần Thư Hữu không oán không cừu với người, có gì lại hãm hại ngươi? Hừ, có lẽ hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, đã có chuẩn bị từ sớm rồi dù gì Lý Quang Ngu đánh chết cũng không thừa nhận. Thư sinh trẻ tuổi kia cười mỉa, nói, cha con Lý Thị đều là hạng người lừa đời lấy tiếng, hôm trước Lý Tử Dị còn ẩm, thầm phái người đến tìm ta, nói tình nguyện bỏ ra tài nguyên tu luyện cho ta, đồng thời sẽ phải người đi chữa trị cho sự phụ đang mang bệnh nặng của ta, muốn ta ra mặt làm chứng tần liên thần gian lận. Ta nhất thời hồ đồ, vậy mà tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, đưa ra quyết định sai lầm to tát. Ai biết lý tử dị kia không những không phải người chữa bệnh cho sự phụ ta, mà còn ra lệnh cho thuộc hạ, hộ vệ giết ta diệt khẩu. Lời đã nói ra, xung quanh đều xôn xao. Lúc này, có người nhận ra, người trẻ tuổi này trước đây đã chặn đường tần liên thần nói đủ thứ, ngang ngược chỉ trích Tần Liên Thần gian lận. Lúc đó hắn thật sự đã khơi lên sóng to gió lớn, khiến Tần Liên Thần vốn đã bị nói xấu là yêu nữ bị tổn hại danh dự nghiêm trọng. Nếu không phải lúc đó có cường giả như Trần Bắc Lâm làm chỗ dựa cho Tần Liên Thần, chỉ sợ các thư sinh không rõ chân tướng đã đồng loạt xông lên, làm trọng thượng Tần Liên Thần. Khi ấy rất nhiều người đều tán thưởng người trẻ tuổi này dũng cảm, ngoan cường. Ai mà ngờ được phía sau đó lại là âm mưu thế này. Dưới một đống đầu nối liên tiếp như thế, xem như có là người ủng hộ kiên định đi nữa cũng biết cha con Lý Thị Tiêu rồi. Tàn sát đồng bào, tu luyện tà thuật, gian lận trong khảo thí. Phương Chi Ly khổ chu trầm giọng nói, tất cả những việc này, chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Tử Di, Lý Quang Ngu, hai người các ngươi hãy thúc thủ chịu trói đi, đừng ép lão phu đích thân ra tay sắc mặt Lý Quang Ngu trở nên âm trầm như nước. Lý Tử Di thở dài một hơi, chợt ngửa mặt lên trời bật cười điên cuồng. Ha ha, đúng là người tính không bằng trời tính. Được thôi, đã bị các ngươi phát hiện rồi vậy lão phu cũng không thèm giả vờ nữa phương chi Lý, ngươi đã không thèm nể mặt mũi đông lâm nhất mạch bọn ta vậy thì kể từ hôm nay thư viện đông lâm bọn ta hoàn toàn tách rời khỏi tiến sĩ đạo nhất mạch của tinh hệ lệ trí tự thành lập riêng từ nay về sau chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa thừa nhận rồi mắt tào trường thuần như muốn nứt toác ra nhìn chằm chằm vào lý tử di nói cẩu tặc người thừa nhận rồi đứa cháu kia của ta bị người làm hại lý tử dị cười lạnh nói, phải thì làm sao? Hồn phách của hắn có thể được con ta sử dụng, chính là niềm vinh hạnh của hắn. Ngươi, toàn thân tào trường thuần run lên, lão phu liều mạng với người hắn triệu hoán mệnh hồn chi thư ra, lập tức ra tay. Lý tử di cười điên cuồng, đáp trả, sợ ngươi chắc. Trong chớp mắt, hai người đã lấy châm ngôn bí thuật so chiêu mấy lần, nhất thời khó phân cao thấp. Chó cùng rút dậu rồi này lâm bắc thần thu hồi dẫn hồn đăng, ăn dưa ăn đến mức nhập vai, lớn tiếng nói, họ lý kia, người thế này là muốn phản bội tiến sĩ đạo sao, người không sợ bị hợp lực tấn công à. Lý tử dị mặt mày đầy oán hận nhìn vào lâm bắc thần, nói, nếu không phải do tên tiểu tặc nhà ngươi làm hỏng đại sự của ta. Hôm nay, các ngươi đều phải chết hắn nói xong, thân hình lùi nhanh, đến gần chỗ bia đá, không người, lớn tiếng hô to, mời bệ hạ xuất thủ, chủ trì công đạo cho đông lâm nhất mạch chúng ta không ai trả lời. Bệ hạ. Lý tử dị nhìn lão nhân hắc y đang nhắm mắt tĩnh tọa bên dưới tấm bia đá, hành lễ thêm lần nữa, nói, đồng lâm nhất mạch nguyện thuộc về bệ hạ, xin bệ hạ xuất thủ, giết sạch đám gia hỏa không biết tốt xấu này lão nhân hắc y ngồi ngay ngắn như chuông, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Không hổ là đế giả, điềm tĩnh đến thế. Lý Tử Di trông thấy sắc mặt lạnh nhạt, thần thái thản nhiên, hai con mắt hơi khép hờ của hắc thạch đế, có một loại phong thái và khí thế khó tà thành lời, trong lòng cũng không khỏi vì đó mà tin phục. Ha, các ngươi xong rồi, chờ hắc thạch bệ hạ ý động, tất cả đều phải chết hắn niềm tin tràn đầy nhìn về phía mấy người lâm bắc thần phương chi ly tất cả mọi người đều bị chấn áp bởi khí thế của hắc thạch đế nhất thời không dám đến gần dù sao trước đây tam đao kinh thiên động địa của hắc thạch đế đã từng làm mọi người tâm thần chấn động không ai dám đối địch đế giả chỉ có đế giả mới có thể địch nổi người vậy mà lại cấu kết với người ngoài từ sống trương thất phu hạo thủ nhìn chằm chằm vào lý tử di trong ánh mắt tỏa ra sát ít nói đông lâm nhất mạch đã phản bội tiến sĩ đạo từ lâu có phải không? Lý Tử Dị cười to, tiến sĩ đạo bị thư đế chiếm cứ, không tài không đức, mấy vạn năm qua, khiến uy phong tiến sĩ đạo chẳng còn. Vốn dĩ tiến sĩ đạo, một trong 24 huyết mạch đạo luân lạc tới mức độ thế này. Chiếm lấy vị trí vào, không những không thể chấn hưng tiến sĩ đạo mà trái lại còn vì ý muốn riêng, áp chế học viện khác. Bây giờ nhìn lại, một trong 24 huyết mạch đạo ngày xưa, chỉ có một đế giả tọa chấn, lưu lạc đến tận bậc này, còn tư cách gì để khiến chúng ta trung thành ngươi dám phản bội thư đế bệ hạ lý tiểu phi thư cuồng trầm giọng chất vấn lý tử dị cười lạnh không thôi nói tất cả những việc ta làm cũng chỉ vì tiến sĩ đạo nếu không sơn ánh nguyệt đã không thể chấn hưng tiến sĩ đạo không bằng để cho ta gia nhập về phe hắc thạch đế tại sao không được hắc thạch bệ hạ cũng là nhân tộc tình nguyện giơ tay giúp đỡ chấn hưng tiến sĩ đạo tiến sĩ đạo cần được cải cách cần phải mượn ngoại lực tất cả những việc ta làm không thẹn với lương tâm vô sỉ thời tỉnh hiệp viễn kính nói đây chính là lý do người đồ sát đồng bào, luyện chế thư quỷ sao?" Lý Tử Dị thản nhiên trả lời, "Chết vì trấn hưng tiến sĩ đạo, đây là vinh quang của bọn hắn." Dù làm bất cứ việc gì cũng đều cần đến sự hy sinh, bọn hắn hy sinh để đổi lấy trấn hưng tiến sĩ đạo vĩ đại trong lòng mấy đạo sư đỉnh cấp của học viện Cầu Chi, đều phẫn nộ vô cùng. Đông Lâm nhất mạch đúng là vô sỉ. Chư vị, tình thế đã đến nước này rồi, còn không mau lật bài." Ánh mắt Lý Tử Dị nhìn lướt qua, hướng về phía cao tầng một vài học viện khác nói đừng quên ước hẹn trước đây lúc này trên mặt cao tầng cường giả từ rất nhiều thư viện đều lộ vẻ lưỡng lự lý quang ngu hét to các ngươi có biết tại sao không sơn ánh nguyệt mãi không chịu hiện thân không hắn đột phá tổ cảnh thất bại cảnh giới đã bị rơi xuống không chịu nổi một đòn từ hắc thạch bệ hạ cuộc chiến ngày hôm nay chúng ta tất thắng lúc này còn không giúp đỡ đông lâm thành sự ngày sau đợi đến khi tinh hệ lệ trí thiên địa đổi thay các vị có muốn đầu nhập cũng chẳng còn đơn giản thế đâu lần này càng nhiều người bị dao động hơn đúng thế không sơn ánh nguyệt thư đế đã rất lâu rất lâu rồi chưa từng hiện thân gần như nghìn năm nghe đồn là vẫn luôn bế quan tu luyện đột phá tổ cảnh uy vọng đế giả quá cao nên chưa từng có ai hoài nghi nhưng hôm nay thế cục đã thối nát thành ra thế này rồi lại còn chẳng thấy thư đế hiện thân chẳng lẽ thật sự giống như lời lý quang ngu nói cảnh giới của thư đế bị lùi một bước lớn khó lòng xuất chiến phương lão chuyện hôm nay vô cùng quan trọng xin thư đế bệ hạ hiện thân đích thân xử lý mộ dung quất của thư viện thiên bình mở miệng nói xin bệ hạ hiện thân viện trưởng hải thư là thi ân cũng mở miệng xin bệ hạ hiện thân xin bệ hạ chấn an lòng chúng ta cung nghênh bệ hạ cao tầng người nắm quyền từ rất nhiều thư viện cũng nhao nhao mở miệng trong lúc bất chi bất giác thế cục phát triển theo chiều hướng không ai ngờ đến thế cục từ chỗ đơn thuần trừng phạt cha con lý thị biến thành sự tồn vong khi vận của toàn bộ tiến sĩ đạo nhất mạch thời khắc chuyển đổi mấu chốt bốn người phương chi ly khổ chu không trả lời thẳng các người tin vào tên phản đồ lý tử di bắt đầu quay sang nghi ngờ thư đế bệ hạ ư lý tiếu phi thư cuồng không nhịn được lạnh giọng hỏi đám người mộ dung quất thi ân mặt không biểu tình không nói lời nào cũng không tiếp lời nói thật mấy năm gần đây các đại học viện bị học viện cầu chi chèn ép vô cùng mạnh tay đọng lại rất nhiều bất mãn chủ yếu là vì có sự tồn tại của thư đế nên bọn họ cũng không dám phản kháng nhưng hiện giờ bầu không khí ngột ngạt hình như đã nứt ra một vết nhỏ đám người mộ dung quất biết bản thân phải đưa ra lựa chọn. Việc này liên quan đến vận mệnh tương lai của các đại thế lực. Vì vậy không thể không thận trọng. Ha <laughs> ha, <laughs> bốn con chó các ngươi còn ở đây cáo mượn oai hùm. Lý Tử Di cười to, càng xá và định chắc chắn tin tức mà mình nhận được trước đó. Nói, đi mời không sơn ánh nguyệt ra đi, để nhìn thử xem lão cẩu dâng dần già khòm đi còn. Có thể lừa dối lấy tiếng được bao lâu nữa. Lúc này các học, viên của học viện Đông Lâm đều đã vây quanh bên người cha con Lý Thị lần này đến vấn đạo sơn cha con lý tử di đã chọn lựa các đệ tử trung thành nhất bên cạnh mình nhanh chóng tạo thành thế trận hơn nữa bởi vì trước đây đã âm thầm cấu kết cũng có người của rất nhiều thế lực nhỏ không do dự quá lâu lập tức đảo hướng về phía cha con lý thị đương nhiên đây cũng chỉ là một phần nhỏ phần lớn người có mặt đều đang quan sát còn có một vài thế lực như đám người thư cục thượng khí thư sơn thì ngay lập tức chọn đứng về phía học viện cầu chi người trước thì bởi vì cái chết của tào thư vũ nên mới không chết không thôi với cha con lý tử dị còn người sau là bởi vì kiều thực thực và kiều bích dịch đã trở thành đệ tử của thư đế kiểu gì đi nữa vẫn không thể thừa nhận có liên quan với hắc thạch đế lâm bắc thần hai tay chống cầm xem kịch bây giờ trong lòng hắn cũng đang thầm nhủ chẳng lẽ không sơn ánh nguyệt thật sự xa suốt rồi sao những ngày hôm đó khi ngăn cản nhất đao thứ ba của hắc thạch đế tu vi mà nàng thể hiện cũng đâu có thấp bây giờ tần chủ tế đã là đệ tử thư đế rồi đương nhiên lâm bắc thần sẽ đứng về phía học viện cầu chi nhưng vấn đề hiện giờ là nếu như thư đế sa sút thật không còn ai làm đối thủ với hắc thạch đế nữa đến lúc đó tất cả mọi người đều phải quỳ xuống hát bài chinh phục rồi nếu thật sự không ổn cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa mấy người tần chủ tế hồi thành vậy mẹ nó chớ thực lực vẫn chưa đủ nếu mình là tinh đế đâu cần phải ném chuột sợ vỡ bình thế này ta cần sức mạnh lâm bắc thần đang thầm phun mưa xuân trong lòng còn mắt thì lại cố nhìn ngó về phía hắc thạch đế lão già này nhắm mắt lại thế kia là còn đang dưỡng khí đấy à? Không nhúc nhích cứ như chết rồi vậy. Không hổ là đế giả, đã có ý định dưỡng khí là thật sự một chút khí tức cũng không nhả ra ngoài luôn. Tu luyện thánh thể đạo đến cảnh giới đế giả, có thể khiến toàn bộ khí huyết và năng lượng của bản thân thu hết vào trong cơ thể, không mảy may tiết ra ngoài chút nào sao? Lâm Bắc thần như có điều suy nghĩ. Không sơn ánh nguyệt, còn chưa xuất hiện. Lý Tử Di lên tiếng thét to, tội nhân đối với tiến sĩ đạo kia, chẳng lẽ ngươi còn muốn trơ mắt nhìn chó nhà mình bị hắc thạch đế giết chết toàn bộ hay sao bên trong học viện cầu chi cũng không hề truyền ra bất cứ động tĩnh nào cũng không có bất kỳ năng lượng nào truyền ra thư đế không sơn ánh nguyệt mãi không có ý định sẽ hiện thân thậm chí là lần này nàng còn không mở miệng truyền âm bầu không khí tràn ngập quỷ dị một vài người vốn không tin lời lý tử di lúc này cũng đã ý thức được điều gì đó đám người phương chi ly khổ chu vẫn hiên ngang như cũ không mảy may lộ vẻ lùi bước nhưng lâm bắc thần lại phát giác được sâu trong đôi mắt của tứ đại thiên vương học viện cầu chi đang ẩn chứa vẻ lo lắng chẳng lẽ lâm bắc thần cũng bắt đầu hoài nghi đúng lúc này biến hóa mà không ai có thể ngờ đến đã xảy ra không sơn ánh nguyệt đã chết không sơn ánh nguyệt đã chết rồi một tiếng hô hoán tựa như tiếng sét đánh truyền ra từ sâu trong học viện cầu chi lưu quang lập lòe chợt mọi người nhìn thấy đạo sư có thâm niên của học viện trịnh tân lộc khống chế lưu quang trên trang sách lao vụt ra ngoài toàn thân hắn lấp lánh bởi ánh hào quang từ trang sách lơ lửng giữa không trung lớn tiếng nói không sơn ánh nguyệt đột phá tổ cảnh thất bại cảnh giới lùi giảm sau khi nhận lấy một đao từ hắc thạch đế vào hôm trước chịu phản chấn mà chết hắn chết rồi chết rồi chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio trịnh tân lộc chính là đạo sư lâu năm ở học viện cầu chi địa vị cực cao gần như ngang hàng với mấy người tứ đại thiên vương phương chi ly đám người vốn còn ngờ vực không đưa ra quyết định nghe thấy hắn nói như thế trong lòng nhất thời trở nên hơi căng thẳng tất cả đáp án hình như đều lộ ra chỗ bí ẩn trịnh tân lộc ngươi tên cẩu tặc kia sắc mặt phương chi ly khổ chu đại biến nghìn tính vạn tính không tính ra được bên trong nội bộ học viện cầu chi vậy mà lại xuất hiện phản đồ bí mật lớn nhất cuối cùng cũng bại lộ biến hóa liên tiếp thế này lọt vào trong mắt của tất cả những người xung quanh thế cục lập tức trở nên sáng tỏ xong rồi thư đế không sơn ánh nguyệt chết thật rồi ha ha đúng là trời giúp ta mà lý tử dị sau khi giật nảy mình xong thì ngửa mặt lên trời cười như điên vốn dĩ hắn cho rằng dù cảnh giới không sơn ánh nguyệt có thụt lùi nhưng vẫn có sức đánh một trận không ngờ đã là nó mạnh hết đà từ lâu hôm trước sau khi đón chọn một nhát đạo của hắc thạch đế nhìn bên ngoài thì cứng trên thực tế đã bị đao thế phản chấn mà chết tất cả đều đã kết thúc rồi mời hắc thạch bệ hạ xuất thủ diệt trừ dư nghiệt của thư đế đại thế tinh hệ lệ trí đã thành lý tử di cười như điên để tỏ lòng thành, hắn còn cúi người uốn gối quỳ xuống đất, vô cùng thành khẩn nói, bệ hạ, mời xuất thủ trên quảng trường học viện cầu chi, lập tức trở nên hỗn loạn tưng bừng và khiếp sợ. Lâm Bắc, thần cũng sợ. Mẹ nó, vốn còn đang cầu thư đế chống chịu thêm tí nữa. Ai biết lão nhân gia nàng nhà mình lại y ra dám thế này. Không được rồi, phải rút. Đến bên cạnh ta này Lâm Bắc thần hét to, đồng thời móc ra AVKM, giơ tay chỉ về phía hắc thạch đế, chính là một phát bắn đế giả xuất thủ quá đáng sợ một khi hắc thạch đế chấn áp được mình vậy xem như hồi thành cũng không thể nào thuận lợi dẫn theo mấy người tần chủ tế và vương phong lưu được nên không bằng hắn cứ ra tay trước chơi hắn một phát giành được tiên cơ trong nháy mắt đó bằng tiếng súng rõ ràng dưới tấm bia đá ở giữa mi tâm của hắc thạch đế bắn ra tia lửa bắn chúng rồi lâm bắc thần kinh ngạc đối với đế giả mà nói bị đánh trúng cơ thể cũng là một loại sỉ nhục rồi nhỉ nhưng hắc thạch đế không hề phóng thích khí cơ ngăn cản năng lượng từ viên đạn nhưng sự việc xảy ra trong nháy mắt sau đó càng khiến lâm bắc thần phải kinh ngạc hơn nữa trên trán hắc thạch đế bắn ra một tia lửa cơ thể hơi nghiêng lệch đi một cái giống như bức tượng điêu khắc bị đẩy ngã không hề có bất kỳ phản ứng nào cứ vậy ngã ra đất lăn lọc tọc lọc tọc ra xa mười mấy mét bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh tình huống gì thế này đế giả cao cao tại thượng vậy mà lại lăn lộn toàn bụi đất Lâm Bắc thần thoáng nhìn sang khẩu AVKM trong tay mình, đầu óc hơi mơ hổ theo. Ban đầu hắn đinh bắn một phát, làm mau bỏ chạy. Bây giờ tình huống lại là thế nào đây? Hắc thạch đế đang biểu diễn màn dùng ra thịt chống đạn à? Hơn nữa, thoạt nhìn màn biểu diễn còn lật xe nữa. Lý tử dị cũng ngớ người. Nhưng hắn phản ứng lại cực kỳ nhanh, lập tức nói đỡ, hèn hạ, vậy mà lại đánh lén Hắc thạch bệ hạ. Nhưng công kích của ngươi, đến cả da của Hắc thạch bệ hạ cũng không chảy được. Trần Bắc Lâm, đây chắc là đòn tấn công mạnh nhất của người rồi nhỉ, năng lực chỉ có thế. Lâm Bắc Thần chớp mắt mở to. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Biết đâu, hắc thạch để uống metanol, trực tiếp uống tới chết luôn rồi. Dù sao metanol cũng không phải rượu giả, cái thứ đồ chơi này tác dụng trực tiếp lên hệ thống thần kinh trung ương. Và lại, nó còn trải qua quá trình biến đổi của điện thoại. Thật sự khiến một vị đế giả uống vào nghèo luôn sao. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng thấy chắc chắn là thế rồi khó trách trước đó hắc thạch đế ngồi ngay ngắn ở dưới tấm bia đá khí tức hoàn toàn không thấy đầu lâm bắc thần còn tưởng là hắn đang nuôi dưỡng khí tức nên mới thu liễm tất cả khí tức lại không nhịn nổi mà còn sợ hãi thán phục trước trình độ cao minh của đế giả thu liễm khí tức bản thân quả nhiên là chết không hay không biết bây giờ xem ra chỉ là do chính mình sợ quá mà nhìn gà hóa quốc rồi mời bệ hạ xuất thủ lý tử di vẫn không chịu nhận thua quay người về phía người đang đầy bụi bặm mà hành lễ giết chết tiểu tặc trần bắc lâm vô lễ đến cực điểm kia không phải do đầu óc của hắn không dùng được mà đúng là đế giả có vẫn lạc cũng chưa từng có ai qua loa như thế này nhưng người nọ lại không hề truyền ra chút động tĩnh nào bụi mù đã ta đi hắc thạch đế vẫn duy trì tư thế ngồi kia người ngã vào trong bụi đất thoạt nhìn cứ như một pho tượng thế này lâm bắc thần càng thêm tin tưởng vào phán đoán trước đó của mình đường đường là đế giả không thể nào làm ra loại hành vi đầy nghệ thuật thế này trong trường hợp nghìn vạn con mắt đang hướng vào. Đại khái là đã lạnh cũng luôn rồi. Đừng gọi nữa Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, kẻ địch xấu hổ ta đi cởi đồ của hắn. Lý Tử Dị nhìn Lâm Bắc Thần. Có ý gì? Vô số ánh mắt tập trung về phía Lâm Bắc Thần. Vào thời khắc mọi người đều dồn ánh mắt về mình, Lâm Bắc Thần đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một luồng khói, thả nhiên nói, hắn đã chết rồi. Lý Tử Dị giật nảy mình, chợt nở nụ cười lạnh, đáp, hoang đường, hắc thạch bệ hạ chính là đế giả, làm sao lại? Đùng! Lại thêm một tiếng nổ em phá thể vô hình kiếm khí rõ ràng lọt vào tai. Hắc thạch đế nằm dưới đất, trên huyệt thái dương lại tóe ra một tia lửa, cơ thể cứng đời như tượng lại lăn lăn lộn lộn tiếp. Bất lực như cái bao tải rách. Cho bụi lại lần nữa bay lên. Ở chuyện này, Lý Tử Dị ngây người. Đám người đông lâm ngây người. Cả một đám người đại lão từ các đại học phủ, học viện vừa mới đầu nhập vào đông lâm nhất mạch trước đó cũng đều ngây người. Nếu như nói trước đó trong lòng bọn họ còn có 100 lời lý giải và cầu may, nhưng lúc này trong đầu của bọn họ đang có một dấu chấm than, và dấu chấm hỏi màu đỏ điên cuồng nhấp nháy, ý thức được hình như xảy ra phiền phức to rồi. Đám người phương chi ly khổ chu vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng không thôi. Đây đúng là núi sâu khe trùng không thấy lối, liễu rậm hoa thưa lại thấy làng. Mà người khó xử nhất không ai khác chính là trịnh tân lộc. Hắn là nội ứng trong học viện cầu trị, mà đông lâm nhất mạch đã hao tốn hết tâm cơ kết giao và lung lạc, hắn vừa mới chuyển ra tin không sơn ánh tuyển thư đế đã chết vốn cho rằng sẽ hoàn toàn thành công sắp được thăng chức tăng lương trở thành tân chủ của học viện cầu chi bước lên đỉnh cao nhân sinh kết quả chỗ dựa to nhất của đông lâm nhất mạch đột nhiên ngủm đây chính là một vị đế giả đấy đang yên đang lành không nói lời nào đã tèo rồi nếu như cường giả cấp đế của hai bên đã bị ban vậy bên phía trận doanh học việc cầu chi thực lực đủ để hoa thức treo đông lâm nhất mạch lên mà đánh chẳng phải là mình bỏ sáng vào tối rồi sao trong lúc mọi người còn đang đầu óc hỗn loạn, Lâm Bắc Thần đã bắn liên tiếp ba phát súng. Đạn AVKM sắp hết sạch rồi. Trên người hắc thạch đế tóe lên nhiều tia lửa, lăn lộn trên đất, làm bụi đất bay tứ tung, mãi duy trì tư thế cũ không động đậy. Xác nhận không sai, hắn không do dự tiếp nữa. Hắn lập tức ảnh đột chạm đến gần, sách thi thể của hắc thạch đế lên. Rất nặng, giống như cách theo một ngôi sao vậy. Lạnh lẽ, cứng đờ, không nhúc nhích. Còn về phần chân khí trong cơ thể và sức sống, Tu vi chân khí của Lâm Bắc Thần vốn không thể nào xuyên thấu qua được lớp da thịt, không thể nào kiểm tra được tình hình trong cơ thể. Nhưng để xác nhận cuối cùng có phải đã chết rồi hay không, Lâm Bắc Thần có pháp bảo. Hắn thử đặt cơ thể Hắc Thạch Đế vào bên trong không gian lưu trữ trực tuyến sun lây. Thứ đồ chơi này chỉ có vật chết không có sinh mệnh mới có thể dung nạp tiến vào trong. Trước đây Lâm Bắc Thần đã từng thí nghiệm thử, vật thể còn sống không thể nào đặt được vào trong không gian lưu trữ trực tuyến sun lây. Kết quả cơ thể của Hắc Thạch Đế trực tiếp tiến vào trong không gian lưu trữ trực tuyến vô cùng trơn tru, không hề có bất kỳ trở ngại nào, chiếm 251 gigabit dung lượng. Má ôi! Lâm Bắc thần kinh ngạc. Thể tích càng lớn, phẩm chất càng cao. Một vật thể duy nhất nặng tận 250 gigabit, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Chẳng qua vấn đề không lớn. Điều này đủ để chứng minh hắc thạch đế thật sự đã chết rồi. Uống metanol đến chết luôn. Metanol tác dụng lên hệ thần kinh trung ương, mà hắc thạch đế vốn đầu óc đã không được bình thường, chỉ chịu một chút kích thích đã bắt đầu nổi điên dùng thuật ngữ khoa học để nói thì chính là có tật về não rất có thể hắn đã bị metanol kích thích vào bệnh cũ trong đầu nên âm thầm không một tiếng động treo máy chuyện này đúng là lấy vô tâm tính vô tâm đúng là trời xuôi đất khiến vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu lâm bắc thần đã hoàn toàn an tâm đại cục đã định hắn vừa nghiêng đầu cười híp mắt nhìn về phía cha con lý thị ngửa mặt lên trời cười như điên a ah ha ha cái gì mà đế giả trước mặt bổn soái đây còn không phải không chịu nổi một đòn hay sao nhất niệm chi gian sát đế đây mới là ta chân chính ô hô 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 tôn tặc còn át chủ bài gì nữa không phô ra hết đi hôm nay ta sẽ để người biết thế nào là tuyệt vọng trước mặt thực lực thật sự bất kể âm mưu quỷ kế gì cũng đều phải tái mặt bất lực lời nói thế này nói ra đúng là sướng vô cùng ở phía đối diện lý tử dị nhìn lâm bắc thần không còn dũng cảm lên tiếng trong lòng kinh ngạc và khó tin nhanh chóng biến thành bất lực tuyệt vọng đế vẫn đế giả vẫn lạc trái tim tất cả mọi người dường như đã vì kinh ngạc mà ngừng đập trong đầu tất cả mọi người đều trống rỗng đứng máy một vị đế giả vẫn lạc còn lặng yên không một tiếng động như thế không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào nói chết là chết một chút lời cảnh báo cũng không có đối với đông lâm nhất mạch mà nói đây chính là sự hủy diệt và tai kiếp to lớn hắc thạch đế chết vội vã không kịp chuẩn bị trước như thế đến mức bọn hắn vốn không kịp đưa ra bất kỳ phương án dự trù nào chân tướng đôi bên bị phơi bày ra trong chớp mắt, mới phát hiện ra da dao của mình chỉ có chuôi mà không có lưỡi. Thế này còn nhảy nhót kiểu gì nữa? Lui! Lý tử dị ngay lập tức tế ra mệnh hồn chi thư, chọn đào tẩu. Nhưng đám người phương chi ly khổ chu há có thể bỏ qua cho hắn vào thời điểm này. Lâm Bắc Thần lại há có thể tha cho hắn chạy thoát. Kẻ nào phản kháng phải chết Lâm Bắc Thần hét to. Ánh mắt lướt qua, ẩn chứa uy nghiêm không ai dám đối mặt. Đến cả Lý Tử Di, trong chớp mắt đó, tay đang nâng bệnh hồn chi thư cũng bị dọa sợ đến mức đứng yên tại chỗ không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào dập tắt tâm tư muốn trốn thoát tứ đại thiên vương đồng loạt xuất thủ đám người lý tử di lý quang ngu và trịnh tân lộc nhanh chóng biến thành tù nhân đông lâm nhất mạch binh bại như núi đổ dưới uy thế giết đế của lâm bắc thần không còn kẻ nào dám chống cự một đợt tai kiếp như trận lửa sớm lông mày cứ thế kết thúc một cách hoang đường lẫn ly kỳ rèm to được kéo lên kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu được một chút xíu đoạn cao trào trong tưởng tượng còn chưa kịp diễn, đông lâm nhất mạch đã nhanh chóng sụp đổ. Thế cục được kiểm soát, tình huống hỗn loạn cũng nhanh chóng bình ổn trở lại. Chỉ cần không có bất kỳ thế lực ngoại lai nào nhúng tay vào, trung học hồng kỳ thôn Liễu Hà, thành phố Ngọc Môn mãi mãi không thể nào chơi lại thanh hoa bắc đại. Sau khi hắc thạch đế vẫn lạc, đông lâm nhất mạch cùng với đám ô hợp rối loạn của bọn, hắn, ở ngay trước mặt tứ đại thiên vương của học viện cầu chi, chỉ có nước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vốn không thể khơi dậy nổi ý chí chiến đấu huống chi còn có một trần bắc lâm giết chết đế ra ở bên cạnh đang nhìn chằm chặp đúng thế tất cả mọi người đều đổ cái chết của hắc thạch đế quy kết thành do lâm bắc thần ra tay mọi người luôn luôn tình nguyện tin vào tất cả những điều mà chính mắt mình nhìn thấy tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy lâm bắc thần khoát tay một cái phá thể vô hình kiếm khí trực tiếp đánh bay hắc thạch đế mặc dù không thể đánh xuyên thủng qua nhục thân xác thịt của hắc thạch đế nhưng chắc hẳn đã tác động lên tinh thần và hồn phách ưu thế lớn nhất của người đọc sách chính là suy diễn. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi một chén trà đó, đám người đọc sách ưu tú, nhất tinh hệ lệ trí đã điên cuồng suy diễn ra rất nhiều kịch bản khác nhau. Mà kịch bản trong đó tương tự có thể giải thích rõ hiện trạng hiện giờ nhất chính là, mặc dù phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần va đập lên nhục thể, nhưng lại có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Mà Hắc Thạch đề xuất thân thánh thể đạo hiển nhiên sao có thể am hiểu chuyện ứng phó, với đòn công kích vào tinh thần và linh hồn cho được. Đáng sợ thật, Trần Bắc Lâm kinh khủng quá giết chết đế giả từ nay về sau còn có ai dám đối địch với tần liên thần nữa phía sau nàng là một tên sim giết chết đế giả đi theo kè kè phong ba trên vấn đạo sơn nhanh chóng lắng xuống những kẻ tham gia vào cuộc bạo động này toàn bộ đều bị phong ấn tu vi nhốt lại là thánh địa lớn nhất của tiến sĩ đạo ở tinh hệ lệ trí ngoại trừ việc dạy đọc sách giáo dục con người thì thủ đoạn bài trừ phe đối lập cũng không kém nên phòng giam tuyệt đối đủ nhất hoàn hảo dung nạp ước chừng hơn bốn tên loạn đảng đông lâm trừ việc đó ra đám người mộ dung quất và thi ân cũng có biểu hiện mờ ám trước đó phe trung gian bất cứ lúc nào cũng bị người khác xem thường vậy nên mặc dù bọn hắn không bị bắt giữ nhưng cũng bị yêu cầu cấm túc tại trụ sở của mình chưa cho phép thì tuyệt đối không được rời khỏi trụ sở nửa bước yêu cầu vừa khoa học lại hợp lý thế này đều được đám người mộ dung quất chủ động phối hợp và tuân thủ dù sao tất cả mọi người đều là người văn minh mà cùng lúc đó toàn bộ khu vực vấn đạo sơn bị học viện cầu chi trực tiếp phong ấn phong bế chỉ được phép vào mà không được phép ra. Cứ thế, tin tức không thể truyền đi được trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì đối với học viện cầu chi mà nói, giải quyết hắc thạch đế chỉ là bước đầu tiên giải quyết phiền phức to. Bước thứ hai, là làm sao lấp đầy chỗ chống lực lượng khổng lồ thời đại hậu không sơn ánh tuyền. Học viện cầu chi, văn phòng hiệu trưởng. Cái gì? Lâm Bắc thần bị dọa đến mức ly trà trong tay sắp rơi xuống mặt đất, thư đế bệ hạ muốn gặp ta. Hắn nhớ rõ ràng sáng sớm hôm nay thức dậy đã đánh răng rồi, Bây giờ đang ngồi trong văn phòng phòng giáo vụ của học viện cầu chi uống trà, đột nhiên nghe tin không sơn ánh tuyển thư đế muốn gặp mình, lập tức hắn cho rằng thư đế ở dưới cửu tuyển gửi lời mời đến cho mình. Lão nhân gia này không phải đã ngủ rồi à? Không phải như thế đâu, đừng hiểu lầm phương chi ly khổ chu vội vàng giải thích, chỉ là trước đây thư đế bệ hạ vì đỡ phải một nhát dao của hắc thạch đế, dẫn đến vết thương cũ tái phát, giả chết chữa thương trong thư giới mà thôi. Trịnh Tân Lộc không biết chân tướng hắn lao ra lớn tiếng hô hào tin giả chỉ vì phối hợp với đám nghịch tặc đông lâm cha con lý thị để làm dao động lòng người các phương mà thôi lâm bắc thần thở phào một hơi cùng lúc đó trong lòng hắn cũng không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt đồng tình thay cho hắc thạch đế hóa ra cái gọi là song đế đều đã chết cuối cùng chỉ có một mình hắc thạch đế nằm lên ván gỗ đóng nắp quan tài mà thôi thư đế người ta vẫn còn thở được kia kìa một lát sau đi theo bước chân của phương chi ly lâm bắc thần đến nơi sâu bên trong học viện cầu chi phía trước có một cây cầu bên kia đầu cầu là một quyển sách một quyển sách to lớn lơ lửng giữa không trung bìa trong màu trắng quyển sách trôi nổi lên xuống tựa như lục bình trong nước là cây chuyển động xào sạc phát ra âm thanh vui vẻ thoải mái làm người ta không nhịn được sinh ra một loại xúc động mãnh liệt muốn móc ra một quyển sách giáo khoa dày cả nghìn chữ ngay tại chỗ phương chi ly giải thích quyển sách này chính là dị không gian tiểu thế giới xây dựng từ bí thuật châm ngôn của tiến sĩ đạo nó chứa đựng bảo tàng tri thức lớn nhất tiến sĩ đạo nhất mạch từ xa đến nay, được xưng là thư giới. Chỉ có người được thư giới đồng ý mới có thể tiến vào bên trong đó. Lời còn chưa kịp dứt, thì đã nhìn thấy đầu cầu đá phía trước hiện lên vầng sáng trắng nõn lấp lóe. Tỷ muội kiều thực thực và kiều bích dịch bước ra từ trong thư giới. Sau đó lại trông thấy hơn 10 vị đạo sư của học viện cầu chi, đi theo ở phía sau, top 5 top 3 đi ra theo. À chuyện này, lâm bắc thần mở to hai mắt mà nhìn vốn cho rằng không phải người nào cũng có thể nhận được sự đồng ý của thư giới, nhất định phải là kiểu thiên chi kiêu tử, nhân vật chính tuyệt đối, thần kỵ sĩ, nam tế ti, giết chết đế giả, toàn thân tỏa ra hào quang nhân vật chính, như mình mới có thể nhận được sự chấp nhận mà tiến vào bên trong. Không ngờ là, không thể không cảm thán, sự tán đồng của thư giới này đúng là rất tùy tiện, giống như một cha nữ vậy, ai cũng có thể tiến vào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. À. Trần ca ca, ngươi tới rồi kiều bích dịch rất là hoạt bát, vừa nhìn thấy lâm bắc thần thì lập tức hai mắt tỏa sáng, nhảy nhót chủ động tiến đến đón chào. Bây giờ nàng vẫn cứ như đang sống trong mơ vậy, đi đường mà cứ như đang bước trên mây, bước cao bước thấp. Ai mà có thể ngờ được, loại học cha như nàng vậy mà lại có thể nhận được sự chấp thuận của thư đế, trở thành đệ tử môn hạ chứ. Đối với kiều bích dịch mà nói, đây là chuyện tốt mà trước đây nàng có nằm mơ cũng không dám mơ thấy. Cho đến tận bây giờ nàng cũng không hiểu, nguyên nhân trong đó là gì những nàng là một thiếu nữ có suy nghĩ rất đơn giản không biết thì sẽ không nghĩ đến nữa cứ hưởng thụ thôi là được rồi lâm bắc thần sờ lên đầu kiều bích dịch nói cơ hội khó có được sau này phải học tập cho giỏi đấy mau mau trưởng thành nữa cần ngươi nói chắc kiều bích dịch ưỡn bộ ngực đầy đạn của mình lên tỏ vẻ mặt ngạo kiều đương nhiên nàng phải học tập thật giỏi rồi dù sao nếu có thể làm học bá ai lại nguyện ý làm học cha mãi kia chứ trần đại thiếu mời Phương Chi Ly khổ chu dẫn đường ở phía trước, bước chân lên cầu đá, chưa bước vào chỗ vầng ánh sáng màu trắng nõn kia thì đã tiến vào trong thư giới rồi. Lâm Bắc Thần theo sát ở phía sau, hắn bước chân lên cầu đá, cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang tràn ngập trong cảm giác mềm mềm nhũn nhũn, rất là kỳ lạ, giống như lòng dạ của mỹ nhân khiến người ta say mê, nó cũng không hề có tí bài xích nào đối với hắn. Trong chớp mắt khi sắp đi xuống cầu, ánh sáng màu trắng nhũ chợt lóe lên, cảnh tượng trước mắt thay đổi cảm giác mất trọng lực do truyền tống lướt qua trong chớp mắt. Đợi đến khi tầm mắt khôi phục trở về bình thường, tia sáng trắng như tuyết trước mắt. Đó là loại tia sáng mặt trời rất tự nhiên, không chói mắt nhưng lại là ánh sáng sáng nhất, trong toàn bộ tầm mắt đều là sách. Cả một biển sách không nhìn thấy nổi bờ. Sách nhiều vô cùng vô tận. Sách trồng chất như núi. Khắp nơi đều là sách. Ở phía xa xôi hơn thì là một loạt giá sách khổng lồ. Nhiều quá, lít nha lít nhít, nối liền trời đất giống như là từng tầng từng tầng lầu cao ngất sắp xếp chỉnh tề bên trong tiểu thế giới liên miên không dứt như rừng rậm lại như dãy núi nối dài không trông thấy bờ bến mà ở cách đó trăm thước ở phía trước trên một ngọn núi sách nhỏ bày biện một chiếc ghế nằm một thiếu nữ tóc dài màu xanh lá thân hình không cao mang dáng vẻ rất yếu ớt ngồi trên ghế nằm trên người che kín bằng một tấm thảm màu vàng đang nhìn về phía lâm bắc thần vị này chính là không sơn ánh tuyển thư đế sao người cũng như tên đích thật là thiếu nữ, chỉ ít nhìn vẻ bề ngoài rất trẻ trung. Nhưng số tuổi thật sự rốt cuộc là bao nhiêu sẽ rất khó nói. Dù sao cường giả đế cấp muốn giữ gìn vẻ ngoài thật sự là chuyện rất đơn giản. Phương Chi Ly khổ chu đứng ở bên cạnh, biểu cảm thần thái đều vô cùng tôn kính. Lâm Bắc thần dẫm lên ngọn núi sách nho nhỏ, chắp tay hành lễ, gặp mặt thư đế bệ hạ thiếu nữ tóc dài màu xanh lá rất suy yếu, mỉm cười, nói không ra hơi, ngồi đi một chiếc ghế bằng ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc thần. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, nói, bệ hạ, ngươi không chết à Phương Chi Ly khổ chu vừa nghe thấy thì chân mày hơi giật giật, ngươi đúng là biết nói chuyện ghê. Hắn xoay người cao từ, rời khỏi ngọn núi sách này. Toàn bộ bên trong thư, giới chỉ còn lại hai người Lâm Bắc Thần và không sơn ánh tuyển thư đế. Không sơn ánh tuyển dùng ánh mắt vừa hiếu kỳ lại phức tạp đánh giá Lâm Bắc Thần. Nàng rõ ràng là dáng vẻ của thiếu nữ, nhưng ánh mắt vậy mà lại khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy hiền hòa. Điểm quan trọng là trong ánh mắt hiền hòa còn có chút gì đó, không thể nhận ra tôn kính. Thư đế tôn kính mình ư. Trong đầu lâm bắc thần xẹt qua một luồng sáng, chẳng lẽ bởi vì mình đã chơi chết hắc thạch đế sao? Lần này, ngược lại thật sự cảm tạ ân tình lâm đại soái ra tay giúp đỡ. Nếu không, tiến sĩ đạo nhất mạch chúng ta, chỉ sợ sẽ gặp đại nạn không sơn ánh tuyển thư đế mở miệng, tiếng nói trong trẻo, nhưng lại không hiện vẻ non trẻ, trái lại còn có chút gì đó hơi thở thư quyển thanh bạch. Vừa mở miệng đã bóc trần thân phận của lâm bắc thần, rõ ràng là đã biết chuyện đội quân kiếm tiên. Lâm Bắc Thần ngồi ngay ngắn trên ghế ngọc thạch, nói, chỉ là thuận tay mà thôi. Rất khiêm tốn. Không Sơn Ánh Tuyền mỉm cười, nói, nghe Phương Lão nói, bên cạnh người còn có một vị hồng nhan chi kỷ, muốn cầu. Học ở học viện cầu chi. Hở. Chuyển sang đề tài này tự nhiên quá đấy. Không hồ là người đọc sách, đọc đến mức lên đứng đầu. Lâm Bắc Thần biết người nàng nhắc đến chính là nhạc hồng hương, lập tức gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng là có chuyện như thế. Không Sơn Ánh Tuyền nói một cách yếu ớt, chậm rãi trừ phi tham gia được triệu tập dự thi học viện cầu chi không thu học trò bên ngoài nhưng lâm đại soái đã có ân tình lớn như trời giúp học viện cầu chi xoay chuyển tình thế bằng hữu của lâm đại soái chính là bằng hữu của học viện cầu chi có thể phá lệ quý hữu đến lúc nào cũng được xem kìa đây mới thật sự là người đọc sách học vấn đạt đến mức uyên thâm nhân tình luyện tấu thành văn chương đây mới thật sự là thông tình đạt lý có được không lâm bắc thần vội vàng đáp Vậy đa tạ bệ hạ không sơn ánh tuyển nói thêm vài câu, mà hơi thở đã hơi hỗn loạn, dừng lại chốc lát rồi nói tiếp. Ngoài ra, chấm còn có một yêu cầu quá đáng, mong lầm đại soái có thể thương lượng. Suy nghĩ lâm bắc thần hơi động lòng, nói, bệ hạ, mời nói không sơn ánh tuyển nói, bởi vì chấm cưỡng ép đột phá tổ cảnh, muốn thăm dò điều huyền bí ở tổ cảnh, nhưng lại vì căn cơ chưa đủ, học vấn không đủ, dẫn đến bị phản phệ, cảnh giới giảm lớn. Lại thêm ngày hôm trước cưỡng ép đỡ một đao toàn thịnh của hắc thạch đế, dẫn đến vết thương cũ tái phát, bây giờ đã không còn sống được bao lâu nữa. Sau khi chấm mất đi, học viện cầu chi lại không có đế cảnh tọa chấn, chỉ sợ sẽ lâm vào tình thế bấp bênh. Nên chấm cố ý muốn giao chức vụ viện trưởng học viện cầu chi, ủy nhiệm cho lâm đại soái. Không biết lâm đại soái có thể chịu thiệt hay không? Cái gì? Lâm Bắc thần nghe thế, thật sự hết cả hồn. Để cho một tên học cha, một tên vũ phu đến từ bên ngoài tinh hệ là, ta làm viện trưởng thánh địa tiến sĩ đạo, Lâm Bắc Thần nói, bệ hạ, vết thương cũ của người. À không, có phải người nói sai rồi không? Ban đầu hắn định hỏi vết thương cũ, của người có phải nằm ở đầu không sau đó lại cảm thấy như thế không lễ phép quá, quay xe vào thời khắc mấu chốt. Không sơn ánh tuyển cũng lơ đễnh, tiếp tục thuyết phục, nói, Lâm Đại Soái có thực lực đế cảnh, lại có chiến tích giết chết hắc thạch đế. Các đại học viện học phủ trên dưới tình hệ lệ trí không người nào không phục. Cũng chỉ có người trở thành tân viện trưởng mới, có thể chấn áp được hạng người dã tâm bừng bừng kia vì thế ngươi tọa trấn nơi này, không còn gì thích hợp bằng. Lâm Bắc Thần nghe thế, vẫn còn do dự. Mấu chốt là hắn, cũng không phải người tình nguyện chìm trong đống sự vụ thường nhật vô cùng vô tận. Điều này, chỉ cần là đám xã sức chịu đủ 996 nghiệp tưởng dày vò trên địa cầu, tin là nó đã thấm sâu vào trong người. Đến cả đội quân kiếm tiên, hiện cũng do đám người Vương Trung và Châu Thiên Vận đang quản lý. Cái được gọi đại soái là hắn vẫn luôn vung tay trưởng quỹ, không khác gì linh vật cả nhận lấy cục diện dối rắm thế này của học viện cầu chi chẳng phải là sẽ bị phiền chết hay sao những ý nghĩ này của lâm bắc thần nếu bị người khác biết được chỉ sợ là sẽ kinh sợ đến nôn ra máu chửi một câu tiện nhân giả mồm cha con lý thị đông lâm nhất mạch còn có đám đại thư sinh đại tiến sĩ giã tâm bừng bừng hao tổn hết tâm cơ muốn có được bảo tọa lâm bắc thần lại còn tỏ vẻ mặt ghét bỏ không tình nguyện nhận lấy điều này đúng là hạn thì bạn đến chết lụt cũng lụt tới chết rồi lại nghe thấy không sơn ánh tuyển thư để tiếp tục nói tiếp. Ta biết việc Lâm Đại Soái không thích nhất chính là câu nệ, chìm trong đống sự vụ chi chít kia. Nên Lâm Đại Soái xin cứ yên tâm, ngươi chỉ cần treo hàm là được, đưa ra quyết định chuyện đại sự. Còn những sự vụ ngày thường thì đã có bốn người phương chi ly khổ chu làm, đợi đến khi học viện cầu chi có hậu bối trưởng thường. Ví dụ như đệ tử ta mới nhận là tần liên thần bước vào đế cảnh, có thể gánh vác được chức trách to lớn thì lại ủy nhiệm vị trí viện trưởng cho nàng, cũng được đề xuất tên của tần liên thần chẳng khác nào đang chỉ rõ rồi. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cũng rất nhanh hiểu rõ dụng tâm của thư đế. Thư đế này rõ ràng là đang trải đường cho tần chủ tế. Bây giờ tần chủ tế tu vi chưa đủ, uy vọng cũng không đủ, hiển nhiên không thể nào trực tiếp nhậm chức vị trí viện trưởng. Mà tứ đại thiên vương phương chi ly khổ chu thì uy vọng đủ, thực lực cũng có thể xem như ngay dưới đỉnh phong đế cảnh ở tinh hệ lệ trí, nhưng tiềm lực cũng đã hao hết, không thể nào tiến thêm về phía trước nữa, nhìn lại từ một mức độ nào đó, cũng khó mà nhận được chức trách to lớn. Vì thế mới khiến thư đế nhắm đến trên người mình. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữ lên, xoa mi tâm. Hắn động lòng rồi. Dù sao cũng là một vị đế giả đau khổ thuyết phục ở ngay trước mặt hắn. Trực tiếp từ chối sẽ khiến người ta rất mất mặt. Hắn lại đang nghĩ, trở thành viện trưởng sẽ có được cái lợi gì. Có thể chấp trưởng thánh địa tiến sĩ đạo, tuyệt đối đủ ngầu. Trên thực tế, các chỗ lợi chắc hẳn cũng không ít. Huống chi, nếu là trải, đường cho tần chủ tế, vậy cớ gì không làm kia chứ? Bây giờ toàn bộ tinh hệ lệ trí, đều biết mình là đệ nhất xin bên cạnh tần chủ tế, vậy chắc hẳn sẽ tiếp tục còn xin nữa. Cùng lắm thì vào lúc không có ai, để tần chủ tế xin lại là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, lâm bắc thần triệt để hạ quyết tâm. Trước tiên có thể kiêm chức, đợi đến khi tần chủ tế trưởng thành, trực tiếp giao chức vị viện trưởng này lại, truyền cho tần chủ tế. Đây là một vụ làm ăn rất có lời. Nếu viện trưởng đã mở lời mời thịnh tình như thế, vậy tại hạ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận lâm đại thiếu dở giọng rất thận trọng, rất trà xanh ra. Không sơn ánh tuyển gật đầu, cười cười. Nếu vậy, đa tạ lâm đại soái Để cảm tạ, chỗ ta có chuẩn bị một phần lễ mọn, mong người vui vẻ nhận lấy ngay khi giọng nói của nàng vừa dứt một chiếc hộp ngọc màu trắng ngà trông, như một quyển sách ánh sáng bạc nhàn nhạt lấp lánh hiện ra từ hư không, chậm rãi bay đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Đây là... Lâm Bắc Thần nhận lấy hộp ngọc, nhìn về phía đối phương không sơn ánh tuyền mỉm cười giải thích nói bên trong hộp này chính là một viên nguyên huyết đế cảnh vào một nghìn năm trước trẫm tình cờ có được vật này bởi vì hệ thống tu luyện và thể chất của bản thân nên không thể nào luyện hóa sử dụng được vì thế ta vẫn luôn cất giữ nó hôm nay gặp được lâm đại soái viên nguyên huyết đế cảnh này cũng xem như có thể vật dùng đúng chỗ rồi nguyên huyết đế cảnh lâm bắc thần nghe vậy trái tim điên cuồng nhảy lên hắn mở hộp ngọc ra chỉ thấy trong đó có một viên huyết trâu màu vàng kim nhạt lớn cỡ hạt đậu tằm lẳng lặng lơ lửng bên trong hộp ngọc trước đây tại khu vực liên minh hỗn loạn một cái trong mắt của cường giả đế cảnh là có thể hóa thành một vầng mặt trời chiếu rọi cả một mảng tinh không mang đến ánh sáng vô hạn còn nguyên huyết lại càng quý giá hơn mắt nhiều nguyên huyết ở cấp bậc này có thể nói là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu lâm bắc thần nằm mơ cũng không ngờ tới mình vậy mà may mắn đến thế dễ dàng có được một viên nguyên huyết đế cảnh cái này đúng là vừa ngủ gà ngủ gật đã có một mỹ nhân tự tiến cử cho cái chiếu. À chuyện này, Lâm Bắc Thần lại lần nữa giở giọng trà xanh nói, có hơi quý giá quá rồi. Không Sơn Ánh Tuyền nở nụ cười vô cùng hiền hòa, nói, nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Đại Soái, bây giờ toàn bộ học viện cầu chi đều đã là đồ chơi của Hắc Thạch Đế rồi. Một viên nguyên huyết này nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay hắn, huồng hồ bên trong nguyên huyết đế cảnh ẩn chứa nguồn năng lượng quá mức khổng lồ, không phải là người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng thì sẽ không thể nào luyện hóa được nên lâm đại soái không cần phải khiêm tốn nữa đâu nếu đã vậy cung kính không bằng tuân mệnh lâm bắc thần đứng lên hành lễ vô cùng trang trọng sau đó hắn mới nhận lấy viên nguyên huyết đế cảnh này có được nó hóa khí quyết của mình liền có thể tiến thêm một bước mà ràng buộc tiên thiên khi từ tinh vương tiến vào tinh quân cũng có thể tùy đó mà bị phá vỡ chuyện này hắn cũng không thể cười đùa tí từng được nữa ngày sau thật sự phải gánh lấy trách nhiệm to lớn che chở cho học viện cầu chi không sơn ánh tuyển thấy thế cuối cùng cũng âm thầm thở vào một hơi hết lời ngon ngọt cuối cùng cũng trói được người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng này lên chiến xa học viện cầu chi rồi ngày sau mặc kệ có chuyện gì xảy ra học viện cầu chi cuối cùng cũng đã có chỗ dựa to lớn người khác không biết lâm bắc thần có cảm tưởng như thế nào nhưng thư đế thì lại biết được không nói đến việc phương chi ly khổ chu vô tình hay cố ý nhắc nhở vào lúc nàng đang đột phá tổ cảnh tại một phương thiên cơ thăm dò được trong nghìn vạn quang âm đã đủ để khiến nàng hãi hùng khiếp vía không dám mảy may khinh thường lâm bắc thần rất nhiều người đều không biết tại sao nàng lại muốn thu nhận học tra kiều bích dịch là một trong số các đệ tử quan môn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa kiều bích dịch và lâm bắc thần nhưng phàm là người thân cận với lâm bắc thần tiền đồ tương lai cũng sẽ không kém thư đế thăm dò đến nghìn vạn quang âm tất nhiên cũng biết được bí mật to lớn khí vận trên người lâm bắc thần nồng đậm ra sao người bình thường chỉ cần có thể làm bạn với hắn dù chỉ là bằng hữu thông thường cũng có thể chia sẻ khí vận nghịch thiên đó nếu là trí hữu thì khí vận có được càng khó có thể tưởng tượng lên như diều gặp gió nghe nói thi thể của hắc thạch đế kia đã rơi vào trong tay của lâm đại soái không sơn ánh tuyển thư đến lại hỏi tiếp lâm bắc thần gật đầu thừa nhận không sơn ánh tuyển thư Đế nói có thể để chấm xem qua không thi thể thì có gì mà xem chẳng lẽ muốn nhìn thứ dáng vẻ sau khi chết của đối thủ cũ hay sao trong lòng lâm bắc thần nghĩ thế không thèm vờ moi móc lục lọi gì mà triệu hoán ra thi thể của hắc thạch đế từ trong không gian lưu trữ trực tuyến sun lây bày ở trước mặt thời gian chết đi đã lâu như thế mà vẻ mặt của hắc thạch đế vẫn giữ vẻ an tường như cũ chỉ là mãi cứ duy trì tư thế ngồi xếp bằng lâm bắc thần đã thử tách ra thử nhưng sự thật chứng minh thi thể của đế giả cũng là đế giả cứng chắc đến đáng sợ lâm bắc thần hao hết sức lực cũng không tách được hai chân của hắc thạch đế ra nhìn thấy thi thể của hắc thạch đế biểu cảm của không sơn ánh tuyển thư đế trở nên nghiêm túc hơn mấy phần nàng chậm rãi nâng thi thể ngồi thẳng dậy ngón tay khẽ cử động đang viết cái gì đó lên không trung trong nháy mắt ngay sau đó từng con chữ màu bạc nhàn nhạt, nhạt tựa như xiềng xích chạy ra từ đầu ngón tay của nàng gào thét xông ra quấn lên trên thi thể của hắc thạch đế trông như con nhắn nhỏ màu bạc sau khi cuộn quanh người mấy vòng rồi chui tọt vào trong lỗ mũi thi thể hắc thạch đế. Má ôi! Đây là đến chết rồi còn định ngược đãi thi thể à? Một nữ tử điểm đạm nho nhã vậy mà lại có nội tâm cuồng dã đến thế. Đây rốt cuộc là nhân tính vạn vẹo hay là không có đạo đức đây? Lâm Bắc Thần không nhịn được mà thầm oán trong lòng. Nhưng không ra mặt ngăn cản. Sau một lúc, sắc mặt không sơn ánh tuyển thư đế càng trở nên tái nhợt. Ngón tay nàng khe run rẩy nhưng vẫn kiên trì thi triển xong bí thuật. Con rắn nhỏ màu bạc cuối cùng cũng chui ra khỏi thi thể của Hắc Thạch Đế, quang mang ảm đạm chui về lại trong lòng bàn tay của nàng. Đúng là đã chết không sơn ánh tuyển thư đế thở dồn dập, nói, chỉ là tử trạng thế này cũng quá kỳ lạ rồi. Nhục thân bên ngoài vô cùng hoàn hảo, không hề có một vết thương nào, tinh thần thì đã hoàn toàn tiêu tan vào hư vô. Chỉ sợ là khi hắn chết cũng không hề hay biết cái chết đã bao phủ. Hóa ra là nàng đang xác nhận là Hắc Thạch Đế có tử vong thật hay không. Sự cẩn trọng thế này, đúng là rất cần thiết bởi vì trong vũ trụ hồng hoang này đế giả rất khó chết đi sức sống của sinh vật đế giả đúng là vô cùng quá cường đại tràn đầy có đôi khi trông như đã tử vong thật ra đang ẩn chứa một tia hy vọng sống một khi gặp được kỳ tích thích hợp thì rất có thể được khải tử hoàn sinh lâm bắc thần kịp phản ứng lại không sơn ánh tuyển thư đế đang muốn tốt cho mình chẳng qua nàng không hề hay biết thật ra mình đã bật hạc xác nhận từ sớm rồi nhịp thở dần hồi phục trở lại không sơn ánh tuyển thư đế tò mò hỏi lâm đại soái rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để giết chết được hắc thạch đế rất rõ ràng loại thủ đoạn thế này đối với nàng mà nói là đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết thuộc về siêu đề cương lâm bắc thần nghĩ nghĩ rồi trả lời hạ độc trong rượu chuyện này cũng không có gì phải mất mặt dù sao lúc đó cũng là do chính hắc thạch đế tự mình nhất định muốn uống thế gian này đúng thật có kịch độc có thể độc chết đế giả nhưng theo ta được biết hiệu quả và triệu chứng tử vong của hắc thạch đế đều không giống không ngờ đến lâm đại thiếu vậy mà cũng là một vị cao thủ dùng độc không sơn ánh tuyển thư đế, cảm khái, là đế giả tiến sĩ đạo, hiểu biết rõ đối với rất nhiều tri thức trong vũ trụ hồng hoang này, có thể nói là trình độ tuyên bác đến mức trước nay chưa từng có, nhưng lại không ngờ rằng còn có loại độc nằm, ngoài tri thức của nàng có thể dễ dàng giải quyết một cường giả thánh thể đạo như thế. Thật ra, Hắc Thạch đế này cũng là một kẻ mệnh khổ không sơn ánh tuyển thư đế, thở dài một hơi rồi nói, người này khi trước cũng đến từ bên ngoài tinh hệ Lệ Trí, trời sinh dị chủng chính là huyết mạch phá hạn cấp thiên phú tu luyện cực cao nhất là tại huyết mạch đạo thứ nhất luyện thể đạo có thiên phú không gì sánh kịp khi đó hắn tiến vào tinh hệ lệ trí có thể nói là ý chí hừng hực nảy sinh cảm mến lẫn nhau với nữ thủ tịch thư sơn lúc đó là kiều diệu y tình cảm rất sâu đậm có thể nói là một đối kim đồng ngọc nữ chỉ bởi vì hắn quá bốc đồng mấy lần xảy ra xung đột với mấy kẻ theo đuổi kiều diệu y dần dần khiến các thư sinh toàn bộ tinh hệ lệ trí bất mãn trong việc tranh đấu riêng phần mình còn sử dụng chút thủ đoạn, đến mức người này dần dần trở thành kẻ địch bị nhắm tới của các đại học viện. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio Hổ. Bắt đầu kể chuyện xưa rồi hả? Lâm Bắc thần vảnh tay cẩn thận lắng nghe. Hóng chuyện có ai mà không thích? Kể đó liền nghe không sơn ánh tuyển nói tiếp, kẻ thời đó âm thầm ra tay, tính kế hắc thạch đế, dẫn đến não có tật, bị tinh thần phân liệt, vào lúc bệnh phát tác khó phân biệt được địch ta, giống như vì uống rượu quá mức mà mất trí nhớ. Vào một lần hiểu lầm, hắn đã tự tay làm kiều diệu y bị thương nặng. a, à, lâm bắc thần thần kinh hô trong lòng. hóa ra cái gọi là nhiệt duyên mà lúc trước hắc thạch đế nói, đúng ra là có chuyện như thế. kiều diệu y khi đó cũng là dễ tình khó dứt đối với hắc thạch đế, dù là đã trọng thương đến gục ngã nhưng vẫn cầu xin chấm bỏ qua cho hắn, đồng thời che giấu chân tướng sự thật, đồng thời đảm bảo một mạng cho hắn. tất cả mọi người đều cho rằng kiều diệu y chết bởi kẻ thù gia tộc tính kế. thật ra, hải, hắc thạch đế bị trục xuất khỏi tinh hệ lệ trí sau này nhận được sự ưu ái của tộc hoang cổ thay máu biến chủng trở thành một thành viên của tộc hoang cổ hắn vẫn luôn muốn báo thù thật tình lại không biết hung thủ độc ác giết chết người yêu chính là chính hắn bây giờ cũng xem như đã được giải thoát ngươi có thể hạ độc chết hắn nhẹ nhàng như thế nếu ta đoán không nhầm độc của ngươi chắc hẳn nhắm vào tinh thần lực của hắn lặng im không một tiếng động làm nổ tung bệnh cũ trong thế giới tinh thần của hắc thạch đế đây cũng là vận mệnh đã chú định sẵn cho hắn từ sớm nhỉ nói một hơi rất nhiều lời, thư đế lại bắt đầu thở dốc. Rất rõ ràng, tình trạng của nàng thật sự đã rất tệ. Kiểu Diệu Y kia rất thân quen với bệ hạ sao? Lâm Bắc Thần là một quần chúng ăn dưa hợp cách tự nhiên biết đặt câu hỏi, vào thời điểm thích hợp, mới có thể dẫn dắt đối phương tiếp tục chia sẻ câu chuyện bát quái được. Nàng là một trong số ít bằng hữu của ta. Trên gương mặt không sơn ánh tuyển hiện lên vẻ tưởng niệm. Kế đó nàng đổi đề tài, nói, có lẽ Lâm Đại Soái vẫn chưa biết, thể xác hoàn chỉnh của đế giả là bảo vật nghịch thiên cỡ nào, trong tay đại soái liệu có thể điều khiển được pháp vật này chăng? Hả? Lâm Bắc thần giật mình, nói, không biết, xin bệ hạ chỉ điểm không sơn ánh tuyển thư đế hơi suy tư rồi nói, cỗ thi thể này của hắc thạch đế, tinh thần đã diệt, nhục thân vĩnh tồn, hán đao kiếm khó lòng xâm phạm, thủy hỏa bất xâm, có thể sánh với bất kỳ bảo cụ luyện kim nào khác. Chỉ cần người tìm được pháp môn điều khiển, luyện chế thành một cỗ phân thân cho mình, thế là người sẽ có chiến lực đế cảnh trong nháy mắt luyện chế phân thân. Hai mắt lâm bắc thần tỏa sáng. Còn có thao tác thế này sao? Hắn càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Một phân thân đế cấp, phối hợp với năng lực máy ảnh ma thuật, có thể biến hóa thành những người khác nhau, làm ra vẻ rất nhiều chuyện vô pháp vô thiên, vậy đúng là quá biến thái. Suy nghĩ cẩn thận hơn chút là sẽ thấy hưng phấn đến mức run rẩy. Thua thiệt lúc trước hắn vẫn còn nhớ, vớ vét làm sao, lục soát tìm bảo bối trên người thi thể, không để mắt đến giá trị của bản thân cô thi thể này gần như đã làm ra chuyện ngu ngốc lấy hùi bỏ ngọc tại hạ cũng không hiểu rõ luyện hóa phân thân chi thuật lâm bắc thần vô cùng mong chờ nhìn về phía thư đế nói không biết bệ hạ có thể chỉ giáo hay không không sơn ánh tuyển thư đế cũng không thừa nước đục thả câu nói đúng thật là ta có nắm giữ thuật này nàng truyền thụ cho lâm bắc thần một loại thuật thân ngoại hóa thần ngay tại chỗ kỳ diệu thật lâm bắc thần nghe xong cao giọng sợ hãi thán phục lâm bắc thần nghe hiểu rồi sao không hề là một học cha, thời thời khắc khắc hắn đều xứng với thân phận này của mình. Thư đế chuyện thụ bí thuật, há có thể mang ý nghĩa tầm thường. Có lẽ chỉ có yêu nghiệt như tần liên thần, mới có thể nghe một lần đã hiểu và đồng thời lĩnh hội được. Dù sao nàng đã có thể đánh một trận với đối thủ đã học được bí thuật của đối thủ, rồi. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không đến mức hoàn toàn nghe không hiểu gì cả. Một phần nghĩa lý sâu kín trong đó hắn không nghe hiểu được, uy lực ứng dụng phân thân lại nghe hiểu được một chút. Cái gọi là phân thân, không phải chế tạo nên một cái mới dành cho mình từ không khí, mà là khống chế một cỗ thân thể mới. Tu luyện phân thân thần thông, vấn đề lớn nhất nằm ở khởi nguồn của cỗ thân thể mới đó. Nói chung, chiến lực và đẳng cấp của phân thân càng phải mạnh hơn so với bản ngã, hoặc chí ít là có một chút định vị thân phận đặc thù, mới có thể luyện chế ra phân thân. Những nguồn gốc của thân thể mới là điểm khó nhằn to lớn, cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian và tâm huyết để chế tạo, mà cường giả võ đạo chân chính cũng sẽ không tiêu tốn thời gian tinh lực và tài lực to lớn để đi làm cái chuyện làm chậm trễ bản ngã tu luyện này, cứ như cởi quần đánh giấm cuối cùng sẽ bị người khác nhạo báng. Nói tóm lại một câu, người bình thường luyện chế phân thân sẽ được không bị mất. Nhưng đối với người sở hữu một cỗ thể xác hoàn mỹ đế cảnh như Lâm Bắc Thần mà nói, thì nó có thể xem như chuyện thuận tay mà làm thôi. Đại soái đã lĩnh ngộ được rồi. Không sơn ánh tuyển thư đế bị chữ kỳ diệu kia đà động, trong lòng hơi kinh ngạc, hỏi. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ gật đầu. Lĩnh ngộ được 8 phần 10 rồi. Đa tạ bệ hạ ban thưởng thần thuật vừa nói hắn vừa bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ. Trên thực tế là ở trong đầu, hắn triệu hồi ra điện thoại, âm thầm bắt đầu cài đặt áp thân ngoại hóa thần trong điện thoại di động tử thần. Đơn giản hơn nhiều lắm. Đối với một người dùng hách mà nói, căn bản không cần tự mình lĩnh ngộ làm chi cả. Chỉ cần bật hách thôi là được rồi. Dùng điện thoại ghi lại quá trình không sơn ánh tuyển thư đế giảng giải môn thần thông này, sau đó dùng điện thoại, như khi đinh tam thạch truyền thụ cơ sở kiếm thuật cận thân tam liên lần trước, trực tiếp hình thành một áp tương ứng trên màn hình điện thoại. Dung lượng áp thân ngoại hóa thần này cũng không lớn, chỉ có khoảng 10 gigabit. Đối với Lâm Bắc Thần hiện giờ mà nói, dung lượng cỡ này cũng chỉ là nhỏ tí nước thôi. Hắn trực tiếp download xuống, cài đặt, sau đó vận hành. Đây là một môn thần thông kỹ xảo bằng tinh thần lực. Cũng may tinh thần lực của Lâm Bắc Thần đã được nhiệm vụ tăng tốc ngẫu xúc kiếp xây dựng đội quân kiếm tiên, lần trước bù đắp và phát triển, nên hoàn toàn có thể thi triển được. Sau thời gian một chén trà, a à, ta hiểu rồi lâm bắc thần bày tỏ vẻ ngạc nhiên mở to mắt cùng lúc đó hắc thạch đế ngồi trên mặt đất cũng bỗng nhiên mở mắt ra hai người đối mặt với nhau trên mặt đều lộ ý cười ha 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 lâm bắc thần và hắc thạch đế đều nở nụ cười ngươi cười cái gì ngươi cười cái gì đừng có nói theo ta đừng có nói theo ta ngươi ngươi ta hiểu ra rồi ta hiểu ra rồi giống như vẹt học nói lâm bắc thần nói một câu Hắc Thạch Đế cũng sẽ học nói theo một câu, giọng điệu đều giống nhau như đúc. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên, làm một vài động tác tập thể dục theo đài. Hắc Thạch Đế cũng hoàn toàn bắt chước làm theo, tựa như một người máy bắt chước vậy. Không Sơn Ánh Tuyển Thư Đế ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rung động vô cùng. Không hổ là người đó. Ngộ tính và tốc độ tu luyện như thế, quả đúng là khoáng cổ tuyệt kim, kinh khủng đến vậy. Thời gian trôi qua được một lúc, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nắm giữ được thuật thân ngoại phân thần cũng hoàn toàn nắm giữ trong tay thân thể của hắc thạch để lúc này hắn mới ý thức được mình đã đạt được cơ duyên to lớn nhường nào nhục thân hắc thạch đế cường đại tràn đầy khí cơ bản chất sinh mệnh cao quả thực là vượt qua tưởng tượng không thể tưởng tượng đến lâm bắc thần thao túng phân thân này cảm thấy mình hoàn toàn có thể một đấm đấm nổ một tinh cầu bái kiến chủ nhân hắc thạch đế dần khôi phục về giọng điệu và thần thái ngày trước dưới sự điều khiển của lâm bắc thần hành lễ theo quy củ hoàn toàn giống như đã sống lại lâm bắc thần vốn còn định sử dụng máy ảnh ma thuật để hắc thạch đế thay đổi dáng vẻ một chút nhưng hắn nghĩ lại cũng đâu thể thi triển ngay trước mặt không sơn ánh tuyển thư đế được hắn khẽ động tâm niệm cất cỗ phân thân hoàn mỹ này đi xin hỏi đại soái có biết tộc hoang cổ không thư để ném xuống sự kinh ngạc trước thiên phú của lâm bắc thần trong lòng lại chuyển chủ đề lâm bắc thần gật đầu nói có biết một hai đã là kẻ thù cũ luôn rồi đại soái cần biết hắc thạch đế chính là một trong chư đế thuộc tộc hoang cổ cũng là đế giả hạch tâm ngoại vi của tổ hoang cổ trước đây bọn hắn bồi dưỡng hắc thạch đế đã hao tốn không ít tài nguyên là một quân cờ chiến lược quan trọng bây giờ người đã giết chết hắc thạch đế tộc hoang cổ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sắc mặt không sơn ánh tuyển thư đế trở nên ngưng trọng nghiêm túc căn dặn trẫm sẽ cố hết sức phong tỏa tin tức ở nơi này lại nhưng cũng chỉ có thể kéo dài cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được tộc hoang cổ thăm dò hy vọng đại soái chuẩn bị trước ứng phó trước đòn trả thù của tộc hoang cổ mặc dù bây giờ bộ tộc này vẫn còn được tính là nhân tộc nhất mạch nhưng đã có chiều hướng thoát ly lại có tiếng là có thủ tất báo nghìn vạn lần không thể chủ quan nợ nhiều rồi thì không lo giận nhiều quá không sợ ngứa lâm bắc thần không hề lo lắng nói ta và tộc hoang cổ đã là cục diện không chết không thôi lần lượt giết chết vài cường giả phá hủy rất nhiều chuyện tốt của bọn hắn huống chi bọn hắn còn thu thập tiêu bản người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng vốn không chết không thôi với ta. Ha ha, bọn hắn muốn gây phiền phức cho ta, ta còn muốn chơi chết bọn hắn đây thật chí khí. Trong lòng không sơn ánh tuyển thư đế, thầm khen ngợi một câu ngé con mới đẻ không sợ cọp, lại phổ cập khoa học một chút thiết lập liên quan đến tộc hoang cổ. Nàng thấy Lâm Bắc Thần đã biết rõ ràng chỗ đáng sợ của tộc hoang cổ, cũng không có suy nghĩ khinh địch nên cũng không dài dòng tiếp nữa. Trong lúc bất chi bất giác, chủ đề đã chuyển về lại trên người tần chủ tế. Nàng ấy chính là thiên tài tiến sĩ đạo trời sinh, chậm chưa bao giờ gặp được hậu bối nào kinh thái tuyệt diễm như vậy. Nếu như nói trên thế giới này, thật sự có người có thể chạm được đến ánh sáng thủy tổ, thật sự có người có thể tái hiện ánh sáng huy hoàng của tiến sĩ đạo nhất mạch này, vậy người đó nhất định là Tần Liên Thần nói đến Tần chủ tế. Giọng điệu của Không Sơn ánh tuyển thư đệ trở nên rất vui sướng, trong lời nói toàn là khen ngợi tán thưởng, trong ánh mắt thậm chí còn sáng ngời, khó nén được sự vui mừng trong lòng. Lần này nàng đưa ra tuyển chọn đệ tử mới, không phải không còn một tia hy vọng nào muốn tìm được một người trẻ tuổi có thể kế thừa y bát của mình, bảo vệ vững chắc ngọn lửa mới của tiến sĩ đạo nhất mạch. ai mà biết lại gặp được kỳ tài ngút trời thế này, vượt khỏi mong đợi. ta thật hoài nghi, có phải nàng là chuyển thể phục sinh của thủy tổ khi xưa hay không? không sơn ánh tuyển thư để nói, chỉ là đáng tiếc, quá. thời gian gặp được nàng quá muộn, nếu gặp được nàng năm 10 tuổi, trẫm có thể giúp nàng nội trong vòng trăm năm, thành tựu đế cảnh. bây giờ trẫm không còn sống được bao lâu nữa, thiên bất giả niên tất cả mọi chuyện kế tiếp đều phải tự dựa vào chính bản thân nàng tự tìm tòi mà thôi. Trăm năm thành đế, Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc gì lắm. Dù sao chính hắn cũng chưa tới thời gian một năm đã trở thành cấp bậc tinh vương. Chẳng qua nếu để người khác biết được, chỉ sợ sẽ kinh ngạc tới mức rơi quần cộc. Lâm Bắc Thần quan sát thần thái khí tức của thư đế, trong lòng hơi động, nói, thương thế của bệ hạ, thật sự không có thuốc nào chữa được sao. Tại hạ có một vài kỳ ngộ, trên người rất nhiều linh dược, có lẽ có thể giành lại thiên mệnh cho bệ hạ. Cảm tạ ý tốt của đại soái, không sơn ánh tuyển thư để lắc đầu, nói, bởi vì chấm cưỡng ép đột phá tổ cảnh, phải chịu tổn thương, dược thạch không còn hiệu quả, không phải việc sức người có thể vãn hồi được nàng chính là thư đế. Nàng không biết đã xem qua bao nhiêu sách, mức độ tri thức uyên bác không biết vượt qua bao nhiêu người. Vì vậy nàng cũng vô cùng hiểu rõ thương thế của bản thân. Đạo thương, không phải là tổn thương bình thường, là vì cậy mạnh nhìn trộm thiên cơ bị vũ trụ thiên địa chán ghét mà vứt bỏ đây không phải là thứ mà dược thạch đan hoàn có thể cứu rỗi được lâm bắc thần nghe vậy cũng cảm thấy mình có thể đã hơi múa dìu qua mắt thợ đế môn lộng dược rồi thế là hắn cũng không kiên trì thêm nữa mà lấy ra một chai nuchi express từ trong không gian lưu trữ trực tuyến baidu nói cái này tên là dinh dưỡng khoái tuyến chính là một thức uống mà ta đã tỉ mỉ điều phối nên chua chua ngọt ngọt, ngọt ngon miệng có thể thỏa mãn cơn thèm ăn trừ ta ra trên đời không còn ai có thể điều phối ra được xem như ta tặng bệ hạ đáp lễ đi ánh mắt không sơn ánh tuyền thư đế lướt qua vẻ ngoài kỳ dị bên ngoài nu chi express gật đầu nhận lấy cái chai trông kỳ quái này không từ chối ý tốt của lâm bắc thần tần liên thần tu luyện ở ngọn núi thứ hai của thư giới ngươi có thể đi gặp nàng thư đế mỉm cười nói khoảng thời gian kế tiếp của nàng sẽ vô cùng gấp rút chỉ sợ trong vòng nửa năm sẽ không thời gian đi gặp người có lời gì muốn nói với nàng thì nắm lấy cơ hội lần này đa tạ bệ hạ lâm bắc thần nghe hiểu được lệnh đuổi khách trong lời nói của đối phương đứng dậy ôm quyền sau đó xoay người rời đi đúng thật là muốn tìm tần chủ tế cho chuyện một phen trong khoảng thời gian kế tiếp không sơn ánh tuyển thư để nhất định sẽ nhân lúc mình còn chưa ngủ mà tiến hành dạy bảo nhồi ép tần chủ tế với cường độ cao đúng thật là sẽ không có thời gian để quan tâm đến mình nhìn theo bóng lưng rời đi của lâm bắc thần trên gương mặt trẻ tuổi của không sơn ánh tuyển thư đế lộ ra một tia cảm khái vận khí của ngươi đúng là tốt hơn hắc thạch đế nhiều. Không còn cách nào khác, thế giới này luôn đặc biệt thiên vị với một vài người. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, lại thêm lúc thi triển bí thuật xác nhận cái chết của hắc thạch đế. Đối với không sơn ánh tuyển thư đế bây giờ mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn, nàng không thể không nằm lại lên ghế một lần nữa, dành giật từng giây để nghỉ ngơi, khôi phục chút ít sức lực. Ngón tay vô tình chạm phải cái chai Chi Express ở bên cạnh. Cảm giác lành lạnh truyền đến, Nàng nhớ đến lời mà Lâm Bắc Thần đã nói, thứ này ngon miệng, có thể lấp đầy cảm giác thèm ăn. Không sơn ánh tuyền là đế giả, Mỹ vị từng thưởng thức nhiều vô số kể. Nhưng mấy năm gần đây, nàng hết lòng lo lắng cho mưu tính khôi phục tiến sĩ đạo nhất mạch, vốn hoàn toàn không phân tâm cho việc gì khác. Loại chuyện như nhấm nháp Mỹ thực thế này, đã là bao lâu rồi nhỉ? Tiết tấu sinh hoạt, chợt trở nên chậm lại vào lúc đang hấp hối. Trong lòng nàng hơi dao động, với tay cầm lấy chiếc chai. Mở nắp chai ra, một mùi hương thơm ngọt thoang thoảng sộc vào mũi. Trong chai là một chất lỏng màu nhũ trắng đậm đặc. Không sơn ánh tuyển thư đế không chút do dự, khẽ hé môi anh đào ra, nhẹ nhàng liếm thử một ngụm nhỏ. Quả nhiên là hương vị chua chua ngọt ngọt, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Không sơn ánh tuyển mỉm cười, không nhịn được hợp một ngụm thật nhiều. Hương vị chua ngọt thuận theo yết hầu mà lan ra, có hơi lạnh buốt, xẹt qua thực quản, cuối cùng tiến vào trong dạ dày, có thể cảm nhận được rõ ràng dòng chảy của chất lỏng. Đột nhiên, con người không sơn ánh tuyển chợt co rụt lại. Trên mặt nàng hiện ra thần sắc kinh ngạc tột độ. Đến mức chiếc miệng nhỏ đang hơi hé ra quên khép lại. Ở vành môi anh đào hồng nhạt, khoái miệng hơi nhách lên, chất lỏng màu nhũ trắng còn vương lại một ít, khiến người ta mơ màng vô hạn. Đệ nhị Thư Sơn, là ngọn núi sách thứ hai của thư giới. Thư Sơn, Lâm Bắc Thần cưỡi xe đạp điên cuồng đạp xe cả một quãng đường, rất nhanh đã tìm được tần chủ tế đang cầm sách đắm chìm trong việc đọc sách thư sinh bào màu xanh nhạt trên người vị ngự tỷ phong hoa tuyệt đại này, cứ như thể đồ cosplay dự hoặc người ta nhất trên thế gian. Dù chỉ là động tác nâng sách thật đơn giản, cũng có thể khiến trái tim lạnh lẽo giết cá cả 20 năm, ở bộ phận thủy sản của chuỗi siêu thị giờ tê tan chảy trong nháy mắt. Bụng có thi thư, khí tự hoa. Câu nói này đặt trên người tần chủ tế, đạt được miêu tả hoàn mỹ nhất. Tần chủ tế đã từng vì có ánh hào quang thân phận chủ tế thần điện, có đủ thánh khiết thanh thuần, nhưng bây giờ nàng đọc nghìn vạn sách vở như đói như khát khí chất của nàng đã đạt đến mức tiến một bước thăng hoa trên người đúng là đã có một ít tiên khí riêng biệt lâm bắc thần cưỡi trên chiếc xe đạp một chân trống trên đất nhìn đến ngây dại chớp mắt nhìn đủ chưa cuối cùng tần chủ tế cũng thả sách trong tay xuống quay đầu nhìn lại lâm bắc thần giơ chân đá bay xe đạp đi cười hi hi tiến đến gần nói nhìn một vạn năm cũng nhìn không đủ nữa là tần chủ tế lườm hắn kiểu dáng vẻ cô gái nhỏ thế này xuất hiện trên gương mặt ngự tỷ xinh đẹp hoàn mỹ của tần chủ tế lập tức khiến ba hồn bảy vía lâm bắc thần đều bốc khói hắn không chút do dự trực tiếp tiến đến um tần chủ tế hít hít mũi đôi mắt trợn to hàng lông mi mỹ lệ run run hồi lâu sau nàng thở hổn hển không đều dứt khoát đẩy lâm bắc thần ra ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau môi tức giận nói vạn sự vạn vật nhất cử nhất động ở thư giới này đều nằm trong tầm nhìn của thư đế bệ hạ lâm bắc thần phát huy vẻ mặt vô lại lời SP vô cùng tinh tế, đáp, ta cũng không tin nàng ta không biết ngượng mà nhìn mãi tần chủ tế cười lắc đầu. Đã quen rồi. Tiểu nam nhân này, luôn vô sỉ khiến người ta tim đập thình thịch. Một khoảng thời gian rất dài kế tiếp ta luôn phải ở lại nơi này, tần chủ tế điều chỉnh lại nhịp thở, nói, ta đã tìm được chút manh mối phá giải mệnh cách, cũng tra được điều liên quan đến cách hồi sinh khâm vân. Kế hoạch sau này cần tiến một bước hoàn thiện, việc này cần có thời gian lâu dài. Lâm Bắc thần nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng, ngón út nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của nàng, cảm thụ sự mềm mại trơn nhẵn ấm áp kia, dịu dàng nói, nếu hai bên yêu nhau dài lâu, làm sao lúc nào cũng sớm sớm chiều chiều. Bất kể ngươi làm gì, ta đều sẽ ủng hộ người, cũng sẽ mãi mãi chờ đợi người tần chủ tế không nói gì. Nàng chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vài lâm bắc thần, khẽ dựa sát vào nhau. Thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này. Trong lòng lâm bắc thần cũng không có bất kỳ ham muốn gì khác, trái lại còn gợi lên yêu thương và nhu tình vô hạn trên quảng trường núi thần điện ở vân mộng thành kinh ngạc vào lần đầu tiên trông thấy tần chủ tế tua đi tua lại trong đầu từng lần một càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng khắc sâu thời gian thấm thoát nhưng thật ra thời gian cũng chưa đến mức quá lâu hai người cùng nhau tiến về phía trước từng có rất nhiều điều không dễ dàng sinh ly tử biệt cũng đã trải qua đến giờ phút này đột nhiên lâm bắc thần có một loại cảm giác từ bỏ tất thảy vĩnh viễn ở lại nơi này không chia lìa mãi mãi làm bạn bên cạnh tần chủ tế thời gian yên ả trôi qua, tháng năm tươi đẹp. Ngay tại lúc này, dường như tất thảy mọi cảnh tượng mãi mãi dừng lại, thì đột nhiên có một âm thanh vừa vội vàng lại, vừa vui mừng vang lên bên tai hai người. Ôi vô cùng xin lỗi. Ta tuyệt đối không phải cố ý muốn quấy dày thế giới hai người của các ngươi đâu. Trước đó ta cũng không có dình xem, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu. Lâm đại soái, dinh dưỡng khoái tuyến của người còn nữa không? Là giọng nói của không sơn ánh tuyển thư đế. Dinh dưỡng khoái tuyến, vậy mà lại có thể trung hòa thương thế của không sơn ánh tuyển thư đế tin tức này khiến lâm bắc thần có nằm mơ cũng không ngờ đến nếu như sớm biết vậy thì chờ sau khi thế giới hai người của hắn và tần chủ tế kết thúc rồi lại đưa cho thư đế dù sao trong một chốc một lát nàng cũng không chết ngay được bệ hạ chất lỏng này rất khó điều chế cần hao phí không ít tài lực một lần nữa quay trở lại đệ nhất thư sơn lâm bắc thần cẩn thận cân nhắc từ ngữ thư đế nói không sao cần tài nguyên vật liệu gì cần bao nhiêu tài lực người cứ nói đi lâm bắc thần lập tức hiền ngang lẫm liệt nói bệ hạ cớ sao lại nói như thế ta có tiếng nghĩa khí ngút trời vì bằng hữu mà không tiếc mạng sống xem như dinh dưỡng khoái tuyết này có chân quý đi nữa cũng không sánh được tình cảm của ta với bệ hạ phi là cảm kích cho nên tuyệt đối có thể tặng miễn phí chúc cho tình hữu nghị của chúng ta lâu dài trong giây lát lâm bắc thần cấp tốc mua online một thùng dinh dưỡng khoái tuyến ô ha ha bày ra trước mặt không sơn ánh tuyển thư đế mặc dù một thùng dinh dưỡng khoái tuyến này đúng là không rẻ nhưng hắn vẫn lấy ra tặng miễn phí. Không chỉ bởi vì thư đế, còn sống mang ý nghĩa trọng đại đối với toàn bộ tinh hệ lệ trí, đối với tiến sĩ đạo nhất mạch, mà còn vì con đường dốc lòng khổ tu và tấn thắng của tần chủ tế, cũng thật sự không thể thiếu đi sự chỉ dạy của một người có thể nói nhân vật hóa thạch sống như không. Sơn ánh tuyển thư đế, chỉ cần là vì tần chủ tế, lâm bắc thần mặc kệ phải cố gắng trả bao nhiêu cái giá, đều cam tâm tình nguyện. Đa tạ lâm đại soái lâm bắc thần hỏi, nó thật sự có thể giúp bệ hạ khôi phục sao? trên mặt thư đế hiện ra nụ cười thỏa mãn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nói, khôi phục tu vi rất khó, nhưng ít ra có thể kéo dài sinh mệnh, để chậm có thêm nhiều thời gian bồi dưỡng mấy vị đệ tử dưới trướng ra là thế. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm. Thú vị nha. Thư đế nói thương thế của nàng chính là đạo thương, dược thạch vô hiệu. Nhưng dinh dưỡng khoái tuyến lại có thể trung hòa thượng thể kéo dài sinh mệnh. Công năng của điện thoại ma cải đúng là khá đáng sợ nhất là sau mỗi lần thăng cấp công năng ma cải cũng đang không ngừng phát triển nếu dinh dưỡng khoái tuyến có thể trung hòa thượng thế vậy mấy món đồ uống khác phải chăng cũng có thể có công hiệu tương tự thậm chí là trực tiếp chữa khỏi thường thế của thư đế thì sao thư chữa trị đạo thương chật 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 nghĩ lại đúng là trí bảo trong vũ trụ hồng hoang trong lòng lâm bắc thần đã có kế hoạch bệ hạ thật ra chỗ của ta còn có một vài món đồ uống tự mình sáng tạo nữa có lẽ cũng có hiệu quả chỉ là trước mắt chưa thể điều phối hoàn chỉnh được hắn cân nhắc dùng từ. Nói, nên xin bệ hạ cố gắng kiên trì thêm chút, đợi đến khi ta điều phối ra được những món đồ uống này rồi, có lẽ cũng sẽ có hiệu quả, để bệ hạ hoàn toàn hồi phục, cũng không phải là không thể trong mắt không sơn ánh tuyển thư để hiện lên vẻ chờ mong. Nói, đồ uống mới sao? Được trung ương tinh hệ thần thánh, đế tinh. Sắc trời âm u, mây đen xà xuống. Sâu bên trong vườn ngự uyển, mưa rơi đã 60 năm, còn đang tí tách tí tách, dường như mãi mãi không kết thúc. Sao rồi, sao rồi? Trả lời thế nào? Bên trong phòng, Mỹ phụ trung niên dung mạo xuất sắc khí chất tuyệt nhã không chờ đợi nổi mà thúc giục, hỏi trượng phu của mình. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, căng mọng, xinh đẹp của nàng khó nén được vẻ chờ mong. Trượng phu là một nam nhân trung niên có thân hình hơi mập mạp, nhưng trông rất uy nghiêm. Trên người mặc thường phục màu tím, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, dầu ngắn cứng cáp, khiến người ta có cảm giác kiên nghị, trầm ổn. Hắn nhìn máy truyền tin đầu cuối nằm trong tay mình, cố gắng che giấu vẻ lo lắng trong mắt mình, lắc đầu. Hắn tận lực dùng giọng điệu buông lỏng, an ủi thê tử của mình, vẫn chưa có tin tức, có lẽ không để ý xem thiết bị đầu cuối. Đừng nóng vội, chỉ vừa mới qua có mấy ngày đâu. Có thể là đang bận bịu chuyện gì đó rồi. Thằng nhóc kia đã nói rồi, muốn hợp tác là một món lớn với ta, sẽ không nuốt lời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Thê tử khống chế sao động căng thẳng trong lòng mình, thở ra một hơi thật dài. Hai tay mềm mại nhẹ nhàng khoác lên vai Trượng Phu, "Lão Trần à, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, thần dược kia đúng là không thể tưởng tượng được, dược hiệu cực kỳ tốt. Lần này đại nghị trưởng Phương Tây có thể chữa trị bệnh cũ, khôi phục tu vi là vì dựa vào một viên Viagra kia của ngươi. Bây giờ tin tức đã truyền ra ngoài, khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào chúng ta kia. Nếu như có thể có càng nhiều loại thần dược thế này cung cấp, vậy Trần gia chúng ta có lẽ sẽ thật sự có cơ hội đồng sơn tái khởi, rồi đúng vậy, không ngờ tùy tiện mở một cái tiệm nhỏ bán đồ lặt vặt kiếm chút tiền trên đầu cuối, mà lại có thể nhận được hồi báo thế này. Trượng phu vuốt mặt mình, xoay người, ôm lấy thê tử tiến đến bên cửa sổ, nhìn ra cơn mưa rầm không ngớt liên miên bên ngoài, nói, nói đi nói lại, đúng là kỳ quái, cái tên gia hỏa được gọi là sử thượng đệ nhất soái kia, từ ban đầu mua đồ toàn là mấy đồ tạp nham đơn giản nhất, mua đồ cũng y bộ dạng nghèo kết hủ lậu, móc móc lục lọi thích mặc cả. Địa chỉ khai ra càng kỳ lạ, lần nào cũng chỉ định địa chỉ giao hàng, sau đó dùng lực lượng thần bí truyền tống hàng hóa đi. Ta còn chả nói chuyện được với hắn. Ai biết trong tay hắn, lại có thần dược thế này nam tử trung niên khôi ngô mà lại uy nghiêm này, trên mặt có vẻ hậm hực vì có tài nhưng không gặp thời, cùng với vẻ chờ mong nhìn thấy ánh sáng mai hy vọng đối với tương lai sau này. Hắn duỗi tay ra ngoài cửa sổ, đón lấy một giọt mưa, cảm khái, nhớ xưa kia nhân kiệt trung liệt qua nhiều thế hệ trần gia chúng ta, tổ tiên từng đi chinh chiến cùng thần thánh đế hoàng bệ hạ, khai cương thác thổ cho nhân tộc, lập được công lao hãn mã, từng có được vinh quang vô thượng. Cha ta cũng từng đại chiến với liên quân ma tộc, thú nhân tại tinh hệ thụ cầm, thu phục ba 000 giới tinh đất đai bị mất đi, đáng tiếc. Đến đời này của ta, vậy mà chỉ có thể dựa vào tài nguyên đan dược, của một kẻ xa lạ vốn chẳng thân quen, mới có thể tìm thấy hy vọng quật khởi gia tộc. Hai nói đến cuối cùng, hắn không nhịn được mà bùi ngùi thở dài. Hai tay thê tử vòng ôm eo trượng phu, ôn nhu an ủi, chuyện này cũng đâu thể trách ngươi, sau phen hỗn loạn đó tất cả đều thay đổi thần thánh đế hoàng bệ hạ bây giờ đang khô tọa trong vân trung điện không rõ sống chết quyền uy sa sút nghị viện hỗn loạn trung lương hào kiệt bị biếm bây giờ nắm trong tay tất cả là mấy vị thủy tổ kia và cả tộc hoang cổ tất cả mọi thứ trên đế tinh đều đã thay đổi sức lực của một mình ngươi há có thể địch lại toàn bộ đại hoàn cảnh có thể chỉ lo thân mình thôi đã không tệ rồi dung chuyển từ đại hoàn cảnh bầu không khí khủng bố vẫn luôn bao trùm lấy đế tinh mỗi ngày đều có người chết đi ngày xưa quyền quý một khi bị cuốn vào trong vòng xoáy tranh đoạt quyền thế có lẽ thì cốt lạnh lẽo cũng chẳng có ai giúp thu liễm an táng trong lúc nói chuyện tiếng chuông cửa vang lên lão gia phu nhân sứ giả đại nghị trưởng của nghị viện phương nam đến rồi giọng nói của người hầu truyền vào rõ ràng từ trong khuê truyền âm nam nhân trung niên và thê tử nhìn nhau sắc mặt hơi đổi nghe đồn nghị trưởng của nghị viện phương nam tống bạch vũ vào lần đột phá tổ cảnh trước cũng bị tổn thương cảnh giới suy yếu cho đến tận bây giờ hắn đã tìm không ít dược sư, dùng không ít thiên tài địa bảo linh dược đều không có tác dụng. Xem ra lần này, nghe nói đại nghị trưởng Phương Tây dùng thần dược Viagra chữa trị xong, vẫn luôn ép hỏi nguồn cung thần dược, nhưng hết lần này tới lần khác, thần dược trong tay nam tử trung niên đều đã bị bán đi cả rồi. Chuyện này phải ứng phó làm sao đây? Từ trong thế giới sách đi ra, Lâm Bắc Thần đã nhìn thấy đám người kiều bích dịch, bố thu nhân chờ ở bên ngoài. Trần huynh bố thu nhân tiến lên hành lễ nói, Kiều Thư Hữu nói ngươi muốn rời khỏi lệ trí tinh hệ rồi à? Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Lần này ở lệ trí tinh hệ gặp được tần chủ tế, vốn dĩ chính là chuyện nằm ngoài kế hoạch. Tham gia vào trong đế chiến lần này cũng là nảy sinh lòng tham nhất thời. Bây giờ tần chủ tế đã đứng vững gót chân ở lệ trí tinh hệ, tương lai tiền đồ không thể nào hạn lượng được. Mục tiêu chí cao chính là tiếp xúc được với thủy tổ chi quang của bác sĩ đạo, thành tựu thủy tổ cảnh cũng không phải là không có hy vọng. Một tiền đồ rộng mở đã trải sẵn ở dưới chân của tần chủ tế, nói không chừng sau này bản thân lâm bắc thần còn phải chạy về ôm đùi tần chủ tế đại đại lão bà của ta là cường giả cấp thủy tổ cái tiêu đề này suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy rất hưng phấn dựa theo cuộc thương nghị với thư đế không sơn ánh tuyền nhạc hồng hương cũng sẽ ở lại nơi này học hỏi một khoảng thời gian nhưng mà không giống như tần chủ tế nhạc hồng hương ở lại học viện cầu chi là để làm phong phú thêm tri thức cùng nội tình thiên trận sư của bản thân chỉ là một lần du học ngắn hạn lão sư của nhạc hồng hương là khổ chu phương chi ly hơn nữa lần này sau khi đi du học ngắn hạn sẽ thông qua tài nguyên cùng nhân mạch của học viện cầu chi tiến về tổ tinh của thiên trận sư nhất mạch để học tập lâm bắc thần trên đường đi rất thất vọng các ngụy tử bên cạnh ai nấy đều học giỏi như vậy càng làm nên cho một tên học rốt không biết tiến bộ như hắn để đi học các nàng đều vứt bỏ mình tạm thời rời đi còn tiếp theo đây người mà hắn lại xuất phát muốn đi tìm là một nam nhân đây chính là sức mạnh của tình bằng hữu sao người chờ đợi hắn chủ động tiến lên đón trần thư hữu chúng ta đã đặt tiệc rượu ở ở cựu thư lâu để tiễn ngươi lên đường bố thu nhân lấy dũng khí nói đều là người quen sẽ không chỉ hoãn thời gian của ngươi lắm người mà hắn mời chính là một vị đánh chết tinh đế trong lòng vẫn là rất căng thẳng ha ha được không say không về lâm bắc thần đột nhiên muốn đi uống hai chén nghe thấy lời này kiều bích dịch đồng thời cũng căng thẳng chờ mong ở bên cạnh ngay lập tức cũng mặt mày hớn hở. Bọn hắn sợ Lâm Bắc Thần từ chối. Phút chốc, bên trong cựu thư lâu, rất nhiều người đều đã tới. Nghe nói là tiệc thực tiễn thi đế già Trần Bắc Lâm, người có tư cách hiện thân dường như đều đến tham gia náo nhiệt. Một số nhân vật phong vân đại tân sinh như Sở Thanh Tử, Kiều Thực Thực, Mộ Dung Thiên Giác cũng đều không mời mà tới, từng người một hiện thân. Ngay cả hai huynh đệ Giang Nam Ngạn, Giang Nam Triều cũng đều hiện thân. Rất nhiều người lấy dũng khí đến mời rượu, Lâm Bắc Thần đều mỉm cười chạm cốc bọn hắn đều vẫn còn rất trẻ, đều phong nhã hào hoa, đều có tiềm lực vô hạn, sau này có thể sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho tần chủ tế. Bởi vậy Lâm Bắc Thần cũng không cưỡng ép tỏ vẻ ngược lại biểu hiện rất dễ gần. Trần Thư Hữu, tại hạ có mắt như mù, tất cả những gì đắc tội trước đó, xin thỉnh tội ở đây. Giang Nam ngạn bưng rượu, có chút thấp thỏm đi lên xin lỗi, trước đó hắn từng không chỉ một lần chế giễu Lâm Bắc Thần. Nhưng mà, những thứ đó đều là tranh thể diện, giống như tiểu hài tử cãi nhau, nói cho cùng hắn cũng không mắc sai lầm lớn mang tính nguyên tắc ha ha giang thư hữu không cần để trong lòng chuyện lúc trước chẳng qua là một số khúc nhạc dạo ngắn thú vị thôi lâm bắc thần chạm cốc cùng hắn một hơi uống cạn sạch điều này khiến giang nam ngạn vô cùng hưng phấn cảm thấy rất có mặt mũi càng kính phục hơn lớn tiếng nói sau này trần huynh có chỗ nào xua đuổi giang mỗ nhất định chết không chối từ không thể không nói khi lâm bắc thần bỏ lòng kiêu ngạo xuống không còn tỏ vẻ rất dễ dàng lấy được lòng người dù sao ai mà không thích một anh chàng đẹp trai có thể đánh chết tinh đế chứ? Trần Thư Hữu, ta cũng kính ngươi một chén ngay cả mộ dung thiên giác luôn thẳng thắn lạnh lùng ghét nam, cũng đều chủ động tới mời rượu. Có lẽ là bởi vì uống rượu quá nhiều, cho nên trên khuôn mặt trắng nõn vinh nhuận lại có một chút đỏ hồng, khiến cho vị học viên thủ tịch của Thư viện Thái Bình này trông có vẻ bớt chút cao lãnh, thêm một chút khí tức nữ tính ngày thường không thấy. Trần Thư Hữu, mời kiều thực thực thể trọng nặng đến hơn 300 cân, cũng đi tới mời rượu ngoại hình của nàng tuyệt đối kỳ lạ, mỗi một bước đi dường như đều muốn chấn động mặt đất rung động. Nhưng không có ai phủ nhận, nàng là một vị tài nữ chắc tuyệt, là một vị thiên tài kinh diễm vô song. Hơn nữa bởi vì được thư đế không sơn ánh tuyển thu nhận làm đệ tử thân truyền, bây giờ kiều thực thực càng là quang mang vạn trượng, là một sự tồn tại mà rất nhiều thiên tài bác sĩ đạo đều ngưỡng vọng ngưỡng mộ. Lâm Bắc Thần ai đến cũng không cự tuyệt, đều uống với người ta. Bởi vì quan hệ của Lâm Bắc Thần, Kiều Bích Dịch, Ngày trước ở trong loại tụ hội cấp cao này có phần không nhận được tiếp đãi, cũng đã trở thành hạch tâm. Đương nhiên cũng có nhân tố nàng đã trở thành một trong những đệ tử quan môn của thư đế, nhưng Lâm Bắc Thần cố chấp mà lại kiên định cho rằng vẫn là nhân tố bản thân lớn hơn. Tiệc rượu cũng tiến hành đến rất khuya mới xem như kết thúc. Chủ và khách đều vui vẻ. Điều tiếc nuối duy nhất là Tần Liên Thần, người âm đã sáng tạo ra số điểm kỷ lục 800 điểm trước giờ chưa từng có trong cuộc mở sơn môn triệu tập dự của thi học viện cầu trị cũng không xuất hiện trên yến hội lần này. Nhưng mà, không có ai cho rằng đây là bởi vì tần liên thần cao lãnh mà oán thầm. Bởi vì bên trong học viện cầu chi sớm đã có tin tức ngầm truyền ra, tần liên thần sẽ trở thành đệ tử hạch tâm chân chính của thư đế không sơn ánh tuyền, đồng thời được coi là người nối nghiệp tương lai của học viện cầu chi, cũng được cho là người có khả năng lớn nhất chạm đến thủy tổ chi quang, là hạt giống mang đến hy vọng, và hưng phấn cho huyết mạch bác sĩ đạo thứ 21 là một người ưu tú đến một loại trình độ khiến cho người ta tuyệt vọng, nàng làm cái gì đều đúng cả. Bây giờ tần chủ tế chính là như thế. Nàng vắng mặt trong yến hội lần này, trong mắt của rất nhiều người, nhất định là không muốn lãng phí thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút để chấn hưng và phấn đấu cho bác sĩ đạo vĩ đại. Quân chúng tham gia yến tiệc lần lượt giải tán đi, khuôn mặt uống rượu đỏ bừng bừng, kiều bích dịch với đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh như ngập nước, toàn thân đều là mùi rượu, sớm đã có dự mưu ngăn cản Lâm Bắc thần chuẩn bị rời đi bên trong đôi mắt ẩn chứa thủy quang màu hồng đào ngóc đầu lên hỏi ngươi đi rồi sẽ quay trở lại chứ đúng không đương nhiên nơi này có các nữ nhân của ta mà lâm bắc thần với vẻ nghiêm túc nói kiều bích dịch ngay lập tức liền vui vẻ tính cả ta sao tính cả ta sao lâm bắc thần cười gật đầu nói đương nhiên không tính khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cực kỳ hào hứng của kiều bích dịch ngay lập tức liền sụp đổ vậy ngươi còn hết lần này đến lần khác đánh vào mông ta bị rất nhiều người đều nhìn thấy nàng hung tợn nói, cha nam, tiện nghi của ta bị ngươi chiếm không ít, ngươi bảo ta làm sao lập gia đình đây. Lâm Bắc Thần nhìn tay phải của mình một chút, rất thù hận tiểu gia hỏa này nói, vậy ngươi muốn thế nào? Kiều Bích dịch cắn môi, từng bước một tới gần, duỗi một ngón trỏ thon dài như ngọc da, đâm vào cầm của Lâm Bắc Thần, nói, trừ phi, ngươi để lại một chút đồ cho ta Lâm Bắc Thần giật mình kêu lên, cái này không hay lắm. Trong mắt của Kiều Bích Dịch hoa đào lấp lóe, bờ môi đỏ phun ra mùi rượu ngọt ngào nói có cái gì mà không hay chứ chỉ có để lại đồ ngươi mới có thể nhớ tới ta ta không sánh bằng tần lão sư không sánh bằng tỷ tỷ các nàng đều là thiên tài tuyệt thế kinh thiên động địa vang dội cổ kim trở thành đệ tử của thư đế bệ hạ chính là danh xứng với thực ta càng giống như là miễn cưỡng lấy thêm ta không phải là thiên tài cái vẻ bên ngoài này cũng không đẹp như các nàng nếu như không ra tay sớm một chút sau này chẳng phải là càng không có cơ hội sao Lâm Bắc Thần nắm lấy ngón tay trắng nõn đùa giỡn mình của nàng, nói, "Nói thật, mỹ nữ muốn ngủ với ta có rất nhiều, ngươi là người thứ hai nói ra một cách thẳng thắn như vậy Kiều Bích Dịch nở nụ cười, "Ta không hỏi người thứ nhất là ai, ta chỉ muốn biết, nàng ta có thành công không?" Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, gật đầu, nói, "Thành công Kiều Bích Dịch càng cười vui vẻ hơn, bên trong đôi mắt hoa đào bốc lên thủy quang, lại lần nữa tới gần, nói, "Vậy ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia Lâm Bắc Thần nói, "Không giống." nàng thành công là bởi vì lúc ấy ta đánh không lại nàng kiều bích dịch hơi ngẩn ra chợt cặp mắt hoa đào híp lại thành vành trăng khuyết cười nói ngươi lại bị hì hì ha ha thú vị thật lâm bắc thần im lặng hai đều là lịch sử đen tối con mẹ nhà hắn cho nên học tập cho giỏi mỗi ngày tiến lên đi lâm bắc thần nắm lấy tay của tiểu kiều nói đại sự cả đời không được phép tùy tiện qua loa ngủ với ta thì phải chịu trách nhiệm với ta chờ đến ngày có thể đánh thắng ta ta không cách nào phản kháng có được sức mạnh để chịu trách nhiệm này rồi đến ngủ với ta, ngươi sẽ thành công tiểu kiều chậm rãi rút ngón tay về, có chút thất vọng, nói, được thôi đúng rồi, ngươi mới vừa nói. Ngươi không đẹp bằng tỷ tỷ ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức đổi chủ đề. Bạn học tiểu kiều nghịch ngợm nở nụ cười, nói, ngươi cho rằng, tỷ tỷ của ta thật là sự là tên béo nặng hơn 300 cân sao. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Hắn thân là thành viên của hiệp hội bề ngoài, trước đó cũng không đặc biệt chú ý đến kiều thực thực. Hi hi, đàn ông các ngươi ác, ta cho ngươi biết một bí mật, thật ra diện mạo thực sự của tỷ tỷ, thật sự là rất đẹp rất đẹp đấy, cho dù là vị tần lão sư kia của ngươi, cũng chưa chắc có thể diễm ép tỷ tỷ tiểu kiều, rất đắc ý tiến đến bên tai của Lâm Bắc Thần, thấp giọng nói. Thật sao? Lâm Bắc Thần không khỏi tò mò. Đương nhiên là thật dáng vẻ cười híp mắt của Tiểu Kiều, giống như một con thỏ trắng nhỏ đang dụ dỗ lão sói xám, nói, bởi vì vẻ đẹp kinh người, đã mang đến cho nàng không ít phiền phức và rắc rối khiến nàng không cách nào chú tâm tu hành, học tập, cho nên nàng đã mang một bảo khí luyện kim, che đệ dung mạo vốn có, biến hóa thành một người tên đại mập mạp. Hì hì, nếu như ngươi thấy qua diện mạo thật của tỷ tỷ, chỉ e là ngay lập tức chảy nước bọt lâm bắc thần lao lao khóe miệng, thề thốt phủ nhận, không thể nào, ta há lại là cái loại háo sắc kia. Trong lòng lại đang suy nghĩ, chẳng trách tiểu kiều xinh đẹp như thế, đại kiều lại là một cỗ xe tăng, còn tưởng là đột biến gen, không ngờ rằng, thì ra phía sau còn có câu chuyện như vậy. Bởi vì quá xinh đẹp mà chỉ hoãn tu hành, đó sẽ là một loại dung mạo như thế nào chứ? Tiểu Kiều như thể vừa liếc mắt đã nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Bắc Thần, cười híp mắt nói, "Không lẽ ngươi không muốn Tỉ muội song thu?" "A à, cái này." Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, nói, "Không muốn thật sao? Thật sao?" Bên trong cặp mắt hoa đào của Tiểu Kiều lóe lên thủy quang đùa giỡn quái đản, lại xích lại gần, thấp giọng nói, "Không ngại nói cho ngươi biết một bí mật, ta và tỷ tỷ là song sinh một thai." giữa hai người thật ra là có một số tâm điện cảm ứng rất kỳ diệu nếu như một người làm một số chuyện kích thích hưng phấn một người khác bất luận cách bao xa cũng sẽ có cảm nhận giống nhau chết tiệt lâm bắc thần ngay lập tức liền thú huyết sôi sục thần kỳ như vậy sao vậy cho dù là gặp nguy hiểm bị đánh gãy chân cũng phải thử một chút sao nhớ có thời gian rảnh thì trở về thăm ta nha kiều bích dịch ngóc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp lên cắn môi một cái trong con ngươi to lớn và mị hoặc mang theo vẻ kiên định chờ mong nói ta sẽ học tập thật giỏi là một người học bá cũng sẽ luôn chờ đợi ngươi nhân tiện giúp ngươi trông coi tỷ tỷ tránh bị người khác cướp đi nhưng ngươi phải trở về nhanh chút nha khó nhất là chịu ân của mỹ nhân lâm bắc thần xoa xoa đầu của nàng nói được cuối cùng đưa tiểu kiều về học viện cầu chi trở lại viện số một của cựu thư lâu mọi thứ cuối cùng đã yên tĩnh trở lại trong phòng ngủ lâm bắc thần lấy điện thoại di động ra bắt đầu bố trí trình tự bật hách một lần nữa hắn mở áp đào bỏ ra, soát các đồ uống tương tự như dinh dưỡng khoái tuyến, ví dụ như Red Bull, đông đằng biệt ẩm, hạnh nhân lộ, trà sữa Assam, lần lượt mua sắm chốt đơn hàng, chuẩn bị từ từ nghiên cứu công hiệu của bọn chúng. Các loại áp tu luyện trên điện thoại di động cũng đều kiểm tra qua một lượt. Trong đó ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh đã đến đỉnh cấp, tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Sau đó, lại cần phải đổi một bộ tâm pháp tu luyện chân khí. Còn nguyên tố chi kiếm, cũng đã đến cảnh giới viên mãn từ sau khi có điện thoại di động mua sắm súng ống lâm bắc thần cũng rất ít thi triển loại kỹ năng tu luyện nguyên sinh này bất chi bất giác chiến kỹ này vậy mà đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn độ nắm giữ chiến kỹ đã là viên mãn uy lực của nó từ nay về sau cũng chỉ quyết định bởi cảnh giới của tu vi chân khí lâm bắc thần trầm ngâm suy nghĩ tu vi chân khí của hắn bây giờ là cấp tinh vương tu vi nhục thân là cấp tinh quân thực lực tổng hợp treo lên đánh tất cả tinh quân như vậy vấn đề tới rồi Ta hiện tại rốt cuộc là một đạo nào trong 24 đạo huyết mạch chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Bắc thần thăm dò một thân, tu vi của bản thân. Trước kia cảm thấy bản thân có lẽ là thánh thể đạo, dù sao ngay cả lông tơ trên người cũng cứng rắn đến mức người khác dùng thần đao, cũng không chém nổi. Nhưng kỳ thật tu vi chân khí tu luyện, trước giờ đều không tụt xuống quá nhiều. Nhất là theo với nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp không ngừng xuất hiện, phần thưởng đạt được khiến cho tu vi chân khí của Lâm Bắc thần, điên cuồng gia tăng với tốc độ vượt xa lẽ thường, khiến hắn dần dần hiện ra dấu hiệu của thánh thể, nguyên tố song tu. Lâm Bắc Thần mở kíp ra. Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sự quật khởi của kiếm tiên quân bộ vẫn chưa mở ra. Hình như là cần một loại điều kiện phát động nào đó. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Lần này, ở lệ chi tinh hệ xử lý một vị cường giả cấp tinh đế của Hoàng Cổ Thánh Tộc, tin rằng đối với Hoàng Cổ Thánh Tộc tài đại khí thô mà nói, cũng là đòn đả kích thương cần động cốt chủng tộc có trái tim phục thù cực nặng này tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù có lẽ sau khi bản thân rời khỏi lệ chi tinh hệ tình cảnh dọc đường sẽ càng nguy hiểm hơn lão hàn rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ lâu như vậy bắc thần quân bộ vẫn chưa có hồi đáp chẳng lẽ mình đoán sai thống soái trí cao của bắc thần quân bộ vốn không phải là hàn bất phụ thiên dự tinh hệ chiến trường tiền tuyến tây nam mấy trăm hành tinh đang thiêu đốt bên trong một pháo đài chiến tranh nam tử trung niên mặt mũi uy nghiêm kiên cường sau khi đọc xong một phần văn quyển không đáng chú ý, cả người đột nhiên ngày người thân thể có chút phát run, tay khẽ run lên một cái, văn quyển lạch cạch rơi xuống bàn. Các quan quân tham mưu đang bận rộn bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức đều kinh hãi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao đại soái lại thất thố như vậy? Bây giờ chiến cục của quân đoàn cùng hoang cổ tộc là căng thẳng cháy bỏng nhất. Có thể đánh vỡ chỗ phong ấn của liên minh hoang cổ tộc với thú nhân, ở Đông Phương Thiên, mở ra con đường phi ngư tí toàn thông từ thiên dự tinh hệ đến lệ chi tinh hệ hay không, đối với tập đoàn quân sự Bắc Thần mà nói, cực kỳ quan trọng. Một trận chiến trước mắt này, có thể nói là quyết định tương lai trong vòng trăm năm của Bắc Thần quân đoàn. Còn trong đại quân của kẻ địch, có ba vị cường giả đế cảnh tọa chấn. Nhất là hắc thạch đế của hoàng cổ tộc xưng là trinh phạt vô song, càng đích thân đến tiền tuyến, mặc dù cho đến nay vẫn chưa xuất thủ, nhưng rõ ràng lại mang đến áp lực cực lớn cho tập đoàn quân sự Bắc Thần. Một trận chiến này không cho phép có sơ suất cho nên thống soái trí cao mới đích thân tọa chấn ở tiền tuyến mỗi ngày đều có số lượng lớn tin tức quân sự và tình báo tụ tập đến bộ thống soái tác chiến vô số quan tham mưu tài hoa hơn người ngày nối tiếp đêm xử lý báo cáo tổng kết sau khi trải vuốt tin tức không ngừng đưa đến tay của thống soái trí cao thông qua phán đoán quyết sách cùng phản hồi của thống soái trí cao trước tiên phân phát đến tất cả các đại chiến khu bộ đội tác chiến rất nhiều khi các quan tham mưu thiên tài sẽ ngạc nhiên trước một việc phán đoán của thống soái trí cao đối với thế cục quân sự đối với phân tích chiến cuộc đối với phản hồi cục diện tại sao lại chính xác mà lại không có chút sai lầm nào như thế người không phải máy móc nhưng thống soái trí cao dường như là vậy không nói chính xác thống soái trí cao vĩ đại dường như còn đáng sợ hơn so với máy móc vận chuyển tinh vi hắn vĩnh viễn đều là tinh lực dồi dào xưa nay chưa từng phạm sai lầm tình báo trải qua xử lý của hắn liếc mắt liền biết thật giả. Trải qua quyết sách mà hắn đưa ra, xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Hành động quân sự trải qua phê chuẩn của hắn, hiếm khi không thể đánh hạ có hiệu quả. Cũng chính bởi vì có một vị thống soái trí cao có năng lực, xử lý tin tức độc nhất vô nhị như vậy, tập đoàn quân sự Bắc Thần có thể ở trong khoảng thời gian không đến trăm năm, nhanh chóng quật khởi, lần lượt đánh thắng cuộc chiến không có khả năng, lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, từ một quân bộ cấp tỉnh lộ nhỏ bé, trong khoảng thời gian trăm năm, trở thành tập đoàn quân sự đỉnh cấp đủ để chi phối thế cục của vũ trụ hồng hoang. Các tham mưu của bộ thống soái tác chiến, không có người nào không phải là thiên tài kinh thái tuyệt diễm, từng người một mắt cao hơn đầu, tự cao tự đại, ngày thường ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng bọn hắn lại điên cuồng sùng bái thống soái trí cao. Sùng bái một nam nhân bí ẩn như vậy. Bọn hắn coi thống soái trí cao là trụ cột tinh thần. Là mặt trời. Là pháp tắc tuyệt đối không được làm trái là phương hướng cùng hy vọng. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, thống soái trí cao thất thố giống như lúc này vậy. Nam nhân trầm ổn tựa như là bàn thạch bên trong dòng nước chảy xiết này, bất luận là đối mặt với tình huống đột phát như thế nào cho dù là có một lần bị cường giả đế cảnh tìm ra được bộ chỉ huy mà gặp phải, chủ đầu tập kích cũng chưa từng biến sắc. Lần này, cũng không biết nhìn thấy tin tức gì, lại tay run rẩy rơi chén. Trái tim của mấy trăm quan tham mưu tác chiến, ngay lập tức liền treo lên. Có đại sự xảy ra, không lẽ là chiến cuộc có biến? Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ thống soái tác chiến vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều dùng công việc đang làm lại, Khẩn Trương nhìn về phía thống soái trí cao, "Người đầu, nhanh đi mời Hạ Vũ." Thống soái trí cao mở miệng, giọng nói từ tính thuần hậu ấm áp mang tính tiêu chí, mỗi một âm tiết dường như cũng có thể mang đến cho tùy tùng sự tín nhiệm cùng dũng khí vô tận. Nhưng hắn nói xong, trực tiếp ngắt lời của mình, nói, "Được rồi, ta đích thân đi tìm hắn." Nói xong, lại giống như cuồng phong vội vội vàng vàng rời khỏi bộ thống soái tác chiến, không được dừng lại, các người tiếp tục làm việc bên ngoài truyền đến giọng nói của thống soái trí cao, "Chiến sự không có gì thay đổi cái này, khiến cho trái tim của các tham mưu tác chiến giống như bị mèo cào, nghe vậy thở dài một hơi, nhưng trong lòng tràn đầy sự hiếu kỳ dường như khó mà ngăn chặn nổi, không phải chiến sự có biến, lại là chuyện gì có thể khiến cho thống soái trí cao căng thẳng như vậy?" hạ vũ là ai có người lớn tiếng hỏi một đám quan tham mưu mặt mặt nhìn nhau cũng không biết có ai đã từng xử lý văn quyển tín điệp có liên quan đến hạ vũ không có người lớn tiếng hỏi vẫn không có ai trả lời bên trong nữ quần quan tham mưu tên là triệu cường vẻ mặt kinh nghi bất định không thể nào không lẽ là lão hạ hắn bỗng nhiên nhớ tới cái văn quyển mà bạn học cũ hạ vũ nhờ hắn đưa tới bộ tác chiến trước đó nhất định là vậy thứ mà thống soái trí cao nhìn thấy vừa rồi chính là văn quyển kia. Nhưng bên trong văn quyển rốt cuộc là viết cái gì, có thể khiến cho thống soái trí cao thất thối như vậy. Triệu Cường nhớ lại một số dấu vết mà Hạ Vũ đã nói lên trước đó, dường như cũng không phải là chuyện xấu gì, trong lòng hơi yên tâm một chút. Ha ha, các ngươi có phải rất hiếu kỳ hay không? Triệu Cường ho nhẹ một tiếng, nói, đây không phải đúng lúc rồi sao? Ha ha, ta đúng lúc biết được một chút manh mối như vậy, hắn làm sao có thể từ bỏ một cơ hội hiển thánh trước người khác như vậy chứ? không có chuyện gì khiến người ta hưng phấn hơn so với việc tỏ vẻ trước mặt đồng liêu. Quả nhiên xoát 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 xoát. Vô số ánh mắt ngay lập tức bắn ra trên người của Triệu Cường. Người biết sao? Mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tất cả các tham mưu tác chiến, ngay lập tức vây chặt Triệu Cường đến mức một giọt nước cũng không lọt. Khụ khụ ấy ra, cổ họng có hơi khô. Triệu Cường cười hít mắt nói. Triệu ca, vừa hay ở chỗ ta đã pha một bình ngộ đạo trà, mau mời lão triệu à. Đêm nay tan ca, ta mời người đi thiên hương lâu bày một bàn, rồi mới hương hương cô nương hát một khúc cho ngươi, thế nào? Mấy quan tham mưu ngày thường thích nhất là so tài với triệu cường, ngay lập tức liền giống như liếm cẩu trung thành nhất, tụ tập trước mặt. Ha ha, các ngươi đã có thành ý như vậy, thì ta cũng đành phải đồng ý thôi. Triệu cường nhận lấy một ngộ đạo trà của Diệp Thiên Kim trong truyền thuyết, cười híp mắt nói, hạ vũ là bạn học cũ của ta, Chúng ta là học viên khóa thứ 11 của tập đoàn quân sự Bắc Thần. Hai ngày trước vừa mới kết hôn, trước đó hắn quả thật là đã trình lên một văn quyển, ha ha về phần nội dung, thì ta không biết chỉ cái này. Chỉ cái này thôi à, chỉ một chút tin tức này, người gạt một bữa thiên hương lâu của ta. Người tự nguyện, sao có thể nói là lừa gạt chứ? Vô sỉ, mọi người đánh hắn phanh 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 phanh. Triệu Cường bị các đồng liêu tiếp tục vây đánh. Các chiến tướng đứng ở ngoài cửa, nghe được động tĩnh bên trong, họ đầu nhìn thoáng qua, coi như không xảy ra bất cứ chuyện gì mà lùi lại. Các tham mưu của bộ thống soái tác chiến, mặc dù là quan văn, nhưng đám văn nhân này lại giỏi đánh nhau nhất, cuộc ẩu đả tương tự thường xảy ra. Không kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị nữa. Tiểu đội kiếm thủ thứ 67 bộ chiến đấu đặc thù Hạ Vũ, bái kiến thống soái Hạ Vũ kích động đến mức toàn thân phát run, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, thống soái vĩ đại trí cao vô thượng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình hạ huynh đệ mau đứng dậy đi thống soái trí cao vô cùng hiền hòa đối với tất cả mọi người đều xưng hô huynh đệ nói ta cũng là sau khi đến mới biết ngày hôm trước là đại hôn của ngươi chúc mừng chúc mừng đây là quà chúc mừng của ta đưa lên một bức tượng người khắc tay bằng ngọc thạch không phải là lễ vật quý giá gì nhưng lại là thứ chính tay chế tác thống soái trí cao khi rảnh rỗi thích lấy chạm ngọc để dưỡng thần bên trong toàn bộ tập đoàn quân sự người người đều biết ngọc thạch do thống soái chính tay chế tác càng có giá trị liên thành Đa Tạ Đại Soái Hạ Vũ trong lòng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân thống soái xuất hiện ở đây, nói: Đại Soái tới đây chính là để hỏi thăm chuyện liên quan tới Lâm Bắc Thần phải không? Hắn nói hắn tên Lâm Bắc Thần sao? Trong ánh mắt của thống soái trí cao lộ ra vẻ kích động, giọng nói khẽ run, nói, còn nói cái gì nữa? Miêu tả kỹ càng một chút. Hạ Vũ đem tất cả những gì mà bản thân gặp phải đều nói ra một lượt, rất kỹ càng, không chút giấu diếm, nhất là câu ngươi còn nhớ Lâm Bắc Thần. Nhạc hồng hương cùng bạch khâm vân của bờ hồ Đại Minh không kia. Câu nói này vừa nói ra, Hạ Vũ cảm nhận được một cách rõ ràng, thân thể của thống soái chí cao trước mắt khẽ run lên, uy áp chân khí đáng sợ chớp mắt lướt qua, dao động cảm xúc to lớn có thể nhìn thấy được, vậy mà lại gần như mất khống chế. Bên trong cả viện trầm mặc lại, hơi thở của thống soái chí cao hơi có chút gấp gáp, sau đó dần dần bình phục, yên tĩnh đáng sợ. Vợ chồng Hạ Vũ hai người cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng trầm mặc cũng không biết qua bao lâu tốt tốt lắm giọng nói của thống soái trí cao dường như đã bình tĩnh nhưng sự kích động ẩn chứa trong đó từ đầu đến cuối không cách nào che giấu cất cao giọng nói ta còn tưởng không ngờ rằng vậy mà thật sự có một ngày như vậy đại soái lâm bắc thần kia thật sự là bằng hữu tốt của ngài sao hạ vũ không nhịn được hỏi trong nội bộ của tập đoàn quân sự bắc thần thống soái trí cao uy vọng vô song nhưng cũng là người nổi tiếng bình dị gần gũi bởi vậy hắn mới dám có câu hỏi này thống soái trí cao gật gật đầu, nói, hắn là một kỳ tích, một thiên tài, một người đã thay đổi vận mệnh của ta. Hạ Vũ nghe vậy, chủ động xin đi, nói, đại soái đã như vậy, xin cho thuộc hạ lại đi đến tử vi tinh vực, hồi bẩm lâm bắc thần đại nhân, mời hắn tới đây làm khách. Hắn biết được chân tướng, cũng liền thay đổi xưng hô đối với lâm bắc thần. Thống soái trí cao nhìn về phía Hạ Vũ, nói, bữa tiệc tân hôn của ngươi, không nên đi xa. Việc này, ta sẽ có sắp xếp khác Hạ Vũ gấp gáp, nói, Lâm Đại Nhân cũng là ân nhân cứu mạng của ta và Quyên Nhi, Đại Soái, chỉ có ta tự mình tiến đến, Lâm Đại Nhân mới có thể tin tưởng, xin cho thủ hạ đi đi nữ tử tên Quyên Nhi cũng nói, vợ chồng chúng ta có thể có ngày hôm nay, đều là được Lâm Đại Nhân giúp đỡ, Hạ Lang chắc chắn phải báo ân, mời Đại Soái thành toàn thống soái trí cao hơi trầm ngâm, nói, đã như vậy, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến khi điều tra rõ ràng manh mối rồi xuất phát cũng không muộn, vị huynh đệ kia của ta không phải vật trong ao, mà chính là cửu thiên chi long, nhất định sẽ không một mực dừng lại ở tử vi tinh khu, nghĩ rằng lúc này đã đi ra khỏi tiểu tinh vực. Sau ba canh giờ, đưa tin đến bộ thống soái tác chiến vâng. Hạ vũ vui mừng khôn xiết. Anh Tuấn kiếm tiên hào tựa như ngân kiếm, xuyên thẳng qua tinh không. Bên trên bong tàu, một trận BBQ đang tiến hành. Lâm Bắc Thần vừa nướng đồ, vừa uống rượu. Tiêu Bính Cam, Quang Tương cùng Vương Trung ba người lại ngồi trên ngựa ở một bên ba tên vương bát đản các ngươi lại lái phi thuyền rời đi vứt bỏ ta một cách vô tình lâm bắc thần vừa ăn thịt nướng vừa mắng chửi quả thực là tổn thương thấu trái tim ta phạt các ngươi ngồi xuống tấn nhìn chúng ta vui chơi giải trí cả ngày thân ca ngươi thật sự không phải là vì bạn học nhạc đến học viện cầu chi học tập vứt bỏ ngươi cho nên mới chút giận lên chúng ta như vậy chứ tiêu bính cam với vẻ mặt khờ khạo hỏi thăm lâm bắc thần lập tức giận dữ phạt người ngồi xuống tấn 10 ngày tiêu bính cam ha ha Vương Trung ở bên cạnh không nhịn được liền bật cười hà hê. Ngươi còn có mặt mũi mà cười hà. Lâm Bắc thần mắng, người thân là quản gia, vứt bỏ chủ nhân. Phạt ngươi 20 ngày chi chi chi. Quang tượng ngay lập tức cũng bật cười. Lâm Bắc thần nói, phạt ngươi không được phép hút thuốc uống rượu uốn tóc ba khuôn mặt bối rối. Sau một lúc lâu, Lâm Bắc thần ăn uống no đủ, chuẩn bị trở về luyện hóa nguyên huyết trước đó, vô thức lấy điện thoại di động ra. Sau khi kiểm tra tin tức một phen, nhấp vào tiến nhập kinh Đông Thương Thành đinh 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 mấy chục âm thanh nhắc nhở tin nhắn liên tục nhảy ra ngoài. A, à, là thổ phỉ ca Lâm Bắc Thần nhấp vào khung tin nhắn nói chuyện riêng, phát hiện là thổ phỉ ca tích chữ như vàng đã gửi tới vô số tin nhắn. Còn gì nữa không? Ở đây sao? Hiệu quả của thần dược rất tốt, ở chỗ ngươi còn có bao nhiêu hàng? Alo, 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 có ở đó không? Online trả lời sao người còn chưa online chứ? Huynh đệ, mau online. Chỗ này của ta có tình huống lớn ca ngươi còn không xuất hiện nữa thì ta xong đời mất mò online lâm bắc thần nhìn lướt qua ngay lập tức hết sức vui mừng ha ha ngươi không phải cao lãnh sao không phải tích chữ như vàng sao mấy hộp vạn ngải khả liền khiến người mềm nhũn rồi tình huống như thế nào nói nghe xem lâm bắc thần trả lời tin nhắn dường như chỉ là sau một giây thổ phỉ ca liền ngay lập tức trả lời lại ngươi rốt cuộc đã đến rồi hàng còn gì nữa không đắt thế nào cũng được mau chóng gửi cho ta lâm bắc thần cười cách màn hình, hắn dường như cũng có, thể nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của thổ phỉ ca. Đây là nếm được ích lợi. Trước tiên nói thử xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lâm Bắc Thần quyết định thừa cơ đò móc một chút nội tình của thổ phỉ ca. Thổ phỉ ca lần này không có cao lãnh, không có tích chữ như vàng. Nói, thần dược mà người gửi tới lần trước có tác dụng kích thích cường giả cấp cao, có thể trợ lực đột phá, thậm chí có thể kích thích huyết nhục của cường giả cao dai, bởi vì luyện công ngộ nhập lạc lối tàu hỏa nhập ma xung kích cảnh giới thất bại nhưng không dẫn đến tàn tật, tìm được thời cơ khôi phục. Hiện tại toàn bộ đế tinh đều tranh giành đến điên rồi đế tinh. Lâm Bắc thần nhạy bén nắm bắt được hai chữ này. Không lẽ là... Không thể nào. Không lẽ thổ phỉ ca lại là người của đề đình thần thánh trung ương. Người nói cái cao dài này, là cao bao nhiêu? Hắn tiếp tục lời nói khách sáo. Thổ phỉ ca nói, đế cảnh, thậm chí cả tổ cảnh, thần dược cũng có tác dụng chết tiệt. Đôi mắt của Lâm Bắc thần trợn tròn. Ta ngoan ngoãn tích góp. Há miệng ra chính là đế cảnh cùng tổ cảnh cái tên thổ phỉ ca này, nhất định là sống ở chỗ của đế hoàng thần thánh đế tinh nhân tộc trong truyền thuyết kia, không cần hoài nghi. Quả nhiên là nhà giàu. Đồng thời, Lâm Bắc Thần cũng ý thức được vấn đề. Nếu như loại thuốc này đều hữu dụng đối với cường giả đế cảnh, tổ cảnh, vậy giá trị của nó tuyệt đối là vượt xa định giá trước đó. Tựa như là cửu âm chân kinh, ném ra bên ngoài tuyệt đối làm giấy lên một mảnh gió tanh mưa máu lớn. Cho nên thổ phỉ ca tùy tiện cầm thần dược đi bán ngay lập tức dẫn động phong ba to lớn cái kịch bản này dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được như vậy vấn đề tới rồi nếu như bối cảnh không đủ cứng tất nhiên sẽ gặp phải tai họa cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội vật mà ngay cả đế cảnh tổ cảnh cũng đỏ mắt người bình thường có thể có được sao kết quả thổ phỉ ca vậy mà cầm cự được đến bây giờ vẫn không bị bốc hơi lại còn có thể gửi tin nhắn xin nhập hàng chật 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 có thể thấy được thổ phỉ ca rất cứng cứ như vậy chỉ cần thao tác rất thật sự là có thể kiếm nhiều tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Hàng vẫn còn, cần bao nhiêu có bấy nhiêu lâm bắc thần trước tiên tỏ vẻ. Sau đó nói, nhưng mà, vật hiếm thì quý, nếu như tung hàng số lượng lớn, chỉ sợ là ngược lại sẽ dẫn đến giá cả của nó rớt xuống, cho nên không được phép vội vàng làm việc. Thổ phỉ ca trả lời tin nhắn nói, đạo lý này ta hiểu, nhưng bây giờ vấn đề là, nhất định phải nhanh chóng bổ sung hàng cho ta, bằng không, chúng ta chết chắc được. Lâm Bắc Thần cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp gửi bổ sung cho thổ phỉ ca một nhóm thần dược. Sau đó lại nói, chỗ này của ta còn có một loại thần dược tên là dinh dưỡng khoái tuyến, có thể kéo dài tính mạng cho cường giả đế cảnh, người nhận không? Thổ phỉ ca chấn kinh cực độ, ngươi còn có cái gì mà ta không biết? Ta là một cái bảo tàng thần bí, cần ngươi chậm rãi khai quật. Lâm Bắc Thần cực kỳ nghịch ngợm hồi đáp một câu, sau đó chốt đơn ở trên đào bảo, mua người thùng dinh dưỡng khoái tuyến, dựa theo địa chỉ của thổ phỉ ca chuyển phát nhanh tới. Giá vốn mỗi bình là 100.000 hồng hoang kim, giá bán lẻ cứ do người định hắn gửi tin nhắn qua, nói, nhớ kỹ, nguyên tắc của chúng ta là kiếm lời chết mẹ nhà hắn, cho nên tuyệt đối không được nương tay, số thẻ đế quốc tiền trang của ta là. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay đòi tiền, còn yên tâm thoải mái. Thổ phỉ ca ở màn hình phía bên kia có chút cảm động. Trượng nghĩa, người huynh đệ này. Trước kia hắn cảm thấy Lâm Bắc Thần có thể là một cọng lông chim tỏ vẻ, chỉ mua nổi một số thư rác rưởi, Hiện tại xem ra, anh chàng này phát đạt rồi. Hai người đối thoại một phen, sau khi xác định phương án hợp tác tiếp theo và chia tỷ lệ, Lâm Bắc Thần đóng kinh đông thương thành. Không ngờ rằng ta vậy mà lại trà trộn thành một trung gian thương. Hắn đang muốn thu hồi điện thoại. Đúng lúc này đinh. Một tiếng vang nhỏ. Là âm nhắc nhở bên trong phần mềm kíp. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của quật khởi của kiếm tiên quân bộ. Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ được phát động yêu cầu nhiệm vụ. Mời lựa chọn một vạn chiến sĩ tinh nhuệ của kiếm tiên quân bộ dựa theo kế hoạch do kíp chế định để rèn luyện tiến hành rèn luyện khoa học hợp lý hoàn thành rèn luyện lượng nhiệm vụ đạt tới nhiệm vụ yêu cầu là đủ ban thưởng nhiệm vụ một người tham gia kế hoạch rèn luyện mỗi người tăng lên một đại cảnh giới hai tu vi chân khí của túc chủ tăng lên một đại cảnh giới thời hạn nhiệm vụ 10 ngày trừng phạt nhiệm vụ thất bại không ghi chú một nếu như giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ lần này thất bại thì đánh mất khả năng tiếp tục phát động một giai đoạn nhiệm vụ ghi chú hai vương trung châu thiên vẫn không thể tham gia kế hoạch rèn luyện lần này lâm bắc thần liếc mắt qua lập tức vui mừng khôn xiết. Thú vị đấy. Lại có thể bật hách. Giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ lần trước là 100. Chiến tướng của kiếm tiên quân bộ tham gia. Lần này trực tiếp gấp bội, biến thành 10.000 chiến sĩ. Hoàn toàn phù hợp với series nhiệm vụ này. Nó thật sự là chạy theo phương hướng để kiếm tiên quân bộ quật khởi. Mà bản thân Lâm Bắc Thần cũng được lợi to lớn. Tu vi chân khí của hắn hiện tại là cấp tinh vương, để thăng thêm một cấp nữa, đã đến cấp tinh quân. Cho dù là cấp tinh quân tầng 51, đối với lâm bắc thần mà nói cũng đều là tăng lên to lớn kích thật là sự là phần mềm của thần lâm bắc thần sau khi cảm khái mở nội dung phương án rèn luyện của nhiệm vụ phần mềm nội sinh lần này ra không ngoài dự liệu không khác biệt lắm so với trước kia có dưỡng huấn luyện vô dưỡng huấn luyện kéo duỗi huấn luyện lực lượng huấn luyện phương án kỹ càng đến mức mỗi ngày làm mấy loại động tác huấn luyện mỗi động tác mấy tổ tiêu chí hoàn thành cùng nội dung chủ yếu của động tác lâm bắc thần xem xong bản thân đem phương án rèn luyện download xuống điện thoại di động, sau đó thông qua WeChat, trực tiếp gửi ra ngoài. Rất nhanh sau đó, đám người thiên thiến, thiên thiên, nhạc hồng hương, dạ vị ương, sở ngân, liền nhận được tin nhắn. Lại sắp bắt đầu sao? Quá tuyệt vời! Bây giờ đã bắt đầu sắp xếp tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã ở trong từng cuộc rèn luyện hài hước lúc trước, có được ích lợi to lớn, biết được đằng sau kế hoạch rèn luyện trông có vẻ hoang đường như vậy, rốt cuộc lại có hiệu quả khủng bố ra sao rất có thể một lần rèn luyện đã đủ để bù đắp được những người khác tu luyện mấy chục thậm chí cả mấy trăm năm ta sẽ tranh thủ thời gian làm xong đúng giờ tần chủ tế nhận được phương án rèn luyện sau khi đọc xong phát huy tin tức biểu thị bản thân rất xem trọng nhận được rồi đây là tin nhắn hồi đáp của nhạc hồng hương một lát sau nàng lại bổ sung một câu một mình người ở bên ngoài mọi chuyện đều phải cẩn thận ấm áp cực kỳ thân mật câu trả lời của mỗi người đều thể hiện rõ ràng tính cách của mình lâm bắc thần nhìn một chút không nhịn được khoái miệng hơi nhếch lên trước mắt lần lượt từng khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc dường như đang tung bay mà lướt qua đây đều là những người cần ta đi bảo vệ đang suy nghĩ phương hướng mũi tàu trước mặt đột nhiên chuyển đến tiếng ống sáo cảnh báo thiếu ra phía trước xuất hiện thú nhân hạm đội vương phong lưu bước nhanh đến báo cáo thú nhân hạm đội lâm bắc thần đứng dậy đi tới phía trước bong tàu lấy ra một kính viễn vọng quân dụng được mua trên đào bảo, trông về phía tinh không xa xa. Thân ca, không cần đâu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tiêu bính cam ở bên cạnh thầm kín nói. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên khoảng chừng bên ngoài vạn mét, một nhánh người chiếc tinh hạm cỡ trung tạo thành hạm đội, đang nhanh chóng tới gần. Những tinh hạm này hoàn toàn khác biệt với tinh hạm của nhân tộc, trên mặt chính bên ngoài vẽ đồ đằng tiêu chí thú nhân khác biệt, từng cây bạch cốt khổng lồ có thể nhìn thấy rõ ràng hợp thành chủ thể của tinh hạm, lại phối hợp với các loại cờ xí gia thú, thân tàu vật liệu gỗ. Trong truyền thuyết thú nhận lấy thi thể cường giả của chủng tộc chế tạo tinh hạm, xem ra lời đó không hề giả dối. Những thú nhân tinh hạm này là lai lịch gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Là chiến hạm vương phong lưu trước tiên liền có kết luận, nói, thiếu ra, kẻ đến bất thiện, đây không phải là hạm đội thú nhân của thương hội bình thường, là chiến hạm của thú nhân nhất tộc, sự xuất hiện của bọn nó, thứ mang tới vĩnh viễn chỉ là chiến tranh cùng phá hoại khoảng thời gian gần đây, tất cả đại tộc của thú nhân rất phát triển, cuộc chiến với nhân tộc chúng ta liên tiếp bộc phát, không ít giới tinh cũng biến thành trại chăn nuôi thú nhân, bọn hắn vẫn còn ở bên trong tinh không, bốn phía chặn giết thương đội tinh hạm của nhân tộc ngang nhiên xông qua Lâm Bắc Thần nói, nhìn xem bọn hắn muốn làm gì. Vương Phong Lưu hơi do dự, nói, thiếu ra, chúng ta không được bại lộ hành tung, dù sao có quái vật khổng lồ có trái tim phục thù mạnh mẽ như hoàng cổ, tộc ở sau lưng nhìn chằm chằm, không thể không xử lý cẩn thận lúc này nếu như giao chiến với thú nhận rất dễ dàng bại lộ hành tung tin tức truyền ra ngoài bị hoang cổ tộc tóm được tiếp theo đây sẽ có phiền toái lớn không sao lâm bắc thần thản nhiên nói chúng ta có thể giết thú diệt khẩu vương phong lưu nhìn thoáng qua vương trung vẫn còn ngồi trên ngựa thấy người sau hoàn toàn không có dáng vẻ để ý ngay lập tức tuân mệnh mà đi bên ngoài mấy ngàn mét rầm rầm sau khi hạm đội thú nhân tới gần trực tiếp nổ pháo thú nhân với làn da răng nanh màu đỏ tươi Thân hình cao lớn, trong tay coi chiến phù, cự nhận leo lên trên khung xương cùng bong tàu của tinh hạm, vung phi toa cùng phi chảo có trong tay, liên đợi sau khi tới gần, cùng nhau tiến lên, cướp đoạt chiếc tinh hạm nhân tộc đã triệt để tan rã này. Loại chuyện này, bọn hắn đã thành thói quen, làm không chỉ một lần. Giết chóc, cướp bóc, từng giờ từng khắc kích thích căn nguyên thực chất bên trong của bọn hắn. Thân là một trong những hạm đội cướp giết phong tỏa mảnh tinh không này, bọn hắn đã ở bên trong tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm chặn lại không chỉ một chiếc tinh hạm của nhân tộc, thậm chí xung đột chính diện qua hạm đội chiến đấu của nhân tộc. Mỗi lần phá hạm thành công, nhìn tiếng kêu rên cùng vũng máu dưới đao phủ của nhân tộc nhỏ bé, mỗi lần không làm mà hưởng đạt được tài phú cùng tài nguyên cách xù đều khiến cho những thú nhân đến từ đế quốc Hồng Yểm hưng phấn không thôi. Thời đại quang vinh của thú nhân hình như đã đến một lần nữa. Lần này, bọn hắn phát hiện con mồi tốt hơn. Một chiếc tinh hạm nhân tộc màu bạc phía trước mặt này nhìn có vẻ uy vũ bất phàm, nhất định là hào hạm của nhân tộc quyền quý. Có lẽ sẽ khó gặm một chút. Năng lượng pháo oanh kích ra ngoài, chỉ có thể ở trên vòng bảo hộ bên ngoài đánh ra từng tầng gợn sóng màu lam nhạt. Nhưng nó dù sao cũng chỉ có một chiếc, cũng không mang theo bất kỳ tàu bảo vệ nào. Loại tinh hạm này gặp phải sự vây công cấp hạm đội, giống như cuồng sư bị đám linh cẩu để mắt tới, thế đơn lực cô, sớm muộn điều phải chết. Giết vì hồng yểm chi thần trên tàu chiến, quan chỉ huy hạm đội thú nhân dơ cao hồng yểm chiến phủ trong tay. Tại thời điểm khoảng cách song phương không đến ngàn mét, thú nhân liền điên cuồng sông ra ngoài. Mà lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trên tinh hạm ngân sắc đối diện, cũng có người không kịp chờ đợi lao ra, phát động tiến công. Không, nói chính xác, là một lão thử lòng bạc to lớn. Trong miệng nó ngậm một điếu thuốc, trong tay mang theo một bình rượu, bộ tóc trên đầu dựng thẳng lên, trên thân còn mặc giáp da màu bạc, nhìn đặc biệt mà lại buồn cười, có chút đáng yêu hình như cũng không có bất kỳ lực chiến đấu nào. Hắn xông ra làm cái gì? Tặng thịt sao? Cuộc chiến kéo dài thời gian chưa đến một chén trà. Hạm đội cướp giết số thứ 98.765 của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân liền triệt để sụp đổ. Quang Tương sau khi sơ bộ triển hiện ra huyết mạch mà hắn thức tỉnh, ở trong cuộc chiến vũ trụ đáng sợ, xuyên thẳng qua như điện, lực lớn vô tận, một móng vuốt đánh bay mấy trăm võ sĩ thú nhân, một đầu đụng gãy một chiếc thú nhân tinh hạm. Hoàn toàn chính là một con chuột nghiền ép một hạm đội một con chuột bao vây một hạm đội cỡ nhỏ. Đến cuối cùng, hạm đội cướp giết số 98.765 thậm chí ngay cả chạy trốn khỏi chiến trường, cũng không thể làm được. Toàn bộ hạm đội của bọn hắn bị một con chuột như quang tương bắt làm tù binh. Hơn 10 người cầm đầu, bị đánh một trận cho tê người, mặt mũi bầm dập, mang tới anh Tuấn kiếm tiên hào. Nói đi, các ngươi sao lại xuất hiện ở khu tinh vực này? Lâm Bắc Thần vừa nướng thịt, vừa nhìn về phía quan chỉ huy hạm đội phí luân mặt mũi bầm dập quỳ trên bong thuyền hồng yểm thú nhân, nói, theo ta được biết, nơi này là tinh không do nhân tộc thống trị hắn thật sự là không ngờ rằng, rốt cuộc là ai cho đám thú nhận thái kê này dũng khí, lại dám chủ động phát động công kích với anh Tuấn kiếm tiên hào. Đồng bào của ta, sẽ báo thù cho chúng ta phí luân bị đánh gãy hai chân, quỳ trong vũng máu, nhưng vẫn vô cùng hung hãn, thần sắc hung ác, nói, mảnh tinh không này, đã run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của hồng yểm chi thần vĩ đại. Nó nhất định là nông trường của hồng yểm thú nhân. Còn những thứ nhân tộc hèn mọn đáng thương các ngươi, chỉ xứng làm sự cố gắng cùng đồ ăn của chúng ta. Bành! Lâm Bắc Thần trực tiếp một phát súng bắn nổ đầu chó của hắn. Trả lời sai rồi. Lâm Bắc Thần thổi thổi ngón tay, nói, người tiếp theo hơn 20 chiến tướng cao cấp khác của hạm đội thú nhân nhìn thấy cảnh này, đều phát ra tiếng gầm thét, nhưng không làm được gì cả. Phó chỉ huy bố Lai Ân bị kéo qua ngoài. Ngươi đến trả lời câu hỏi của ta, đám tạp chủng để tiện dơ bẩn hèn mọn các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Bắc Thần lấy đạo của người trả lại cho người, trong giọng nói tràn đầy vẻ xem thường cùng miệt thị. Hồng yểm vĩ đại, bành. Bố Lai ân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ và quật cường, nhưng vẫn chưa kịp nói xong một câu, liền trực tiếp bị nổ đầu. Thi thể to lớn bành một tiếng, ngã trên mặt đất. Móa nó, không dựa theo cách thức mà làm bài thi, đây chính là kết cục Lâm Bắc Thần hùng hùng hổ hổ nói, người kế tiếp. Rất nhanh, trên bong tàu đã nằm người thi thể thú nhân không thể không nói những thí sinh vật man chủng này thật sự là hung hãn căn bản không sợ chết cho dù là đồng đội từng người một bị chém giết hỏi đến cuối cùng lại không có một ai e ngại cầu xin tha thứ lâm bắc thần dơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm đây chính là quân nhân của thú nhân tộc sao so với những chiến sĩ của hồng yểm thú nhân này những chiến nguyên thú nhân da xanh của tử vi tinh vực kia thực sự là móc chân của món ăn bất luận là dũng khí hay là chiến lực đều không phải cùng một cấp bậc hung hãn mà không sợ chết, quả thật là đối thủ cực kỳ phiền phức. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trở nên ngưng trọng, thiếu ra, trên tinh hạm của những thú nhân kia, gửi tới một số đồ vật vương phong lưu tới báo cáo, hay là ngài đi xem một chút. Ô, Lâm Bắc Thần cầm mấy sâu thịt nướng, nói, được, đi xem một chút. Vương phong lưu do dự một chút, nói, thiếu ra, hay là trước tiên ngài đừng ăn. Lâm Bắc Thần liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi là sợ ta nhìn thấy cục diện dơ bẩn buồn nôn của thú nhân trong tinh hạm trực tiếp nôn ra sao. Yên tâm, có cục diện nào mà chưa từng thấy qua chứ. Nhớ ngày đó, khi ta và Lão Hàn, còn có bạn học nhạc, bạn học bạch cùng đi Bắc Hoang Sơn, tiến vào trong hầm phân, tận mắt nhìn thấy Lão Hàn tung tóe đầy phân ửng, cũng chưa từng nôn, huống chi hiện tại. Vương Phong Lưu, một lát sau, quẹ, quẹ. Lâm Bắc thần tra xét một nửa thú nhân tinh hạng sắc mặt trắng bệch ghé vào trên mạn thuyền mà ói ra. Đớp cướt hắn đều thấy qua cả rồi. Nhưng ăn người thì thật sự chưa từng thấy qua vừa nghĩ tới hình ảnh chân cụt tay đứt bị đặt ở trong nồi nấu chín trong nội bộ tinh hạm hồng yểm thú nhân kia lâm bắc thần thật sự đem đồ đã ăn năm trước phun ra ngoài hết giết tất cả tù binh đều giết cho ta một tên cũng không giữ lại lâm bắc thần vừa nôn vừa giống lên thú nhân thật sự không phải là người bọn hắn không khác gì cầm thú với tu vi cùng cảnh giới của những thứ chiến sĩ như bọn hắn theo lý mà nói hoàn toàn không cần thiết phải giết chóc và ăn uống điên cuồng như vậy nhưng bọn hắn lại lấy người làm thức ăn trước kia lâm bắc thần luôn cảm thấy bất luận là bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần tiến hóa đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ phát triển hệ thống văn minh luân lý theo hướng tương đồng đến cuối cùng rất có thể chăm sông đổ về một biển nhưng mà hiện tại hắn đã sai rồi hồng yểm thú nhân đối đãi với nhân tộc giống như nhân tộc đối đãi với heo vậy giết chóc nấu ăn nhân tộc mổ heo heo cũng không có trí tuệ chỉ có bản năng sinh mệnh có lẽ ở trong mắt của thú nhân nhân tộc thật sự chỉ là đồ ăn ý vị này nhân tộc vĩnh viễn cũng không cách nào chung sống hòa bình với thú nhân tộc, ai từng thấy qua có sinh vật nào sẽ sống chung hòa hợp với thức ăn của mình chứ? Chẳng trách lúc trước đế hoàng thần thánh, muốn viễn trinh tất cả đại tinh vực tinh hệ, thành lập văn minh bá quyền của nhân tộc, không chút lưu tình nghiền ép thú nhân cùng ma tộc. Đây quả thật là không cách nào cùng tồn tại. Rất nhanh sau đó, hồng yểm thú nhân bị bắt đều bị giết, thi thể trục xuất ở trong tinh không, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm giữa các vì sao. Còn lâm bắc thần sát niệm trong lòng khó bình thông qua lục soát chiến lợi phẩm quét dọn tinh hạm thì biết, nhánh hạm đội cướp bóc ngăn cản này danh hiệu là 98.765, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một tháng, đã phong tỏa mảnh tinh không này, chặn giết 371 chiếc tinh hạm của nhân tộc, tàn sát mấy chục vạn võ giả nhân tộc, cướp bóc số lượng lớn tài phú. Lâm Bắc Thần ngồi ở trước mặt quầy đồ nướng, không còn dục vọng ăn uống chút nào nữa. Thiếu ra, đây là quân đội Hồng Lưu quân đoàn của đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân, dựa theo một số văn quyển sưu tầm gửi đến trên xoáy hạm của bọn hắn, ít nhất có 99 nhánh hạm đội cướp bóc tương tự, phân bố ở mảnh tinh không này, bọn hắn không khác biệt đã tàn sát tất cả tinh hạm của nhân tộc trong quá khứ, mục đích là hoàn toàn chặt đứt khống chế thông đạo này, phòng ngừa có người chuyển vận cấp dưỡng cùng quân tư cho Bắc Thần quân đoàn Vương Phong Lưu, tới trước báo cáo. Hồng Lưu quân đoàn của Hồng Yểm thú nhân đang chiến đấu cùng Bắc Thần quân đoàn sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Phong Lưu nói, dựa vào tin tức mà chúng ta nhận được, Bắc thần quân đoàn đang đồng thời tác chiến với thiên thánh quân đoàn hoang cổ tộc, Hồng Lưu quân đoàn đế quốc Hồng Yểm Thú Nhân, chiến tranh của phi ngư Tý toàn chi chiến đã đến gay cấn, Bắc thần quân đoàn muốn đà thông thông đạo của phi ngư Tý toàn, như vậy thì có thể đem nhân tộc của lệ trí tinh hệ cùng thiên dự, tinh hệ liên thông lại với nhau, mở ra một thông đạo sinh mệnh, tránh cho bị triệt để vây quanh ở thiên dự tinh hệ lâm vào bị động, thì ra là thế. Lâm Bắc thần giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, thì ra là lão hàn gặp phải phiền toái giúp nhất định phải giúp con đường phục hưng chi kiếm có thể tra được tình hình chiến đấu hiện tại hay không ngón tay của lâm bắc thần nhẹ nhàng gõ lên vỉ nướng nói nếu như chúng ta muốn hỗ trợ làm như thế nào để tham gia về phần hỗ trợ thế nào còn phải nghe ý kiến của một số nhân sĩ chuyên nghiệp vương phong lưu lắc đầu nói thiếu ra phục hưng chi kiếm không phải tổ chức tình báo quân sự bây giờ ở vào thời điểm chiến tranh bất luận là bắc thần quân đoàn hay là hoang cổ thánh tộc Hồng Yểm thú nhân bây giờ đã triệt để tiếp quản mảnh khu vực này, thế lực bên ngoài rất khó thâm nhập, bất kỳ dấu vết để lại nào đều sẽ bị xem như là nhân viên điệp báo của đối phương, gặp phải sự giết chóc vô tình. Trong mắt của Lâm Bắc Thần thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng mà, chúng ta thăm dò được, niệm hương chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn đang cùng tâm đại chiến bộ thôn huyết, mãnh ngược tứ cuồng của Hồng Yểm thú nhân ác chiến ở phía trước, tranh đoạt phi ngư Tây Nam tí toàn, tình hình chiến đấu đã tiến hành mấy tháng, đến nay khó phân thắng bại. Vương Phong Lưu bổ sung một câu, nói, nếu như thiếu gia ngài muốn tham gia vào cuộc chiến tranh này, vậy chiến khu Tây Nam là một lựa chọn tốt ô. Lâm Bắc thần sáng mắt lên. Niệm hương chiến bộ. Cái tên này, rất thú vị nha. Được, xuất phát, đi phi ngư Tây Nam. Lâm Bắc thần đưa ra quyết định. Anh Tuấn kiếm tiên hào hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu gia tăng tốc độ, sau đó xuyên thẳng nhảy vọt qua không gian. Giống như một cự vật ẩn núp trong đáy biển to lớn, cuối cùng cũng nổi lên mặt nước mở ra răng nanh chính nghĩa ở tinh không lạnh lùng tàn khốc này, triển lộ dữ tợn vô tình. Tinh vực Tây Nam Phi Ngư tí Toàn. Nơi này vốn dĩ là một mảnh toái thạch tinh đối khu hỗn loạn mà nguy hiểm, nghe đồn là chiến trường thời đại biến đại phá diệt lần thứ hai ngày trước, có vô số tinh thần bị vỡ nát, tạo thành lực trường kỳ quái, đến nay có vô số tiểu hành tinh toái thạch lít nha lít nhít trôi nổi ở trong đó, tạo thành khu vực đặc biệt mà lại nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác ở bên trong khu vực này, có người neo điểm vượt qua, có thể câu thông với thiên dự tinh hệ và lệ trí tinh hệ. Từ xưa đến nay, nơi này đều là đầu mối giao thông quan trọng then chốt. Trong một khoảng thời gian rất dài trước đó, nơi này đáng lẽ là địa điểm khống chế thuộc về bác sĩ đạo nhất mạch. Đáng tiếc theo với sự sụp đổ của bác sĩ đạo, quyền chủ đạo của nơi này xa sút Trong thời gian mấy trăm năm cận đại, chiếm cứ nơi này chính là một đám hải tặc vũ trụ tên là Kinh Hồng. Rất nhiều tinh hạm cùng thương nhân trong quá khứ trưng thu thuế nặng. Đương nhiên, phía sau Kinh Hồng nhất định cũng có đại thế lực làm chỗ dựa nếu không làm sao có thể cư trú trường kỳ được chứ các đại học viện thư viện của bác sĩ đạo nhất mạch từng không chỉ một lần có ý đồ đoạt lại quyền chủ đạo của mảnh toái thạch tinh đối này nhưng cuối cùng đều thất bại bây giờ theo với cuộc chiến tranh phi ngư tý toàn bộc phát nơi này trở thành vùng giao tranh của binh gia đoàn hải tặc vũ trụ kinh hồng đã bị động rút lui khỏi võ đài lịch sử nơi này bây giờ đang bị tam đại binh đoàn là thôn huyết mãnh ngược tứ cuồng bên trong hồng lưu binh đoàn của đế quốc hồng yểm thú nhân chiếm cứ gắt gao chấn giữ niệm hương chiến bộ của bắc thần quân đoàn tiến quân nơi này áp lực to lớn đại nhân hạm đội thứ ba tổn thất hay không tổng tham mưu trưởng lâm đào vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía quan chỉ huy chiến bộ hàn thượng hương hàn thượng hương năm nay chưa đến 200 tuổi dung mạo xuất sắc một thân giáp trụ tinh báo màu đỏ sẫm buộc đuôi ngựa cao xuất thân từ trường quân đội của tập đoàn quân sự bắc thần là lớp học viên tốt nghiệp kỳ đầu của trường quân đội chính là một trong những đệ tử thân truyền của thống soái trí cao mặc dù là thân nữ tử, nhưng oai hùng không thua kém nam nhi, một thanh chiến mâu trong tay tung hoành khắp tinh hà, không biết đã đánh chết bao nhiêu tướng địch, giết ra được uy danh hiển hách, được binh pháp của thống soái trí cao hun đúc, chiến tích thống quân đến nay càng kinh người, hơn 300 trận chiến lớn nhỏ, nề, quân số giảm 2 phần 3, có cần phải rút lui sắp xếp lại biên chế chưa từng thua trận. Trách nhiệm của cuộc tiến công công thành khu Tây Nam Phi Ngư Tý Toàn lần này, rơi vào trên người của niệm hương chiến bộ, mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên nhưng tình hình chiến đấu tiến hành đến hiện tại lại vô cùng cháy bỏng toái thạch tinh đới còn chưa đánh hạ quân số của niệm hương chiến bộ đã tổn thất hơn phân nửa hồng lưu quân đoàn của đế quốc hồng yểm thú nhân không hổ danh là một nhánh tinh nhuệ nhất của hồng yểm được xưng là hồng yểm thần chi mâu sức chiến đấu hung hãn tới cực điểm ngay cả binh lính bình thường cũng hung hãn không sợ chết trời sinh có được hồng yểm đấu khí không thể nào phá vỡ lại thêm có hoang cổ thánh tộc cùng phối hợp thanh trường khiến niệm hương chiến bộ mỗi thúc tiến vạn mét đều tổn thất to lớn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha